huyết long khí huyết cuồn cuộn, hắn vậy từ Diệp Thần cùng hưởng trong thần thức thấy được hết thảy các thứ này, lúc này long chảo đã nắm chặt, chỉ chờ Diệp Thần phát ra chỉ thị, bọn họ chủ tớ hai người, liền cùng giết tới lên trước bên trên, đem vạn khư cường giả chém cùng dưới kiếm. Diệp Thần trong tay sát kiếm sử dụng, muốn đem buộc ở ba vị tôn giả dây thừng thước đoạn. Ngay tại lúc này, dị biến nổi lên. Ha ha ha, không uổng phí thần điện tôn giả để cho ta ở chỗ này đắng cùng nhiều năm, cái này âm dương thần điện còn thật giống như trùng trăm chân chết mà không cương à. Sát kiếm thế công bị chủ nhân của thanh âm này hời hợt liền vẫy tay đỡ ra. Ngươi không phải vạn khư người. Diệp Thần thanh âm thê lương lại lạnh như băng, hắn đầy bụng tức giận, đang giàu không tìm được người tới khơi thông. Lão phu tự nhiên không phải vạn khư người, bất quá lão phu nhưng là ở chờ các ngươi. Lão kia người cả người giấu màu xanh ra trời đạo tu trường bào, lúc này nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt giống như dã thú đoạt chén cơm vậy tham lam, hắn cam tâm tình nguyện nhiều năm như vậy, liền vì cho vạn khư cường giả làm một cái đàng hoàng chó giữ cửa. Chính là vì một ngày kia có thể lập được công lao lớn, một lần là xong, phi thân tiến vào thái thượng thế giới. Trời không phụ người có lòng, lúc này hắn rốt cuộc đến lúc cái này cơ hội. Xem ra, ngươi là vạn khư chó giữ cửa. Diệp Thần không che giấu chút nào lột xuống cái này đạo nhân tấm màn che thiên nhân vực cường giả. Thật tốt người không làm, nhưng đi cho người khác làm chó. Tốt tiểu tử cuồng vọng, đạo nhân quát lên, sắc mặt đã có chút không tốt. Hắn tự xưng là thanh cao, vì tiến vào vạn khư, quả thật không chừa thủ đoạn nào, lúc này bị một cái đứa nhỏ mồm còn hôi sữa kéo rách lời nói dối, muốn cầm đối phương đầu lâu đi hiến tế vạn khư ý tưởng càng kiên định. Diệp Thần nguyên bản liền phẫn uất dị thường tâm trạng, lúc này giống như là tìm được khơi thông điểm như nhau, hắn đạo tâm, hắn chân đạo, hắn chống lại, hắn tương lai. Hắn hết thảy, lúc này đều cần lấy ngông cuồng đánh một trận, đến từ cứu. Ngày hôm nay ngươi tới thật đúng lúc, ta cái này sát kiếm, ngày hôm nay lại đến nên ẩm huyết lúc. Đạo nhân tuy tự cam đọa lạc, nhưng cũng là thiên nhân vực cường giả, một mắt liền nhìn ra Diệp Thần mặc dù hơi thở mạnh mẽ, nhưng còn chưa đạt đến lợi hại đủ để cho hắn sợ hãi bước. Vì vậy cũng không dự định hướng vạn khư báo cáo, mà là kế hoạch mình tự tay kết liễu liền hắn, cầm hắn đầu lâu đi vạn khư thỉnh công. Chủ nhân, hắn hơi thở quá mức mạnh mẽ. Huyết long sát ý cùng nhau, tùy thời chuẩn bị tham dự chiến tranh. Ngươi lui ra. Diệp Thần giọng lạnh như băng nói, đây là hắn chiến tranh, hắn phải dựa vào sức một mình, đem cái này vạn khư tay sai chém chết. Nếu không, hắn như thế nào có kiên định tín niệm, đi đối đãi vẫn cao cao tại thượng vạn khư cường giả. Chủ nhân. Huyết long không cam lòng nói, nhưng không dám vi phạm Diệp Thần mệnh lệnh, chỉ có thể yên lặng lui ra. Không nhìn ra. Người cái này đứa nhỏ còn có mấy phần huyết khí, muốn một thân một mình chịu chết sao? Đạo nhân cười nhạt liền liền, rõ ràng muốn hoàn toàn đánh chết Diệp Thần nơi này, không cho hắn bất kỳ mạng sống cơ hội. Giết ngươi mà thôi, ta một người đủ rồi. Diệp Thần tay áo phiêu vũ, dựng thân cùng mất đi vách đá, chung quanh tiêu điều tịch mịch, đem hắn làm nổi lên càng sát phạt bén nhạy, vẫn không có động thủ, đã để cho nhân tâm sợ hãi. Đạo nhân cũng không có thân là cường giả tự giác. Ngón tay thay đổi tới giữa đã sử dụng một chuôi đèn đồng, hắn tim thần dấu hóa thành một vòng mặt trời, chìm vào đèn đồng bên trong, hai người hợp hai là một, quyên quyên ra sáng bóng chiếu khắp ở toàn bộ mất đi ven núi bên trên. Vậy sáng bóng giống như một ly thiên đăng, thật cao treo ở mất đi ven núi bên trên, thiêu hủy lửa cháy mạnh cảm giác cháy Diệp Thần, nguyên bản trên đất đã sớm cố hóa máu, lúc này, tựa như cũng bị cái này nhiệt độ nóng bỏng bốc hơi, mùi máu tanh mờ mịt lên. Quấn quanh ở Diệp Thần bên người. Oanh! Diệp Thần hồn thể đổi thành, huy động sát kiếm, trực tiếp hướng vậy ly đèn đồng đánh, chiến lực như đào đào sông lớn, cuốn lên tàn vân, cứng rắn là trực tiếp đem cái này đèn đồng bên trong đèn mang đánh diệt, lần nữa lộ ra vô cùng vô tận bầu trời. Liên hoa lạc nhật, trước hồn chảm hình, đạo nhân lần nữa chợt quát lên. 77-14-19 đóa hoa sen tách thả ra, phiến phiến hoa sen cánh hoa. Kèm theo đạo nhân vậy tim thần cất giữ sáng bóng, tạo thành một phức tạp hoa sen đổ sộ trận, đem Diệp Thần vững vàng khống chế ở trong đó. Hừ, chính là trận pháp mà thôi. Diệp Thần hai cánh tay huy động, hồng mông đại tinh không. Mở, tinh không mênh mông. Ở Diệp Thần phía trên đỉnh đầu xuất hiện một phiến bao la bầu trời đêm bên trên là mịt mờ ánh sao, mỗi một tơ điểm sáng,
cũng biến ảo thành một chuôi lưỡi dao sắc bén, lôi cuốn lôi đình lực. Theo hắn một kiếm ra, vạn khoảnh tinh không, hóa thành từng đạo kiếm mưa, để ngang giữa không trung bên trong, theo Diệp Thần xuất kiếm phương hướng, dâng trào về phía trước. Cái này tràn đầy một cổ long trời lở đất sát ý, có không thể tự định giá sức công kích, đến từ tinh không minh mông lực lượng, kiếm thể ông minh mà động, dẫn được toàn bộ mất đi ven núi cũng mơ hồ có chút chấn động. Dễ như bớn. Vậy 49 hơn nở rộ hoa sen, lúc này đã bị kiếm mưa nơi đánh tan, mà vậy phức tạp hoa sen ma trận, đã sớm bị vỡ đánh chia năm xẻ bảy, trực tiếp bị Diệp Thần sát kiếm nghiền thành phấn vụn. Thằng nhóc, xem ra ta xem thường ngươi. Đạo nhân lúc này vậy có chút bất ngờ Diệp Thần võ đạo ý vận vượt qua xa hắn chân thật cảnh giới, cái này cùng nghịch thiên yêu nhân, tuyệt đối không thể để cho hắn tiếp tục trưởng thành tiếp. Đạo nhân lúc này thân thể đã trôi lơ lửng ở giữa không trung bên trong, Diệp Thần liên phá hai người họ chiêu, để cho hắn không thể không nghiêm túc đối đãi. Chỉ gặp đạo nhân kia tay trái cầm đèn đồng, tay phải nặn khẩu quyết. Đèn đồng lóe lên, chỉ gặp ánh lửa thông trời, vậy tim đèn bên trong, lại mơ hồ xuất hiện một cái tóc tai bù xù bóng người kia đang kịch liệt giãy giụa thân thể, kéo theo ánh lửa tùy ý. Đạo nhân tay phải chỉ thiên khung, đầu ngón tay tóe ra một đạo ánh sáng lóa mắt, trực tiếp rót vào đến đèn đồng bên trong. Chín đạo ngất trời hỏa long lúc này nhảy lên một cái, nối liền đèn đồng, lộ vẻ được lấp lánh rực rỡ. Đèn đồng bên trong bóng người, hiển nhiên là cảm giác được đến từ hỏa long uy năng, điên cuồng tăng vọt, phát ra một loạt gào thét tiếng, phun ra phiến phiến ngọn lửa, hướng Diệp Thần cuộn sạch đi. Ngọn lửa này nóng bỏng cảm giác, để cho huyết long có trực tiếp cháy huyết mạch lực cảm giác. Diệp Thần lúc này mặt mũi như cũ lạnh lùng. Hắc ám nguyên phù hắc ám khí trạch lấy nhanh như chớp không gấp che tai thế, nhanh chóng bao phủ ở mất đi ven núi. Sát kiếm trên hắc ám nguyên phù, đang điên cuồng bùng nổ. Hừ, chút tài mọn. Đạo nhân hiển nhiên sẽ không bởi vì đột nhiên này hắc ám mất mục tiêu công kích, lúc này lộ ra một vẻ dữ tợn xảo trá mỉm cười, tay phải khẩu quyết vừa chuyển. Quang minh hơi thở đã phun trào tới, trực tiếp đem Diệp Thần hắc ám khí trạch đảo qua bạt tai. Đây là thực lực tuyệt đối nghiền ép. Tinh hải thần tiền bối, mời mượn ta tinh hải lực. Diệp Thần mắt gặp mảng lớn ngọn lửa tới gần mình, thần thức vọt vào luân hồi mộ địa, la lớn. Được. Nháy mắt tức thì, vậy nguyên bản giống như quyên quyên tế lưu giống vậy nước sông, lúc này đã bạo tăng đến vạn dặm, cùng trong chốc lát xuất hiện ở Diệp Thần sau lưng. Tinh hải dài đánh lưu. Tăng vọt tinh hải nước, giống như mãnh thú vậy sông về vậy cuốn tới ngọn lửa. Ngút trời cuồn cuộn giọt nước, chưa từng có từ trước đến nay tốc độ, trong chốc lát đem ngọn lửa bức lui. Hừ, đạo nhân hừ lạnh một tiếng, chín con rồng lửa lần nữa tụ lực, ngọn lửa mãnh liệt, phát ra đùng đùng thanh âm. Mà bóng người kia, vậy lần nữa phơi bày ra đánh giết thế, mạnh mẽ mà bá đạo, lại lần nữa kéo nhau trở lại. Diệp Thần thật nhanh thụt lùi, ngọn lửa này giống như là thiên quân vạn mã đánh vào, tinh hải nước định lần nữa đem bức lui. Nhưng bị ngọn lửa cháy bốc hơi lên đi. Ai, luân hồi mộ địa bên trong, rơi thái hư thở dài một cái, Diệp Thần hành động này quá mức cấp tiến, thực lực sai biệt quá lớn, hơn nữa hắn chưa bao giờ nghiêm túc học qua tinh hải dài đánh lưu, này thế vậy vẻn vẹn chỉ là đồ có hắn đồng hồ. Đạo nhân nhìn Diệp Thần lui về phía sau, biết hắn cũng không quá như vậy. Đèn đồng bên trong bóng người hơi thu liếm, nóng bỏng sáng bóng tản mát ra máu ánh sáng màu đỏ. Lưu chuyển mà qua là màu vàng kim thần huy. Diệp Thần giơ tay lên lau chùi hết mình mép tràn ra máu tươi. Đối phương thực lực quá mạnh mẽ, hơn nữa mình cùng đối phương cảnh giới chênh lệch thật sự là quá lớn, giống như là đồ sứ cùng lọ sành như nhau, không có cách nào ngăn trở. Huyết long mặt xám như cho tàn giống vậy nhìn Diệp Thần còn không địch lại, hắn thì như thế nào có thể từ nơi này người hạ cứu Diệp Thần. Nhóc sốt nát. Ngươi như nguyện ý thổ lộ âm dương thần điện bí mật, ta có thể không giết ngươi. Đạo nhân một mặt nịnh hót mỉm cười, hắn thậm chí bắt đầu ảo tưởng, nếu như Diệp Thần nguyện ý thổ lộ bí mật, vậy hắn ở vạn khư tất nhiên lên như diều gặp gió. Diệp Thần lãnh đạm gương mặt lạnh như băng cực kỳ, bước ra một bước bí mật. Bọn họ ba người đã chết giá phải trả bảo vệ bí mật. Ta há có thể để cho bọn họ chết trở thành phí công. Hống! Một tiếng tiếng rồng ngâm. Từ Diệp Thần trong cơ thể bộc phát ra. Tám cái kim quang sáng chói thiên long, vờn quanh ở Diệp Thần trên mình. Nháy mắt tức thì, vô số kim quang, vô số hồng mông nốt nhạc,
vô số long khí, không ngừng hội tụ xen lẫn, hóa là ùng ùng tiếng vang, cuối cùng diễn biến thành một tòa kim quang lấp lánh phù đồ bảo tháp. Bát bộ phù đồ khí. Diệp thần con người co giúp một cái, đối mặt lão đạo này khí thế chút nào không kém, một tôn giống như thực chất bảo tháp ở diệp thần lòng bàn tay ngưng tụ, từng luồng rộng lớn tinh khiết Phật môn hơi thở, từ nơi này bảo tháp bên trong giật tán ra. Cái này bảo tháp, không biết có nhiều ít tầng cao, kim quang lững lờ, thiên long quanh quẩn, phía trên hiển hóa ra tám bộ khí tượng. Mà diệp thần lòng bàn tay phù đồ bảo tháp, thì có long tám bộ khí tượng hiện lên, thiên thần, long thần, dạ xoa, kim xí đại bằng, a tu la vân. Vân Phật gia thần lạ hình dáng, tầng tầng còn quấn, đặc biệt nguy nga. Đạo nhân khinh thường phát ra một tiếng nhẹ a, bất quá chính là cổ pháp, cũng muốn ở trước mặt lão phu xính uy phong. Đối với hắn mà nói, Diệp thần và hắn chênh lệch khá xa, xa xa không có ganh đua cao thấp tư cách. Diệp thần không chút nào cầm cái này đạo nhân nói đặt ở trong tai, từ bốn phương tám hướng vào tới hồng mông khí, tích góp ở hắn trong đan điền, vậy bảo tháp ngưng luyện trước ưu việt uy áp, hướng lão đạo đánh đi. Bảo tháp bộc lộ ra ngoài lấp lánh hào quang, toàn bộ thân tháp trừ hướng lão đạo. Lão đạo trong tay đồng xanh cổ đèn, lần nữa chập chờn ra ánh sáng chói mắt chiếu rọi. Đi đôi với một tiếng già nua kéo dài than thở, mang không cách nào nói rõ nặng nề và tựa như tới từ viễn cổ bể dâu, một cổ khổng lồ uy áp từ cuối chân trời dâng lên, ở một tích tắc này, tràn ngập ở toàn bộ mất đi ven núi. Cổ trong đèn hỏa diễm nhân ảnh đã nhảy ra, cả người đứng ở đạo nhân trước người, vô cùng vô tận hoang vu khí, đang người trước hụt ngã người sau tiến lên lao vào hắn thân xác. Hỏa diễm nhân ảnh hơi thở khủng bố uy nghiêm, nặng nề mộc mạc uy áp bao trùm ở hắn chỗ đi qua. Bát bộ phù đồ, bất quá ngươi ngươi. Ngọn lửa kia ảnh mở miệng, thanh âm nhẹ chậm, âm điệu bình thản, nhưng rơi vào Diệp thần trong tai, mỗi một chữ cũng nặng nề như vạn quân đá lớn. Ngọn lửa ảnh hư mang tay trái, tay văn tới giữa ngưng tụ ra khí huyết sát, lại khó khăn lắm ở giữa không trung tiếp nhận tám bước phù đồ bảo tháp. Bát bộ phù đồ tháp kịch liệt giãy giụa, nhưng không cách nào lại tiến về trước chút nào. Diệp thần ánh mắt hơi nheo lại, thần sắc nhọn sát phạt. Cho ta trấn áp. Hắn trong miệng quát lên ra, nguyên bản quanh quẩn ở bảo tháp bốn phía tám cái kim long, lúc này miệng phun màu vàng tia máu, bỏ đi dây cương ra vậy cắn xé hướng ngọn lửa ảnh. Đạo nhân một mặt phong khinh vân đạm, tựa như đối với chàng thắng lợi này đã chí ở tất được vậy, mắt lạnh đứng xem đồng xanh cổ đèn. Chút tài mọn. Đồng xanh cổ đèn là lão đạo tốn sức trăm ngàn cay đắng nơi được, trong đó ngọn lửa ảnh, lại là hắn hao hết toàn tộc tâm huyết, ở toàn bộ thiên nhân vực góp nhặt 9981 giọt cường giả máu trong tim ngưng luyện mà thành. Nếu như kích thích toàn lực, muốn đến coi như là thiên điện một ít cường giả, vậy được tránh lui 90 giảm. Liền cái này bát bộ phù đồ tháp, đối với hắn mà nói, thật không đủ nhìn. Hỏa diễm nhân ảnh, cả người sáng chói, cả người ánh sáng giống như là thần kim đổ bê tông mà thành, nồng đậm tuyết liên ánh sáng, tạo thành một đạo bình phong che chở, đem tám cái cự long ngăn ở ra. Phá! Hỏa diễm nhân ảnh nhất thời huyết khí ngút trời, từng đạo hoa sen máu thái độ màu đỏ cánh hoa, nhị nhọn toát ra xích kim đỏ mang. Thương thương thương! Một mảnh đụng vào tám bước phù đồ tháp bên trên. Diệp thần cắn chặt hàm răng, ngọn lửa này đối với bảo tháp uy áp, đã để cho hắn cơ hồ đứng không vững. Trong tay bát bộ phù đồ tháp ở cây sen máu này bị đụng, uy năng ở từ từ yếu bớt, bất ngờ đang từ từ tán loạn. Cái này là bắt đầu. Diệp thần gào thét, trong con ngươi lóe ra vô cùng vô tận lửa giận. Âm dương thần điện tôn giả chết thảm. Sở bất cai bị hành hạ. Cái này một cọc cọc, một kiện kiện. Hắn đều phải cùng vạn khư thật tốt tính một chút. Nháy mắt tức thì, Diệp thần sát ý lại hội tụ ra một đạo long ảnh. Kinh thiên long ảnh. Long ảnh sau lưng lại là có lục đạo luân hồi bàn. Đạo nhân nhìn Diệp thần sau lưng dị tượng, khóe miệng toát ra lau một cái bừng tỉnh, lúc đầu ngươi là luân hồi chi chủ chuyển thế. Nghiệp hỏa phần thiên, đồng xanh chiếu đường, xích diễm hoa sen máu, phá cho ta. Đồng xanh cổ đèn ánh sáng vẩy vào Diệp thần sau lưng hư ảnh bên trên, phảng phất là cho vậy hỏa diễm nhân ảnh chỉ rõ phương hướng vậy, bóng người kia tay cầm hoa sen máu, hung hăng chém ở Diệp thần sau lưng hư ảnh bên trên. Nhưng mà, hư ảnh cũng không có bể, ngược lại còn ở leo lên. Diệp thần ngẩng đầu lên, ngưng mắt nhìn đối phương, ánh mắt lạnh như băng lại sát ý.
như cửu u địa ngục là huyết ma quỷ. Vĩnh dạ đại ma thiên. Diệp thần quát to một tiếng, bàn tay vung lên, hắc ám nguyên phù sử dụng, vô biên vô tận hắc ám, ngay tức thì bao phủ đúng phiến thiên địa. Tất cả quang minh, đều bị đoạn tuyệt, trên trời dưới đất, rơi vào một phiến hắc ám. Ung ung. Hắc ám bên trong, lại có thiên băng tháp tiếng vang truyền ra. Ở nơi này vĩnh dạ đại ma thiên trong bóng tối, không có chút nào quang minh. Một món nóng rực như lửa huyết quang, nhất thời chiếu phá hắc ám. Đạo nhân diễn cảm khẽ biến, sự việc có cái gì không đúng. Một giây kế tiếp, một giọt máu tươi ngưng tụ ra. Máu tươi cháy, cái này sau lưng mang theo vậy máu tươi thuộc quyền cường giả nhân quả, cực kỳ lợi hại, liền hắc ám nguyên phù chế tạo vĩnh dạ thế giới, cũng có thể bị xuyên thủng. Hỏa diễm nhân ảnh bởi vì đạo nhân trừ ly liền một giọt máu tươi duyên cớ, lúc này toàn bộ thân hình nhỏ một vòng. Nhưng làm huyết quang xuyên qua, hắc ám bị biến dạng, Diệp Thần bóng người xuất hiện lần nữa ở đạo nhân trước mặt. Lúc này, hắn mà lại ở hắc ám nguyên phù dưới sự che chở, mặc đến đạo nhân cùng hỏa diễm nhân ảnh ở giữa. Diệp Thần cặp mắt bên trong, nhưng là bỗng nhiên hiện lên hai quả vô cùng phù văn huyền ảo. Nháy mắt tức thì, thời gian, phảng phất định cách, một cổ làm thiên đạo cũng làm thần phục khí tức kinh khủng, từ trong cơ thể bộc phát ra. Diệp Thần trong mắt thần mang bạo tránh, thiên yêu thân thể, phần huyết quyết, bách tà thể, hủy diệt đạo ấn, hỗn độn khí diễm vân. Vân, tất cả đều, thi triển đến trình độ cao nhất. Giống như một cái thế giới nặng như lượng sát kiếm, giống như bơi trời tối long nhất vậy, điên cuồng dọn ra vũ. Một kiếm ra, trên bầu trời, lại là bởi vì một kiếm này, sấm sét từng cơn. Sấm sét thiên uy, nghe ta hiệu lệnh. Diệp Thần ngửa mặt lên trời phát ra hét lớn, cả người nổ lên từng cái tử điện. Hắn trong đan điền, khoáng đạt sấm sét tinh khí, đang đang điên cuồng bạo dũng ra. Từng luồng sấm sét, câu thông thiên địa quy luật. Chín tầng trời thương khung, sấm sét nổ ầm. Tầng tầng mây sấm, ở trên trời xen lẫn. Diệp Thần thân thể bốn phía, vô số tử điện như rắn, nhảy lên nhảy lên. Vạn lôi, hạ xuống. Diệp Thần quát lên một tiếng lớn. Vô số sấm sét từ trên trời hạ xuống, dường như muốn hủy diệt thế gian. Đạo nhân trong nháy mắt con người kịch liệt thu chặt, cái này đủ để hủy diệt hết thảy uy năng, để cho hắn từ trong đáy lòng dâng lên mãnh liệt sợ hãi. Đồng xanh cổ đèn ở một chớp mắt kia phương hoa thi triển hết, lại là cưỡng ép thu hồi hỏa diễm nhân ảnh, đem toàn bộ uy năng kết thành lồng bảo hộ, bao phủ ở đạo nhân bên trên, ngăn cản cái này sấm sét và một kiếm. Diệp Thần hình dáng, cũng có điểm chật vật. Hắn chỉ cảm thấy kinh mạch đau đớn, một hồi mệt lả. Hắn chịu đựng được, Diệp Thần khẽ cắn răng, hắn không dễ chịu, đạo nhân kia, tự nhiên lại càng không. Đạo nhân bị Diệp Thần đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800 cường hãn công kích, vậy đánh ra nồng nặc lửa giận. Nguyên bản, hắn lấy là giải quyết thằng nhóc này căn bản không phí nhiều sức. Hôm nay xem ra, cũng không phải chuyện như vậy. Có thể đem lão đạo ép đến mức này. Người thằng nhóc này cũng coi là không uổng công tu hành. Lão đạo ngự không lên, một đôi tay khô héo ở đồng xanh cổ đèn bên trên vuốt ve cách làm, còn chưa thở bình thường lại trên bầu trời, cuồng phong nổi lên, cái này mất đi ven núi bên trên, lại giống nhau hóa hình là một vùng nước lớn. Trong nước hoa sen máu đóa đóa tách thả ra, mênh mông bao la. Mỗi một đóa hoa sen máu bên trong hàm chứa màu máu hạt sen, hoa sen cánh hoa nhanh chóng khép mở, nơi dựng dục hạt sen. Mỗi một cái cũng toát ra màu đỏ thấm huyết quang. Ở nơi này đầy trời ao sen bao phủ dưới, Diệp Thần chỉ cảm giác được mình giống như con kiến hôi, tùy thời có thể bị nghiền ép. Cái này liên ao không tệ. Ngay tại Diệp Thần nguy nan để gặp, luân hồi mộ địa bên trong, nhưng truyền tới một hồi thanh âm kinh ngạc vui mừng. Là tinh hải thần rơi thái hư. Ba quyệt phân quỷ huyết sắc liên trì, để cho ở nhờ ở luân hồi mộ địa rơi thái hư chú ý tới. Mắt thấy cái này sắp muốn bạo thể hoa sen máu tử, hắn khóe miệng nhếch một cái mỉm cười, trong ánh mắt mang vui sướng. Ở trong mắt người bình thường, cái này huyết sắc liên trì, là đủ để hủy thiên diệt địa đại sát chiêu, nhưng ở rơi thái hư trong mắt, nhưng là tinh hải lực cực lớn chất dinh dưỡng. Lại có đại năng máu tươi trong tim luyện chế hơi thở, ha ha ha. Vừa vặn dùng để khôi phục bổn tôn một chút lực lượng. Đây là Diệp Thần lần đầu tiên thấy như vậy phóng lãng hình hài rơi thái hư, thậm chí còn không chờ hắn phục hồi tinh thần lại, rơi thái hư đã nhập vào người Diệp Thần, hướng vậy huyết sắc liên chỉ bay đi.
thằng nhóc này chẳng lẽ là bị ta cái này huyết sắc liên chỉ hù điên rồi. Đạo nhân không khỏi cất tiếng cười to nói, ở hắn xem ra, Diệp Thần nhất định chính là chết đến ập lên đầu, tâm trí điên cuồng, lại chủ động xông liên ao tự tìm cái chết. Bất quá đã như vậy, hắn cũng không muốn lại kéo củ cưa kéo. Ngón tay nặn động pháp quyết, thúc giục huyết sắc liên trì. Chín tầng trời thương khung dưới, vô tận màu máu đại dương, mỗi một cái màu máu hạt sen văng tung tóe đánh giết. Một đoàn đoàn nổ tung màu vàng hạt sen, mang từng luồng đại năng ấn qua uy áp, điên cuồng ở Diệp Thần trên mình nổ. Huyết Long lúc này đã sợ ngây người. Chủ nhân! Huyết Long ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, thần sắc kinh hãi. Lúc này Diệp Thần, chính thân chỗ huyết sắc liên chỉ trung tâm, mỗi một cái màu máu hạt sen cũng chính xác ở trên người hắn phá sập, hắn tiếp nhận uy áp mãnh liệt nhất. Toàn bộ mất đi ven núi ở cường hãn này ao máu phá sập dưới, tăng tốc độ tan vỡ, hoàn toàn sụp đổ, hóa thành từng cục đất vụn rơi xuống. Đúng phiến bầu trời, chiếu sáng cuồn cuộn huyết quang, đánh, bạo minh. Ngày hôm nay chín càng đưa lên, nhìn xong nhớ bỏ phiếu tháng nha. Huyết Long khẩn trương đến trình độ cao nhất, nếu như chủ nhân xảy ra chuyện, vậy hắn coi như tự bạo cũng phải đạo nhân kia chết. Hắn từ Hoa Hạ Ninh Ba bắt đầu, liền từ Diệp Thần sát ý bên trong không ngừng trưởng thành. Hắn sinh, chính là vì chủ nhân. Hắn chết, chính là chủ nhân chết. Huyết Long thân thể cực nhanh rớt xuống, hắn nghĩ tới điều gì, vội vàng dùng rồng khổng lồ thân đem ba vị âm dương thần điện tôn giả thi thể hoàn hảo bảo vệ. Mà giờ khắc này, Diệp Thần thân ở huyết sắc liên trì bên trong, khóe miệng lại có một đạo lãnh đạm lại cười điên cuồng cho. Vô số hạt sen lần lượt rơi vào Diệp Thần trên mình. Nhưng Diệp Thần có tinh hải thần rơi thái hư nhập vào người, giờ khắc này, hắn chính là tinh hải thần. Huyết sắc liên trì ngọn nguồn ở nước, ở tinh hải thần xem ra, đó nhất định chính là hắn hậu hoa viên. Kinh khủng phá sập oai, không có tổn hại đến Diệp Thần chút nào. Ngược lại, Diệp Thần hơi thở còn đang không ngừng nổ tung, cả thân bắp thịt từng cục nhô lên, phảng phất có thao thiên lực lượng không ngừng hội tụ. Cái gì? Đạo nhân trong lòng tràn ngập lần trước chút bất an, huyết sắc liên chỉ thật giống như cũng không có đả thương đạt tới Diệp Thần. Ngược lại, Diệp Thần lúc này hóa thân tinh hải thần, cả người bộc phát ra vô cùng mãnh liệt uy thế. Tinh hải huyết liên diệt. Làm tinh hải lực hội tụ hoa sen máu oai. Cái này hơi thở cuồng bạo Diệp Thần hấp thu được trình độ cao nhất, ánh mắt sát ý, hồn thể đổi thành, bàn tay vung lên, hắn mới vừa hấp thu hoa sen máu tử, ngay tức thì nổ tung ra. Vô số hoa sen máu tử, vô tận hoa sen máu ao nước, vô cùng hoa sen màu máu múi, gầm thét gào thét, trà trộn ở tinh hải nước bên trong, tạo thành ngút trời nước lũ, điên cuồng hướng đạo nhân đánh giết đi. Một chiêu này, bất ngờ so với trước đó Diệp Thần mượn dùng tinh hải dài đánh lưu. Không muốn biết lợi hại nhiều ít lần. Ở đây trời cuộn sạch nước lũ bên trong, thậm chí diễn hóa ra một bộ trong nước huyết chiến đồ, bốn phương tám hướng hướng đạo nhân đánh tới. Phốc! Phun một ngụm máu tươi bắn ra, đạo nhân đối mặt uy năng như vậy, lấy đồng xanh đèn cách làm, nhanh chóng chạy trốn. Nguyên bản chỉnh tề búi tóc, lúc này ngã trái ngã phải treo ở trên đầu, lộ vẻ được 10 phần chật vật. Hấp thu hoa sen máu oai Diệp Thần. Hiển nhiên đã tiến vào trạng thái bùng nổ. Hắn trong mắt, thiêu đốt hừng hực chiến ý. Hoàn toàn, một bộ chiến đấu người điên hình dáng. Diệp Thần giờ phút này, có lòng cơn giận đốt trời. Bỏ mặc ngày hôm nay bỏ ra vì sao loại giá phải trả, hắn thể đều phải đem lão đạo này chém cùng dưới kiếm. Lão đạo dẫu sao xa xa kém hơn thiên nhân vực thiên điện mấy vị kia, đối với lá bài tẩy dốc hết Diệp Thần, lúc này cũng chỉ có thể gánh nước đánh một trận. Nhưng hắn càng mạnh mẽ, Diệp Thần thì càng bền bỉ, hắn bây giờ, cần oanh oanh liệt liệt đánh một trận vững chắc võ tổ đạo tâm, lễ truy điệu người chết. Huyền tiên tử, mượn ta lực lượng. Huyền Hàn Ngọc không có cự tuyệt. Một cổ khó hiểu hơi thở, bỗng nhiên từ sát kiếm bên trên, tràn ngập ra. Một khắc sau, hủy diệt mộ đạo hơi thở ngưng tụ ở kiếm phong bên trên, cực hạn hủy diệt một kiếm, bão táp ra. Một kiếm này, cho dù là cao treo mặt trời đỏ, cũng theo đó ảm đạm thất sắc. Hủy diệt mộ đạo. Đạo nhân trong con mắt thoáng qua một đạo vẻ khiếp sợ, hắn cảm giác đầu mình ra tóc đay, đạo tiêu người mất cường đại uy hiếp, để cho hắn muốn nhanh chóng thoát đi. Chậm, Diệp Thần thanh âm nhàn nhạt truyền tới, gương mặt bên trên đều là lạnh lùng rửng rưng.
vậy vô cùng nặng nề sát kiếm, ở Diệp Thần cả người sợ hãi cự lực điều khiển dưới, lôi cuốn ngưng luyện khí tức hủy diệt, chém một cái tới. Trong phảng phất, hư không đều ở đây dưới một kiếm này, bị chia làm hai. Đèn tắt, đạo tiêu, người mất. Đạo nhân vậy không cam lòng hai tròng mắt trợn to, không tưởng tượng nổi vậy nhìn về phía Diệp Thần, phảng phất là nói điều này sao có thể. Hắn còn không có đem tin tức truyền về vạn khư, hắn còn không có đứng ở trên bầu trời nhìn xuống chúng sanh, hắn còn không có. Một khắc sau, thiên địa khôi phục lại bình tĩnh, tất cả uy áp đã toàn bộ tiêu tán, chỉ để lại vậy tường đổ tàn viên mất đi ven núi. Không trung đứng yên trước một đạo thân ảnh, quanh thân nhuốm máu, nhưng cười được vô cùng khoe khoang. Diệp Thần trên mình, trải rộng tất cả lớn nhỏ, nám đen đả thương vết rách, dù là thể xác và sinh mệnh lực mạnh mẽ, thương thế cũng không có trước tốc độ nhanh như vậy khôi phục, máu chậm rãi nhỏ xuống ở lớn bên trên, có thể hắn nụ cười nhưng tràn đầy tự tin. Vô cùng tự tin mãnh liệt. Như vậy cường giả chân chính, có tự tin. Hắn không để ý thương thế trên người, dưới chân động một cái, hướng đạo nhân thi thể đi tới. Sát kiếm điểm ở đạo nhân kia cổ tay bên trên, một đạo còn chưa kịp bóp vỡ thần phù, lúc này đang mười phần yên lặng nằm ở đạo nhân lòng bàn tay bên trong. Ngươi không nên khinh địch, ngươi không nên hổ thẹn Âm Dương Thần Điện, ngươi không nên đắc tội ta. Diệp Thần trong mắt vô cùng bình tĩnh. Huyết Long lúc này đã mang ba vị Âm Dương Thần Điện tôn giả thi thể đi tới Diệp Thần bên người. Chủ nhân, trận chiến này, ta cảm giác được ngài đạo tâm càng kiên định tinh khiết. Huyết Long trên mặt mang đầy ngạc nhiên mừng rỡ, hắn biết Diệp Thần trận chiến này có bao nhiêu khó khăn. Nhưng Diệp Thần nhưng dùng trí khôn và vô cùng sát ý bước cảnh giới đem đối phương đánh chết. Đây mới là luân hồi chi chủ cần phải có thực lực. Hắn hiện tại đặc biệt mong đợi thấy chủ nhân đứng ở ngọn núi cao nhất bên trên, nhìn xuống chúng sinh. Diệp Thần hiển nhiên đối với mình lúc này tình huống, vậy hết sức hiểu, mỉm cười gật đầu một cái. Trận chiến này, hắn cơ hồ hao hết lá bài tẩy, nhưng là đồng thời vậy thu hoạch rất phong phú. Vậy vô cùng vô tận mãnh liệt chiến ý. Vậy mênh mông vô biên tràn đầy hết sức chân thành. Rốt cục thì hóa thành hắn đạo tâm bền bỉ nền tảng. Võ tổ đạo tâm mơ hồ lột xác. Huyết Long, đem ba vị tôn giả thật tốt an táng. Diệp Thần lần nữa nhìn về phía vậy ba vị diện mục khác hoàn toàn, mình đầy thương tích tôn giả, tiếc nuối than tiếc thần thái hết đường không thể nghi ngờ. Nhưng nếu không phải vạn khư, bọn họ hôm nay nhất định là một khối cự phách. Hận ý lần nữa tấn công tới, Diệp Thần ngón tay nắm chặt có chút xanh mét. Bàn tay lộn một cái, sát kiếm sử dụng. Tay nâng kiếm rơi ngay tức thì, đạo nhân kia đã thi thể chia lìa. Ba vị tiền bối, hôm nay ta Diệp Thần, sẽ dùng máu hắn tới lễ truy điệu các ngươi vong hồn. Diệp Thần vắng lặng trên mặt toát ra một chút thương cảm, đột nhiên lại biến thành tràn đầy sát ý. Tiền bối yên tâm, một ngày nào đó, ta nhất định để cho các người xem đến vạn khư tiêu diệt. Huyết Long trên mặt cũng là hiện đầy bi thương kính, đối với những tiền bối này hy sinh, hắn tự nhiên cũng là mười phần đau thương. Tiền bối yên tâm, ta Huyết Long nhất định cùng chủ nhân, đem cái gì đó vạn khư thọt cái long trời lở đất. Giờ khắc này, chủ tớ trên người hai người lộn lần nữa ra ngập trời chiến ý. Vậy chiến ý hóa thân hình rồng, đầu rồng thẳng ngang lên, thẳng gõ thương khung. Cùng lúc đó, thái thượng thế giới, một nơi tiên. Miểu miểu mây khói thấp thoáng trước một nơi đình đài lầu các, tiên khí cuốn cuốn, vô thượng linh tức lăn lóc. Ồ, một người thanh niên xuất hiện. Tóc hắn phơi bày ra xích hồng vẻ, ăn mặc rộng rãi hồng bạch kim bên trường bào, lộ ra bành trướng có lực bắp thịt, chân không bàn tọa ở lùn đổ bên trên. Hắn chán tới giữa đều là lạnh lùng, thanh niên mặt mũi nhưng viết đầy cao ngạo, để cho người không dám đến gần. Trước mặt hắn ngang trời lơ lửng một khối án đài, toàn thân huyết ngọc lưu chuyển, tản ra yểu yểu mây khói, bất ngờ là một tôn pháp bảo. Nhưng lúc này, pháp bảo này chỉ là dùng để một bình rượu. Ly rượu là lưu ly kim chản, bên trong đựng rượu tản ra lũ lũ tiên quả mùi thơm, vừa thấy liền không phải là phàm vật. Đối phương nguyên bản khép hờ hai tròng mắt, đột nhiên mở ra, màu sắc lại cũng là xích màu hồng, trong nháy mắt đó sạch bóng, dường như muốn người gian xuyên thủng. Mà hắn cầm trong tay một chùm Phật châu, lúc này có một viên tản mát ra yếu ớt kim mang. Là mất đi nhai kết giới sao? Hắn giọng lạnh lẽo, thần sắc vẫn như cũ lãnh đạm, đối với hắn mà nói, cái gì Âm Dương Thần Điện,
bất quá là thế gian con kiến hôi, đưa tay một chút, liền có thể bóp lại bọn họ cổ họng. Chỉ là đám này con kiến hôi, nhưng là cái này cưỡng xương, đã nhiều năm như vậy, hắn còn nhớ ban đầu bọn họ tình nguyện chịu hết hành hạ, cũng không nguyện ý khuất phục cùng hắn hình dáng. Như vậy con kiến hôi còn sống, lại có ý nghĩa gì? Vị này vạn khư cường giả thần niệm động một cái, nguyên bản phát ra yếu ớt kim quang thần châu đã bay lên không. Quanh thân văng tung tóe ra hoa quang 10 phần chói mắt, cực nhanh xoay tròn bên trong, lại tiêu tản ra, hình thành một khối quang cảnh màn sân khấu. Đây là năm đó hắn rời đi mất đi ven núi lúc đó, lưu lại kết giới. Mặc dù lúc ấy cũng có thiên nhân vực tiểu lâu la muốn từ nói với anh Dũng, đảm nhiệm nhãn tuyến của hắn. Nhưng đối với cái này thế gian các con kiến hôi, hắn thủy chung là không tín nhiệm, vẫn là để lại một viên thần châu pháp tướng, lấy làm hậu thủ. Nguyên bản thần châu ở Diệp Thần và đạo nhân kịch chiến bên trong đã đến bể tan tành bên bờ. Lúc này, bị Diệp Thần và huyết long trong cơ thể lao ra ngút trời tức giận sở kích đáng. Rốt cuộc mất đi sau cùng chống đỡ, tiêu tán giống đưa tới cái này vạn khư cường giả chú ý. Vạn khư cường giả ngón tay khẽ nâng lên, một chút xích hồng sáng bóng tràn ngập trong đó, sáng bóng rơi vào bóng sáng màn sân khấu bên trên. Một bộ mất đi ven núi cảnh tượng chậm rãi đãng xuất. Chủ nhân, huyết long nghe được mất đi trên ven núi phương hư không thanh âm, cấp vội vàng ngẩng đầu lên. Thiên nhân vực hư không đang bị người xé nát. Diệp Thần nhìn cái này vặn vẹo hư không kẽ nứt, trong bụng sáng tỏ, xem ra đạo nhân kia chỉ là dùng cái gì thủ đoạn khác, đem tin tức truyền đưa cho vạn khư cường giả. Huyết long hình rồng hiện ra hết, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai xông lên hướng lên trên kẽ nứt. Lúc này chủ nhân mới vừa đi qua đại chiến. Tuyệt đối không thể lại để cho người khác thừa dịp hư mà vào. Hơn nữa lấy chủ nhân thực lực trước mắt cảnh giới, đối với vạn khư, đó chính là chết. Huyết long lồng ngực bên trong hoang long cổ đế thân thể lực cùng với thái cổ tổ long lực lượng, cùng trong chốc lát bung ra. Trên mình sâu kín huyết mạch lực, ngưng tụ cuồn cuộn minh mông sấm sét khả năng. Đúng cái thân rồng trên mỗi một phiến miếng vảy cũng tản ra lấp lánh thần huy. Huyết long long chảo bên trong tay cầm quyền trượng đỉnh thần châu, đỏ đen hai đạo ánh sáng thúc quanh quẩn ở nó bên trên, thay nhau quanh quẩn. Cho ta hợp. Huyết long quyền trượng nhắm thẳng vào thương khung. Hai bên hư không ở nơi này nhiều lực đè ép dưới, nguyên bản bị tê liệt địa phương, lại chậm rãi bắt đầu thống nhất. Ừ. Vạn khư cường giả cảm giác được mình bóng sáng màn sân khấu, lại giống như là bị thứ gì kẹt, có chút kỳ quái đưa lên một chút trong mắt. Đối với hắn mà nói, thiên nhân vực đã không có gì có thể đưa tới hắn chú ý, mà ngày hôm nay, bởi vì mất đi ven núi, hắn đã nho nhỏ giật mình hai lần. Đây đối với hắn mà nói, đã đúng là không dễ. Trong ngón tay lần nữa đánh ra một đạo xích màu hồng sáng bóng giống như cá bơi như nhau, hòa tan ở màn sân khấu bên trong. Vậy màn sân khấu nguyên bản bị kéo hình ảnh, lúc này lại từ từ chập chờn mà sống. Nguyên bản bị cưỡng ép thống nhất hư không, lần nữa bị vỡ ra tới, một cổ mạnh mẽ uy áp, từ trên xuống dưới đè ở huyết long trên thân hình. Năm long phá, hoang long diệt. Huyết long cả người khí huyết bùng nổ, thân thể tựa hồ cũng đang cháy, bộc phát ra một cái cầm thần quang sáng chói mau ý, mang long dọn ra sát khí, lần nữa đánh bị tê liệt hư không. Hắn lại muốn trực tiếp chấn thương vậy theo dõi hư không người. Huyết long. Diệp Thần hiển nhiên vậy nhìn thấu huyết long ý đồ, vội vàng lên tiếng ngăn cản, nhưng là lúc đã chậm. Vạn khư cường giả nhìn cái này bóng sáng màn sân khấu bên trong đột nhiên cái hiện ra sát ý, chỉ là nhẹ búng ngón tay một cái, liền đánh rơi. Đã nhiều năm như vậy, mới nhớ cho vậy ba con kiến hôi nhặt xác, biết hay không chậm chút. Vạn khư cường giả khóe miệng nâng lên miệt thị mỉm cười, nhìn bằng nửa con mắt thần thái cho thấy hắn rửng rưng. Đối phương thực lực nếu như chỉ là như vậy, vậy hắn thật sẽ không coi ra gì. Thế gian con kiến hôi, tiếp nhận vạn khư tẩy rửa đi. Vạn khư cường giả tiện tay kẹp lên một đạo bùa chú, tâm niệm vừa động, vậy bùa chú lâng lâng rơi vào bóng sáng màn sân khấu bên trên, biến mất không gặp. Trong phút chốc, hư không kẽ nứt tới giữa, vô số máu gai hướng huyết long bao phủ tới. Máu gai thế như trẻ che vậy, tưới tới, ùn ùn kéo đến cuốn tới. Lê lết, tốc độ nhanh, giống như chiến mâu bắn ra, bọc yếu ớt sắc bén, trực kích huyết long thân rồng. Bành, vào lúc này,
bị vô số máu gai xúm lại ở giữa, giống như có cái tiểu thái dương ầm ầm nổ tung, phát ra chói mắt vô cùng ánh sáng. Mênh mông huyết khí thẳng xông lên trời cao, lao nhanh hơi thở rồng điên cuồng chút xuống ra. Đùng đùng, mới vừa rồi rậm rạp chằng chịt liều chết xung phong đi lên máu gai rối rít trực tiếp nổ gãy, đứt rễ hướng bốn phương tám hướng đi. Vạn khư cường giả cũng không có dừng tay, đạo thứ hai bùa chú đã lần nữa ngưng luyện mà thành. Vô số cây thiên ti vạn lũ màu đỏ bộ rễ từ trong hư không chút xuống ra, rối rít rút ra mới máu gai tột đỉnh, hơn nữa hồn thể đổi được hơn nữa sáng bóng. Thậm chí phát ra kim loại giao minh vậy vang vang thanh âm, không ngừng trên không trung xen lẫn, hướng huyết long vây giết tới. Màu đỏ bộ rễ đem huyết long thân rồng gói lại, bộ rễ trên mềm tu lúc này máu gai hiện ra, ngay lập tức tới giữa xuyên thấu huyết long chân thân. Ở trên người hắn đâm ra mình đầy thương tích, xương máu trong chốc lát khắp nơi bung ra. Huyết long. Diệp Thần tay cầm sát kiếm phi thân tiến lên, muốn đem huyết sắc kia bộ rễ chém đứt. So với vạn khư cường giả thực lực, Diệp Thần và huyết long lúc này khoảng cách giống như cách hồng câu. Bốn phía hư không, trở thành vô tận phế tích. Vô số không gian chảy loạn, điên cuồng tràn ngập ra, hô hô vang dội. Nếu như không cách nào phá vỡ, Diệp Thần và huyết long cũng phải chết ở chỗ này. Diệp Thần giờ phút này thậm chí khẳng định, coi như mình cháy huyền yêu tinh huyết vậy không còn kịp rồi. Thật chẳng lẽ phải chết ở chỗ này? Ở nơi này ngàn cân treo sợi tóc để gặp, dị biến nổi lên. Hư không biến dạng. Một vòng huyết nguyệt ánh sáng chiếu sáng mặt đất. Sau đó, một đạo mơ hồ bóng người, bỗng nhiên xuất hiện ở Diệp Thần trước người. Đạo thân ảnh này, to lớn như núi. Quanh thân tựa như lưu chuyển chín bánh xe huyết nguyệt dị tượng. Hắn hai tròng mắt, lộ ra nhìn thấu bể dâu, xuyên qua thiên đạo cảm giác, con ngươi lại là có huyết nguyệt dấu vết nhanh chóng chuyển động. Hắn cả người áo khoác trôi giạt, vô cùng vô tận quy luật phù văn, ở hắn quanh thân không ngừng lưu động, hắn mỗi một sợi tóc, tựa như đều mang vô thượng thiên cơ, làm người ta rung động. Người bất kỳ nhìn hắn một mắt, cũng sẽ sinh ra một loại thần phục xung động. Nhâm tiền bối, người rốt cuộc đã tới. Diệp Thần nhìn đạo thân ảnh này, nhất thời phát ra kinh ngạc vui mừng kêu lên. Ở Diệp Thần nhất tuyệt vọng thời khắc, Nhâm Phi Phàm hiện thân. Suy. Nhâm Phi Phàm đưa ra chỉ một cái, lướt qua hư không, đem huyết sắc kia bộ rễ trực tiếp cắt đứt. Huyết sắc kia bộ rễ, ẩn giấu vạn khư cường giả võ đạo ý vật, đủ để chảm phá hoàn vũ, nghiền ép chư thiên, uy lực lớn, một ít quá chân cảnh sơ kỳ cao thủ đều phải tiêu diệt. Nhưng hiện tại, Nhâm Phi Phàm tiện tay chỉ một cái, lại có thể liền cắt đứt. Tựa như được đi trên đường lữ nhân, tùy tùy tiện tiện nghiền nát một phiến bay xuống lá cây. Cái này cử trọng nhược khinh thủ pháp, nhất thời trương hiện ra tuyệt đối thực lực. Vạn khư cường giả cố nhiên cực kỳ khủng bố. Nhưng Nhâm Phi Phàm thực lực, vậy không kịp làm. Quy củ, không cho phép phá hoại, chỉ ít ta Nhâm Phi Phàm không cho phép. Nhâm Phi Phàm một chỉ điểm ra, một đạo tinh mang bão tố bắn, như xuyên qua hư không, thiên địa thất sắc, hướng hư không người sau lưng hung hăng lướt đi. Bóng sáng màn sân khấu bên trong. Vậy bắn ra ra tinh mang bão tố bắn ra, trực bức vạn khư cường giả mặt. Vạn khư trong tay cường giả niệm châu thay đổi, tản ra cao nhất thánh quang chuỗi hạt châu, cùng cái này tinh mang giao hội chung một chỗ. Có chút ý tứ. Vạn khư cường giả vậy vô dục vô cầu trắng nõn trên mặt mũi, lộ ra một bộ xem trò vui ngung cuồng vẻ, hắn còn lo lắng các con kiến hôi quá tốt xiết, mất đi vui thú. Vạn khư cường giả niệm châu lăn, tất cả niệm châu lúc này đã tứ tán lên. Vén ra tầng tầng vạn khư niễn áp chi lực, tưới ở bóng sáng màn sân khấu bên trên. Nhâm Phi Phàm hiển nhiên cảm giác được cái gì, khóe miệng phát họa một đạo nụ cười. Ngươi ở thái thượng thế giới liền muốn bước ngang qua quy tắc giết ta. Không khỏi quá để mắt chính ngươi. Nhâm Phi Phàm chắp tay đứng ở mất đi ven núi bên trên, tay áo phiêu tiên xuất trần, như một vòng thần dương, phát ra ủng ủng chấn động thiên âm. Ta khuyên ngươi không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Vạn khư bị thiên nhân vực quy tắc áp chế, ngươi như nghịch thiên ra tay, cắn trả lực vậy không thể khinh thường, mà có ta ở đây, liền tuyệt không cho phép lại còn người, theo dõi thiên nhân vực. Nói xong lời cuối cùng, Nhâm Phi Phàm giọng đổi được cực kỳ lạnh như băng. Vạn khư cường giả niệm châu bính phát niễn áp chi lực, lúc này bỗng nhiên một lần. Đáng chết! Vạn khư cường giả toát ra nổi nóng thần sắc, hắn ngược lại là quên, thiên nhân vực quy tắc lực.
Lần trước đuổi giết âm dương thần điện cường giả, hắn từng nghịch thiên làm phép, sở thụ cắn trả, ước chừng hao phí 49 bình xanh đan tiết bạch lộ. Lần này, hắn nói gì cũng sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Vạn Khư cường giả đem xích hồng giấy mạ vàng trường bào kéo một cái, lộ ra giỏi giang nửa người trên. Bất quá chỉ là thiên nhân vực mà thôi, vậy hắn liền tự mình đi một chuyến. Mặc dù có giá phải trả và quy tắc, nhưng hắn càng không thích bị uy hiếp. Mất đi ven núi bị tê liệt hư không, ở Nhâm Phi Phàm lời nói sau đó, trở lại chết yên tĩnh giống nhau. Nhâm Phi Phàm nhàn nhạt nhìn một cái hư không, thần sắc phức tạp. Hư không, hợp. Nhâm Phi Phàm hai ngón tay điểm ở trên hư không, vậy nguyên bản bị tê liệt hư không đã nhanh chóng tụ hợp thu thập, phảng phất từ chưa phân mở qua. Một bên Diệp Thần và Huyết Long bị Nhâm Phi Phàm bộc lộ ra ngoài uy năng thật sâu khuất phục. Cái này chẳng lẽ mới là Nhâm Phi Phàm chân chính thực lực? Đã có thể cùng Vạn Khư cường giả cách không đối pháp. Đa tạ Nhâm tiền bối. Diệp Thần cái này mới phản ứng được, chắp tay nói, hắn hận không được từ mình có thể xem Nhâm Phi Phàm như vậy, kiếm chỉ Vạn Khư, thay âm dương thần điện lấy lại công đạo. Nhâm Phi Phàm khẽ gật đầu, ánh mắt vậy rơi vào vậy ba vị tôn giả hài cốt bên trên, sắc mặt lại có vài tia than tiếc. Năm đó sánh vai cùng chiến người, hôm nay đã cũng hóa thành san sát mộ bia. Diệp Thần hiển nhiên chú ý tới một điểm này, hỏi, Nhâm tiền bối, ngài biết ba vị này tôn giả. Một bên Huyết Long thận trọng đem hài cốt thu liễm nhập mộ huyệt, tận lực thả chậm hành động, phảng phất là trong lòng trên cho bọn họ an ủi. Nhâm Phi Phàm thần sắc trang nghiêm, ừ, năm đó gặp nhau lúc đó, còn chưa có thân phận, bàn cờ này, cuối cùng phải có người người trước ngã xuống người sau tiến lên hy sinh. Đã từng là duyên gặp một lần, có lẽ quyết định hôm nay Nhâm Phi Phàm kịp thời chạy tới, để cho bọn họ có thể chôn cất yên nghỉ. Diệp Thần ánh mắt kiên định, trải qua trận chiến này, hắn đạo tâm càng bền bỉ, trong bụng ngộ đạo xa hơn thấu triệt hơn, hắn bước ra một bước, gần từng chữ, Nhâm tiền bối, thiên địa nguyên pháp, chung có một ngày, ta sẽ giết tới Vạn Khư. Nhâm Phi Phàm ánh mắt rơi vào Diệp Thần trên mình, đột nhiên hỏi, có lẽ tương lai người biết đặt chân muôn vàn tinh thần bên trên. Vậy sẽ rơi xuống vu cấm hồn vực sâu, khi đó, ngươi còn sẽ cố thủ đạo tâm. Diệp Thần nghĩ tới điều gì, trả lời, có lẽ tinh thần muôn vàn tốt đẹp, có lẽ địa ngục ngang ngược nổi lên bốn phía, nhưng ta ngộ đạo, ngộ chính là thiên nhân hợp nhất, ngộ chính là chém hết thiên hạ chuyện bất bình, sơ tâm lực chứng, tuyệt không sai lệch. Nhâm Phi Phàm gật đầu. Hôm nay Diệp Thần mặc dù khoảng cách đã từng là luân hồi chi chủ chênh lệch rất lớn, nhưng sau này tất nhiên so kiếp trước còn đáng sợ hơn. Diệp Thần thật lâu nhìn chăm chú ba vị âm dương thần điện tôn giả mộ bia, cuồn cuộn chiến ý phóng lên cao. Ở trên bàn cờ này, hắn sẽ hơn nữa không sợ hãi. Ngay tại lúc này, hắn nghĩ tới điều gì? Hồn thể đổi thành, trong tay sát kiếm bay vùn vụt ra, ở mất đi ven núi bên trên lưu lại bốn cái đỏ tươi chữ to. Thẳng diệt Vạn Khư. Nhâm Phi Phàm nhìn vậy bốn chữ. Lộ ra lau một cái mỉm cười nhàn nhạt, nơi đây thiếu niên, tùy ý ngông cuồng. Nếu như thái thượng thế giới quá mức chen chúc, hắn nguyện ý phụng bồi đời này luân hồi chi chủ đi địa ngục ngang ngược, lấy Vạn Khư cường giả đầu lâu chữ rượu, ở nơi này loạn thế bên trong cộng ẩm. Đi! Nhâm Phi Phàm dưới chân dâng lên một cong tường vân, trong hư không ngọc môn mở toang ra, Diệp Thần và Huyết Long ở hắn dưới che chở, đã biến mất không gặp. Mà Nhâm Phi Phàm ngón tay hư hư vừa nhấc. Đem mất đi ven núi tất cả nhân quả dấu vết toàn bộ xóa đi. Hắn cũng không thích Diệp Thần trước thời hạn bại lộ. Chốc lát sau này, mất đi ven núi hư không biến dạng. Vị kia Vạn Khư cường giả một đạo phân thân lại đạp phá hư không tới, chán tới giữa toát ra vẻ mong mỏi. Cái này thiên nhân vực quy tắc, lại để cho hắn làm trễ nãi thời gian dài như vậy. Mấu chốt hắn ở chỗ này không thể ở lâu. Hắn xích hồng mái tóc dài tới eo. Trên mình đã đổi một kiện màu thủy lam đạo bào, chân không tới, phá không mà ra. Đổ nát thê lương mất đi ven núi, không chỗ nào không có mặt biểu dương cái này một tràng ác chiến bạo lục cùng lạnh như băng. Lúc này toàn bộ mất đi ven núi mọi âm thanh yên lặng, trừ táp táp tiếng gió, lại cũng không có cái khác. Năm đó cái đó chủ động xin đi lão đạo, lúc này đã máu vẩy nơi đây. Chỉ là Vạn Khư cường giả liền nhìn thẳng cũng không có xem hắn một mắt, đối với hắn mà nói. Lão đạo kia bất quá là một cái đã từng ngoắc đuôi xin sỏ chó, chủ nhà nơi nào sẽ nhớ. Vạn Khư cường giả hoành khoanh tay,
nhìn bằng nửa con mắt trước toàn bộ mất đi ven núi tình huống. Đột nhiên tới giữa, hắn con người kịch liệt co rúc lại, tựa như nhìn thấy gì chuyện không thể tưởng tượng nổi. Chính là Diệp Thần lưu lại bốn chữ. Thẳng diệt vạn khư. Nháy mắt tức thì, một cổ tức giận ngay tức thì tràn ngập ở hắn lồng ngực. Đã nhiều ít năm không có ai dám cản rỡ như vậy, hắn cũng muốn xem là cái nào nhỏ con kiến hôi như vậy không biết trời cao đất rộng. Hắn con người tản mát ra xích màu hồng nguyên thuật ánh sáng, ở mỗi một tấc đất trên thăm dò trước lưu ở chỗ này nhân quả. Không có nhân quả. Vạn khư cường giả con mắt khẽ nhúc nhích, lần này con kiến hôi, xem ra sau lưng có vị liền nhân vật rất giỏi, lại có thể ở thời gian ngắn như vậy, xóa đi nơi này tất cả nhân quả dấu vết. Lấy làm cái này bổn tôn liền không có cách nào sao? Vạn khư cường giả thần niệm động một cái, rót vào lão đạo kia thần thức bên trong. Lại cũng không có. Vạn khư cường giả lúc này thẹn quá thành giận, hắn bây giờ lại mơ hồ có chút hối hận. Mới vừa không có xuyên thấu qua bóng sáng màn sân khấu thống hạ sát thủ, giá phải trả bất quá mấy chục chai xanh đan tiết bạch lộ, cũng tốt hơn giống như bây giờ bị mất đối thủ hành tung. Hơn nữa hết lần này tới lần khác đối phương 10 phần cẩn thận một chút, lại liền phân nửa dấu vết cũng không có để lại. Vạn khư cường giả nổi cơn giận dữ, nhìn cái này mới vừa chôn xong âm dương thần điện hài cốt, ác ý nhất thời. Diệt ta vạn khư, ta đây trước phải để cho các ngươi xương nghiền thanh cho rắc. Vạn khư cường giả bàn tay hợp trừ, vậy mới vừa chôn xong hài cốt, đã đi đôi với đất bùn, hết thảy hóa là phấn vụn, dương ở toàn bộ mất đi ven núi bên trên. Mà giờ khắc này, Nhâm Phi Phàm tự nhiên vậy cảm giác được vậy vạn khư cường giả hành động đã thực hiện, còn người hơi không vui. Nhưng lấy luân hồi chi chủ bố trí, lúc này cũng không phải là cùng một trận chiến thời cơ tốt nhất. Nhâm Phi Phàm quay đầu nhìn Diệp Thần một mắt, nhàn nhạt nói, Diệp Thần. Hôm nay nếu dính dấp đến vạn khư, ta cũng nên mang ngươi đi gặp một người. Diệp Thần thần sắc biến đổi, theo bản năng hỏi ai? Chẳng lẽ cũng là ta kiếp trước bố trí người? Nhâm Phi Phàm lắc đầu một cái, đến ngươi sẽ biết. Tường Vân gào thét đi, Diệp Thần đoàn người rốt cuộc biến mất ở mênh mông trong hư không. Rất nhanh, Nhâm Phi Phàm bóng người dần dần dừng lại. Đã đến nơi, là một ngọn núi lớn. Nồng đậm máu tanh khí sơ xác tiêu điều, bao phủ ở toàn bộ đỉnh núi, tất cả biến ảo trăm ngàn yêu thú phân ly ở đỉnh núi ra, tựa như thú bảo vệ vậy, hãn canh giữ ở đỉnh núi ra. Diệp Thần và Huyết Long cơ hồ là đồng thời mở mắt ra, tựa hồ muốn đầu qua cái này nồng đậm sương mù, thấy rõ ràng bên trong là cái gì. Theo cái này phiến tường vân ép tới gần, vậy tựa như thật như ảo, đằng đằng sát khí hư ảnh, giống như ùn ùn kéo đến vậy giết hướng ba người. Nhâm Phi Phàm sắc mặt như thường, hơi vung tay lên, một món nhân quả nguyên khí đã bắn ra ra. Ở đó sương mù dày đặc bên trên tạo thành một đạo có thể cung cấp qua lại cửa động. Bạn già, hồi lâu không gặp. Một tên lão hòa thượng ngồi xếp bằng ở một tòa cổ miếu trước, giống như một viên mục nát gỗ lim, khô bách ra mặt khảm ở trên mặt, cổ hy giống vậy tuổi tác ghi lại vô tận năm tháng. Nhiều năm không gặp, người đã yếu ớt đến đây. Nhâm Phi Phàm nhìn đã từng bạn già hình dáng, trong lòng nổi lên mấy phần đáng tiếc. Diệp Thần đi theo Nhâm Phi Phàm sau lưng, ngưng mắt nhìn cái này lão hòa thượng, đối phương thanh bào bọc thân, tựa như 10 phần sợ lạnh như nhau, cả người rúc lại tăng bào bên trong. Tại sao Nhâm tiền bối muốn dẫn mình thấy người này? Đây là Diệp Thần, sẽ là chúng ta phá cuộc người. Thấy lão hòa thượng mang theo nghi vấn nhìn về phía Diệp Thần và Huyết Long, Nhâm Phi Phàm giới thiệu. Tại hạ Diệp Thần, gặp qua tiền bối. Diệp Thần thần sắc lãnh đạm, nhìn về phía lão hòa thượng lúc đó, cũng là đúng mực. Phá cuộc người. Lão kia hòa thượng lộ ra vẻ cười khổ, từ đầu đến chân đánh giá Diệp Thần, chỉ chốc lát sau lắc đầu một cái. Nhâm Phi Phàm, ta tuy ở nơi này vô tận trong năm tháng phí thời gian, nhưng còn chưa tới mắt mở thời điểm, một cái chỉ có càn khôn cảnh người bình thường mà thôi. Huyết Long nghe được lời này. Có chút tức giận nhìn về phía cái này lão hòa thượng, thật là có mắt không biết Thái Sơn. Nhâm Phi Phàm cũng không cuống cuồng chứng minh Diệp Thần mệnh đồ nhân quả, mà là nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Thần. Ngươi không phải là muốn biết vạn khư thần điện chuyện sao? Không có ai so hắn rõ ràng hơn. Diệp Thần ánh mắt sáng lên, cũng sẽ không để ý lão hòa thượng mới vừa rồi vô lễ, mà là chắp tay nói, xin phiền tiền bối cho biết vạn khư thần điện công việc. Lão hòa thượng nghe được vạn khư hai chữ,
sắc mặt ngay tức thì âm trầm vô cùng, vậy âm lệ thí sát hơi thở từ trên người hắn vỡ ra, có thể gặp hắn cùng vạn khư tới giữa thủ oán, đã là không chết không thôi. Nhâm Phi Phàm thấy hắn bộ dáng này, vẫn là nói, ngươi cho biết bọn họ một hai đi. Lão hòa thượng do dự mấy giây, sau đó quanh thân tàn bạo hơi thở chậm rãi thu liếm, bể dâu chất phác giọng điệu vạch trần hắn từng vô cùng không bình thường nửa đời. Một ly thanh đăng bản cổ Phật, nửa là tu hành nửa nhập ma. Thôi, năm đó, ta vốn tên là Minh Linh Đạo Nhân, ở thiên nhân vực được một đại cơ duyên tuyên cổ băng hoàng tâm, tu vi kịch tăng, được phi thăng thái thượng thế giới. Tuyên cổ băng hoàng tâm. Diệp Thần trong lòng giật mình, thái thượng thiên nữ vũ khí có một cái tên là băng hoàng thiên kiếm, chẳng lẽ nói cái này tuyên cổ băng hoàng tâm cùng băng hoàng thiên kiếm có sâu xa. Năm đó ta mượn tuyên cổ băng hoàng tâm tu luyện, một bước bước vào thượng vị thế giới, mới biết được cái này tuyên cổ băng hoàng tâm lại cùng vạn khư một người có muôn hình vạn trạng liên hệ. Thái thượng thiên nữ. Tiếng nói rơi xuống, lão kia hòa thượng trong lòng chấn động một cái, nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt treo đầy không tưởng tượng nổi. Thái thượng thiên nữ, thằng nhóc này lại cũng biết, không biết trong tay hắn còn nắm giữ bao nhiêu bí mật. Không sai, bước vào thái thượng thế giới sau đó, ta từng bị thượng vị thế giới muôn vàn ánh sáng rực rỡ mê muội, vậy giống như thế ngoại đào nguyên như nhau, so với trong tin đồn bồng lai tiên đảo vậy không kịp làm. Thuốc linh tiên quả tràn đầy núi khắp nơi, tường vân thủy thú khắp nơi có thể gặp. Diệp Thần mặc dù coi thường cái này lão hòa thượng đã từng là một lá che mắt, nhưng sắc mặt như thường. Chỉ là yên lặng nghe lão hòa thượng giải thích, hắn đối với thái thượng thế giới biết rõ, thật sự là quá cằn cỗi. Huyết Long nhưng là bộc lộ ra ngoài liền vẻ khinh thường, cái này lão hòa thượng rõ ràng mình chính là một cái như đạo này tim không kiên định người, lại vẫn nói chủ nhân thực lực bình thường. Lão hòa thượng thong thả than thở, bàn tay vung lên, một bộ màn sáng bỗng nhiên hiện lên, bất ngờ là Hồng Thiên Kinh cùng thái thượng thiên nữ quyết chiến quang cảnh. Diệp Thần nhìn màn sáng này. Phía trên phong cách cổ xưa nóng rực nguyên khí, giật mình trong lòng, ánh mắt bỗng nhiên co rúc lại. Cái này ngày xưa chiến đấu hình ảnh, đều đang bị màn sáng này ghi xuống. Hồng Thiên Kinh tay cầm trường kiếm, thân ảnh cô độc, mang đạp phá thiên địa thở mạnh thế, đứng ở thương hạt kê đỉnh. Mà một đạo thân ảnh thon dài thon thả, mặt mũi gian đem nhu tình cùng anh khí hội tụ vào một chỗ, một tôn to lớn băng hoàng đồ sộ ảnh, giống như nhìn bao quát thế gian như nhau, đứng ở sau lưng nàng. Rất nhiều tu vi kinh khủng các cường giả, rối rít tránh lui, mở ra mình hộ thân thần thông, xa xa ngắm nhìn lần này quyết chiến. Thái thượng thiên nữ, ta cùng ngày này đã rất lâu. Hồng Thiên Kinh trên mình, mang cấp trên đặc biệt thô bạo, mũi nhọn cực kỳ linh lực, sau lưng có một từng đạo quy luật ngân hà, không ngừng vần quanh lẩn quẩn, đó là thuộc về thái thượng thế giới quy luật, uy nghiêm vô địch. Ta cũng đợi rất lâu, người cùng ỷ mạnh hiếp yếu, cho thái thượng thế giới bôi đen sâu mọt. Sớm nên bị xóa bỏ. Thái thượng thiên nữ phiêu giật xuất trần khí chất, mang cấp trên có 102 cao cao tại thượng, giống như là một tôn nữ thần bị cung phụng ở vạn người kính ngưỡng đỉnh đầu, sau lưng vậy từng đạo ánh sáng đẹp lung linh băng hoàng lông vũ, mỗi một phiến đều mang thái thượng thế giới phép tắc uy áp. Vậy cấp trên tới giữa thần thông va chạm, tạo thành từng đạo màn sáng to lớn, hắc cùng trắng, băng cùng lửa, thần cùng ma. Phốc. Lão hòa thượng trong miệng khạc ra một ngụm máu tươi, màn sáng kia cũng theo đó biến mất. Vạn khư thần điện sau lưng tùy thuộc nhân quả quá sâu, hắn tu vi đã bị phế, tiết lộ thiên cơ, sẽ phải chịu rất nặng cắn trả. Nhâm Phi Phàm đưa cho lão hòa thượng một viên thuốc, trợ giúp hắn vận khí uống. Không sao. Lão hòa thượng dùng thanh bào lau mép một cái, tiếp tục nói, ta đã ở nơi này vạn khư nhà tù bên trong đợi vô tận 5 tháng, cái gì thiên cơ, cắn trả. Cùng ta mà nói cũng không trọng yếu. Diệp Thần khẽ vuốt cằm, lúc này trong mắt mới vừa toát ra lau một cái khẳng định. Đi qua trận chiến ấy, Hồng Thiên Kinh bị Thái Thượng Thiên Nữ phong ấn, nhưng Thái Thượng Thiên Nữ nhưng ở sau đó bởi vì một ít nguyên nhân bị thương, chúng ta những thứ này phi thăng lên trước người, bất đắc dĩ lựa chọn hiến tế một phần chia lực lượng cho Thái Thượng Thiên Nữ, là giúp nàng khôi phục tu vi. Diệp Thần chán kích động, lấy hắn hiểu Thái Thượng Thiên Nữ. Cũng không phải là ỷ mạnh hiếp yếu, giỏi dùng âm mưu quỷ kế người à, như vậy an bài, cũng không giống như là thái thượng thiên nữ nơi là. Tuy có lòng nghi ngờ, nhưng Diệp Thần cũng không cắt đứt. Ta trong tay có tuyên cổ băng hoàng tâm, thích nghi nhất tu bổ nàng băng hoàng thiên kiếm, tự nhiên cũng là ở đám người này bên trong. Lão hòa thượng nổi gân xanh,
tựa như lại trở về năm đó chạy trốn tứ phía giống như xuống lòng đất con chuột thời điểm giống vậy. Ở nơi này nhóm cấp trên trong mắt, tánh mạng của chúng ta căn bản giống như cỏ rác. Máu tanh, tàn bạo, âm lãnh tình cảnh, giống như lần nữa phát sinh ở lão tăng diện trước. Diệp Thần thở dài, đám này cấp trên mỏng lạnh quả ý, tàn khốc lạnh như băng, hắn thông qua âm dương thần điện, đã hiểu 10 phần thấu triệt. Cơ hồ là máu chảy thành sông, vô số người tu hành bị tàn sát, bị sinh tế. Huyết Long ngón tay xít sao trừ chung một chỗ, nổi gân xanh, hiển lộ ra lúc này hắn tâm tình vậy xanh biến, đối với cấp trên cửu hận tới chóp đỉnh. Lúc ấy, lão hòa thượng tụ tập một phần chia người phi thăng muốn phá cuộc ra, cất giữ tánh mạng, cuối cùng nhưng lầm tin tiểu nhân, thất bại trong gang tấc, chẳng những hao tổn đám người, chính ta vậy phế trừ tu vi, nửa chết nửa sống khốn tại cái này cũi bên trong. Lão hòa thượng trong tay Phật Châu không ngừng lăn, tựa hồ là ở bình phục mình vậy phập phồng phẫn hận tâm tình. Đám này cấp trên, người người được mà giết. Huyết Long tức giận nói, hận không được lúc này liền hóa thân thân rồng, đem thái thượng thế giới đỉnh ra cái thiên đại lỗ thủng tới. Nhân quả phí thời gian, nguyên pháp trước, tiền bối yên tâm, cuối cùng có một ngày, vãn bối nhất định để cho vạn khư đám này cái gọi là cấp trên bỏ ra có giá phải trả. Diệp Thần ánh mắt kiên định sắc bén. Đối kháng vạn khư là số mạng của hắn. Vô luận là bao nhiêu năm năm tháng, hắn cũng thỉ chí không thay đổi. A, à, lão hòa thượng nghe được Diệp Thần lời nói nhưng là phát ra một tiếng khinh thường cười khẽ. Lão hòa thượng cùng ngươi nói như thế nhiều, chính là vì để cho ngươi biết vạn khư chỗ đáng sợ, cách xa hắn, ngươi mới có thể còn sống. Diệp Thần khẽ nhíu mày, nhưng là lắc đầu, ta chi đạo tim, không sợ hết thảy, ta ắt sẽ hắn xóa diệt. Lão hòa thượng thấy Diệp Thần ánh mắt kiên định, trong lòng chỉ cảm thấy được bất quá là hết sức lông bông thiếu niên, đối với hắn dĩ nhiên là vạn phần khinh thường. Lấy ngươi bây giờ tu vi tầng thứ, cùng cấp trên mà nói, liền con kiến hôi cũng không tính, còn ở đây kiến càng hám cây vậy xính dũng. Năm đó ta so ngươi lúc này không biết mạnh hơn mấy trăm lần, thượng không dám như vậy khoe khoang khoác lác. Lão hòa thượng đối với Diệp Thần tựa hồ là hoàn toàn coi thường, trong ánh mắt đầy áp miệt thị cùng khinh bỉ. Chẳng lẽ là cái này vô tận năm tháng đem tiền bối máu ngươi tính cũng mài cạn sạch sao? Để cho ngươi nhát gan như vậy. Diệp Thần không chút khách khí nói, trước mắt lão hòa thượng hiển nhiên là bị cấp trên vội vã hại, cái này nhiều năm những ràng buộc giống như là gông xiềng như nhau vững vàng khốn tại cổ của hắn, đã sớm không có lòng tin. Lão hòa thượng cổ phồng lên, tựa hồ muốn cùng Diệp Thần tranh cãi, rồi sau đó lại tự giác mình thân phận, khinh thường cùng tiểu bối cãi vả, quay lại nhìn về phía Nhâm Phi Phàm. Này cùng không biết trời cao đất rộng đứa nhỏ, chính là trong miệng ngươi phá cuộc người. Trong khẩu khí châm chọc cùng cười nhạo lộ ra thấy rõ. Nhâm Phi Phàm nhưng là thần sắc bình tĩnh, gần từng chữ, ngươi hiểu ta sẽ không lừa gạt ngươi, hắn là phá cuộc người, là bàn cờ này bên trong duy nhất rực rỡ. Nếu như thế gian có người có thể đủ đối kháng vạn khư, vậy chỉ có hắn. Ngươi, lão hòa thượng đưa tay chỉ hướng Diệp Thần, ngay sau đó thở dài. Thôi, ta bản không muốn cùng ngươi chờ tranh cãi. Ở nơi này vô tận trong năm tháng, không có tu vi hộ thể, ta đối với xem bói chu dịch thuật khổ tâm cô nghệ điều nghiên, chung có sở hoạch, như ngươi kiên trì, có thể hay không để cho ta là hắn xem bói móc một cái. Diệp Thần không sợ hãi chút nào vẻ, quanh thân hộ thể pháp có thể toàn bộ thu hồi. Lão hòa thượng từ trong tay áo mò ra ba cái tiền đồng thả ở trong tay, ba cái tiền đồng để lộ ra mùi xưa cũ, phía trên chạm mỗi một bút. Đều có vô cùng đại năng oai gia trì. Hắn hai tay nắm chặt, từ hắn nơi đo lường chuyện, để cho nơi đo lường tin tức sung sâu tại tiền đồng bên trong, chụp chung lay động bỏ vào bát quái trong mâm, ném 6 lần mà thành quẻ. Lão hòa thượng trong miệng lẩm bẩm nói. Càn khôn tích chữ mông cần tụng sư, so nhỏ xúc hề lý thái hay không? Đồng nhân rất nhiều khiêm dự theo, cổ sắp xem hề vệ gặm bí. Lột phục không ngông lớn xúc di. Lỗi nặng khảm ly 30 chuẩn bị. Đều hằng chui hề đạt tới đại tráng, tấn đạt tới minh di người nhà khuê. Tiền đồng một lần lại một lần bị ném ra, nhưng một lần so với một lần lộ vẻ được càng gian nan hơn, giống như dính vào lão hòa thượng trên lòng bàn tay, không cách nào bỏ vào bát quái trong mâm. Ba cái tiền đồng mang bát quái lẫm liệt nguyên khí, ti ti lũ lũ tìm căn nguyên tố nguyên tướng, một cổ nguyên khí lại là dần dần thấm vào Diệp Thần trong cơ thể, cùng hắn thức hải hội hợp.
Một khối to lớn vòng tròn lúc này đang cao treo ở Diệp Thần thức hải bên trên, tản ra vô thượng luân hồi hơi thở, chính là lục đạo luân hồi bàn. Vậy tiền đồng bát quái nguyên khí ở đụng vào óc trong nháy mắt, đã kịch liệt run rẩy, hoảng lo nghĩ muốn đường cũ trở về. Lúc này lục đạo luân hồi bàn bỗng nhiên xoay tròn, tóe ra từng đạo lục đạo luân hồi khí, vậy phun ra lực lượng, lại trực tiếp đem vậy ba cái tiền đồng xuyên qua mà qua. Ồ! Lão hòa thượng sắc mặt cổ quái nhìn về phía Diệp Thần, hắn cảm giác được Diệp Thần trong cơ thể lại có một vật đang cắn nuốt hắn xem bói tiền đồng. Một giây kế tiếp, vậy lục đạo luân hồi lực đột nhiên bùng nổ, vô tận sóng lớn hướng ông giả đi. Lão hòa thượng thần sắc biến đổi, hắn lại không có tư cách dính người này vận mệnh. Làm sao có thể? Còn không cùng lão hòa thượng kịp phản ứng, hắn thân thể ngay tức thì bay ra, đánh về phía cổ miếu bên trên. Chú ý! Nhâm Phi Phàm tay mắt lanh lẹ một cái tiếp lấy bay rớt ra ngoài lão hòa thượng. Lão hòa thượng miệng phun máu tươi, đem toàn bộ bát quái bàn toàn bộ ngâm nhiễm. Chuyện gì xảy ra? Huyết Long vẻ mặt có chút khẩn trương, nhìn cái này lão hòa thượng hình dáng, hắn cũng không nhịn được hoài nghi là cái này lão hòa thượng tổn thương chủ nhân, bị chủ nhân huyết mạch lực cắn trả. Ta cũng không biết. Diệp Thần lắc đầu, hắn cũng không có cảm giác được bất kỳ khó chịu. Thậm chí hắn còn cố ý khống chế mình thần thức, không đi ảnh hưởng lão đạo xem bói. Lục đạo luân hồi bàn. Lão tăng diện sắc kinh ngạc không thôi. Lúc ban đầu hắn cho là Diệp Thần tu hành thuật pháp có thể có che đậy theo dõi pháp có thể gia trì, sau đó, nhưng phát hiện là trong cơ thể hắn lại hàm chứa lục đạo luân hồi bàn. Giờ phút này, lão hòa thượng trong tay ba cái tiền đồng đã sớm bể tan tành, phía trên nồng đậm luân hồi hơi thở quấn quanh. Thằng nhóc này trên người có luân hồi khí. Lão hòa thượng lúc này nội tức toàn loạn, lục đạo luân hồi mâm cắn trả lực, đang từ bàn tay hắn lan tràn lên, trực bức hắn tim. Cái này mới nhìn qua như vậy bình thường tiểu tử lại có lục đạo luân hồi bàn và thế gian mạnh nhất luân hồi huyết mạch, này cùng đại cơ duyên, so với năm đó hắn lấy được tuyên cổ băng hoàng tâm, vậy không kịp làm. Diệp Thần nhìn ông già vậy kịch liệt biến hóa sắc mặt, từ khiếp sợ biến thành vui sướng. Sau đó lại là kích động hướng hắn đi tới. Ngươi tại sao sẽ có luân hồi khí? Lão hòa thượng lập tức mở miệng hỏi nói, trên mặt khinh thị đảo qua một cái, đổi lại không kịp đợi mong đợi thần sắc. Ông già hiển nhiên không biết vực ngoại một ít chuyện tình. Nhâm Phi Phàm con ngươi híp lại, giải thích, thật ra thì, hắn là luân hồi chi chủ, đời trước từng cùng ta cùng bầy này cục. Diệp Thần trên mặt bình tĩnh như cũ, mi mắt tới giữa quả thật vô cùng kiên định. Đối với hắn mà nói, lục đạo luân hồi bàn là hắn một trong những lá bài tẩy. Cuối cùng có một ngày, hắn sẽ chân đạp vạn khư, để cho những thứ này vạn khư cường giả, chỉ là nghe được hắn tên chữ liền run lẩy bẩy. Mạng người cách kinh hãi, đạo tâm Phật quang có thể xuyên thấu thế gian vạn vật. Được, rất tốt, lại là luân hồi tộc duệ. Ha ha ha. Lão hòa thượng sôi sục ra nụ cười ngông cuồng mà nghịch thiên, hắn đã nhiều ít năm không có vui vẻ như vậy qua. Thật tốt, Nhâm Phi Phàm, người hôm nay thật là cho ta mang tới thật là lớn cơ duyên. Hiện tại, ta tin tưởng ngươi mà nói, nếu như thế gian còn có thể đủ đối kháng vạn khư cường giả, thì nhất định là hắn. Nếu ngươi là duy nhất phá cuộc người, vậy hôm nay, ta tự nhiên cũng có đại cơ duyên đưa cho ngươi. Lão hòa thượng trên mặt mang một nụ cười châm biếm, dẫn đầu xoay người hướng sau lưng vậy mộc mạc đổ nát miếu thở đi tới. Diệp Thần trong lòng đại hỉ. Nhìn Nhâm Phi Phàm một mắt, đối phương cũng chỉ là đuổi theo, cũng không ngăn lại, ngay sau đó đi theo lão hòa thượng vào miếu thờ. Mộc mạc đổ nát, hương khói tàn lụi, toàn bộ miếu thờ lại chỉ có một gian phòng bỏ. Cái này miếu thờ ẩn sâu tại núi sâu bên trong, trải qua lâu càng mới càng lộ vẻ cổ xưa, từ đầu đến cuối cất giữ thần trung mộ cổ miếu tình trong lòng. Một pho tượng đá lập cao 7 xích, thân hình thon dài phiêu giật, đang bị cung phụng ở chính giữa. Quỷ phủ thần công điêu khắc hạ, nữ tượng đá mặt mũi từ bi, ánh mắt giống như một vũng ẩn sâu bích tuyền, lại thích tựa như hàm chứa một cái vô địch vực sâu, để cho người xem một chút, chỉ muốn vĩnh rơi vực sâu. Đây là Thái Thượng Thiên Nữ. Tượng đá này quanh thân quấn vòng quanh quỷ dị, Diệp Thần cái này chỉ là xem một chút, liền xác định là ngày đó ở thiên nhân vực đối mặt Thái Thượng Thiên Nữ. Không sai, hắn là Thái Thượng Thiên Nữ. Lão hòa thượng cũng không nhìn thẳng tượng đá. Trong cơ thể hắn ẩn giấu ban đầu ở vạn khư học tập thuật pháp, cấm chế trong đó sẽ để cho hắn nhìn về phía tượng đá lúc đó, sẽ không nhìn được nghĩ muốn quỷ bái, phụng là thiên thần.
cũi bên trong vì sao cung phụng Thái Thượng Thiên Nữ? Diệp Thần nghi hoặc nhìn về phía Lão Hòa Thượng, tựa hồ hy vọng hắn có thể giải đáp nghi vấn, giải thích nghi hoặc. Vạn khư bên trong bí mật lần lượt thay nhau ngang dọc, Lão Hòa Thượng hiểu cũng là ra lông. Lão Hòa Thượng nhưng lắc đầu, đối với Vạn Khư Thần Điện, hắn thật ra thì ước chừng biết một phần chia bí mật, cái khác thời gian toàn bộ dùng để bôn ba chạy thoát thân. Diệp Thần liễu nhiên gật đầu một cái, vực ngoại phi thăng cường giả thật ra thì ở Vạn Khư cường giả xem ra cũng bất quá là dùng để chèn ép các vực thủ đoạn, rất nhiều Vạn Khư hạch tâm bí mật là sẽ không hướng bọn họ tiết lộ một hai. Tượng đá mặt mũi để lộ ra yên lặng từ bi tướng, cũng không phải là Vạn Khư biểu hiện ra tàn nhẫn dễ giết. Chẳng lẽ nói cái này Thái Thượng Thiên Nữ là Vạn Khư mình đối với mình sau cùng cứu chuộc? Huyết Long trong tròng mắt đỏ đen lưỡng sắc quang mang lóe lên, đối mặt người nữ kia tượng đá một vũng thần đàm vậy con mắt, Huyết Long huyết mạch lực không nhịn được sôi trào lên, quanh thân lại giống như nhóm lửa diễm giống như hết sức khó chịu. Huyết Long, người thế nào? Diệp Thần nhận ra được Huyết Long dị thường, truy hỏi nói. Ta không có sao, Huyết Long mạnh chống nói. Hắn có thể không chịu nổi tượng đá này uy áp, đi trước bên ngoài chờ. Nhâm Phi Phàm theo nhấc tay một cái, trực tiếp đem Huyết Long rời đi ra bên ngoài. Huyết Long trong lòng biết Nhâm Phi Phàm tuyệt đối sẽ không hãm hại bọn họ, tự nhiên không biết làm chống cự. Diệp Thần gật đầu, tiếp tục xem tượng đá kia. Tượng đá ánh mắt rũ xuống, tay trái tay phải giao nhau mà cầm, một chuôi cự kiếm đang đứng sửng ở trước người của nàng. Cự kiếm chiếm được thân thể nàng 2/3. Hoành ngăn ở trước ngực của nàng. Nhâm tiền bối, đó là... Diệp Thần tay chỉ cự kiếm kia kiếm miệng bên trong nơi khảm nạm đá, cơ hồ là có chút thất thố kêu lên. Nhâm Phi Phàm lúc này mới chú ý tới tượng đá bên trên cự kiếm đá. Tượng đá nguyên bản xem ra là màu sắc nhất trí, lúc này thấy đá này, mới phát hiện đá này lại giống như là sau đó khảm nạm lên, cũng không phải là cùng những thứ khác vị trí như nhau, thuộc về cùng vật liệu đá trên điêu khắc thành. Mấu chốt tảng đá kia chất liệu lại và Diệp Thần thừa tái luân hồi mộ địa thần bí đá có chút tương tự. Diệp Thần không do dự nữa, móc ra túi đá. Một cổ vô cùng lực lượng mạnh ở miếu thờ bên trong phun trào. Luân hồi mộ địa bên trong lại là xuất hiện một đạo kinh thiên gió bão. Quả nhiên, Lão Hòa Thượng thấy đá này có chút nghi ngờ, hắn hôm nay cũng không có tu hành, tự nhiên không nhìn ra tảng đá kia không giống chỗ tầm thường. Nhâm Phi Phàm con người híp lại, mở miệng nói, sáng bóng phẩm chất 10 phần giống nhau, người cảm thấy thần bí này đá và đá này đến từ cùng một địa phương. Diệp Thần gật đầu một cái. Lão Hòa Thượng hiển nhiên vậy chú ý tới Diệp Thần trong tay và tượng đá cự kiếm trên cơ hồ vậy đá, mặc dù không biết điều này đại biểu cái gì, nhưng hắn khẳng định, đây đối với Diệp Thần mà nói rất trọng yếu, hắn suy tính mấy phần, liền nói. Ta ở nơi này cũi bên trong đã không biết nhiều ít năm tháng. Có chút thời điểm, đá này sẽ ở trăng tròn lúc đó, phát ra cao nhất huyền quang, ngươi nếu đã có một khối này ngươi lại mang đi. Diệp Thần nghe được câu này, sắc mặt vui sướng, đá này lai lịch cực lớn, nếu Diệp Thần cuộc đời này gặp được khối thứ hai, dĩ nhiên là muốn thu trong túi. Nhưng vào lúc này, toàn bộ tượng đá đột nhiên chấn động kịch liệt đứng lên. Diệp Thần trong tay đá đã cởi cách hắn nắm trong tay, chậm rãi bay tới liền giữa không trung bên trong. Diệp Thần và Lão Hòa Thượng cũng một mặt kinh ngạc nhìn thần bí đá, màu sắc trung đô tràn đầy khiếp sợ. Diệp Thần lúc này cũng không biết đá này được như thế nào kích động, thần hồn lực bùng nổ, định áp chế tảng đá kia xoay tròn. Mà cơ hồ cùng trong chốc lát, bên trên cự kiếm đá lại phân chia nghiền, 7 màu lưu quang sáng bóng lóe lên ra, lại trực tiếp bắn về phía giữa không trung thần bí đá. Nhâm tiền bối, đây là... Diệp Thần mặt lộ vẻ mừng rỡ. Hắn có thể cảm giác đến lúc này mình bên trong đan điền, một hàng hà sa số ngôi sao xuất hiện, một chút, 2 điểm. Cuối cùng hóa là vô cùng vô tận, giống như ngân hà mênh mông. Người đá này đang hút tượng đá thần thạch ở giữa lực lượng. Nhâm Phi Phàm mặc dù lúc này không biết hai người là như thế nào đưa tới cộng minh, nhưng hiển nhiên, giờ phút này Diệp Thần đá làm chủ, đang ở liên tục không ngừng hấp thu linh khí. Theo thời gian rời đổi, theo năng lượng tiếp tục hấp thu, từ từ. Vậy một chút xíu nhỏ không thể nói phồn tinh bắt đầu dung hợp, dần dần lớn mạnh. Cuối cùng, vô tận phồn tinh dung là một phiến. Lão kia hòa thượng thấy một màn này, cũng là thán phục vượt quá. Ở hắn 1000 năm trong 5 tháng, từng vô số lần đi tới nơi này tượng đá bên trong,
nhưng cho tới bây giờ không có chú ý tới đá này. Mà hôm nay, thần bí này đá nơi phơi bày ra lực lượng, mơ hồ có một loại vạn khư cao cấp cường giả uy áp, ánh sáng bên trong hư ảnh để cho hắn trong chốc lát cảm thấy có mấy phần cảm giác quen thuộc. Đây là vạn khư Phật quang phổ cảnh sắc. Điêu long họa phượng vách tường vết khắc, phản âm chuông vang vạn Phật triều bái, vạn khư Phật quang phổ ghi lại cảnh trí, ở nơi này bảy màu lưu quang bên trong, lưu chuyển mà qua. Vạn khư Phật quang phổ. Nhâm Phi Phàm hiển nhiên cũng là nghe nói qua cái này Phật quang phổ, trong truyền thuyết là vạn khư Thái Tổ truyền đạo bị nghiệp giải thích nghi hoặc lúc đó, sẽ bắt đầu sử dụng thịnh thế hoa đường. Thời gian lưu chuyển, đã mấy chục ngàn năm không có lại nghe nói qua. Chẳng lẽ nói, thần bí này đá lại cùng vạn khư Thái Tổ có mấy phần sâu xa? Lão Hòa Thượng nheo mắt lại, định nhìn rõ ràng hơn một chút. Diệp Thần chỉ cảm thấy được quanh thân ấm áp, tựa như thấm nhuần ở vạn Phật Thánh Quang bên trong. Hắn thần niệm động một cái, định tiến vào luân hồi mộ địa bên trong, xem hấp thụ uy năng như vậy sau này, luân hồi mộ địa phải chăng có biến hóa. Chỉ một lát sau, Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, hắn phát hiện mình và luân hồi mộ địa tựa như mất đi nối liền. Điều này sao có thể? Diệp Thần, không cần nóng nảy. Nhâm Phi Phàm nhìn cái này không chút nào dự định dừng lại chùm ánh sáng. Muốn đến hẳn là Diệp Thần thần bí đá đang hút lấy lực lượng, cho nên tạm thời đóng cửa hắn và luân hồi mộ địa liên lạc. Diệp Thần gật đầu, biểu tình lãnh đạm lại nữa, ngược lại mang theo mấy phần tiêu lửa đốt. Ngươi yên tâm, nếu quả thật cùng vạn khư Phật quang phổ có liên quan, sẽ là ngươi đại cơ duyên. Lão Hòa Thượng nói, trong lòng mơ hồ có chút trông đợi, nếu như cái này thật cùng vạn khư Phật quang phổ có liên lạc, vậy Diệp Thần đối với vạn khư, tự nhiên lại thêm mấy phần chắc chắn. Diệp Thần đối với Lão Hòa Thượng nói từ chối cho ý kiến, dù sao đối phương không biết luân hồi mộ địa đối với tác dụng của hắn, bao nhiêu lần thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, đều là luân hồi các đại năng xuất thủ cứu giúp. Nhâm Phi Phàm đột nhiên nghĩ đến cái gì, mở miệng nói, nếu như ta không đoán sai, vị bên trong kia thế gian cấm kỵ, cũng nhanh xuất hiện. Nhâm Phi Phàm không có nói rõ, nhưng Diệp Thần rất rõ ràng, Nhâm Phi Phàm là chỉ vị kia luân hồi mộ địa ở giữa thế gian cấm kỵ đại năng. Trước đây Nhâm Phi Phàm nhiều lần nhắc nhở, không muốn quá độ lệ thuộc vào luân hồi mộ địa, chính là bởi vì vị kia cấm kỵ. Đa tạ Nhâm tiền bối nhắc nhở, Diệp Thần thần sắc ngưng trọng, chợt gật đầu nói. Ánh sáng đẹp lung linh đá sáng bóng dần dần yếu bớt, mơ hồ có một loại sắp kết thúc dự cảm. Đột nhiên, trôi lơ lửng ở giữa không trung thần bí đá quanh thân kịch liệt xoay tròn, đưa tới thiên địa đồng tình vẻ. Oanh! Diệp Thần dưới người mặt đất kịch liệt rung rung. Trong phút chốc thì phải nứt nẻ. Không tốt. Lão Tăng diện sắc đột nhiên đổi rất sợ hãi. Như vậy thiên địa dị tượng, một nhất định sẽ đưa tới vạn khư cường giả chú ý. Nơi này thành tựu vạn khư lồng giam một trong, cho tới bây giờ cũng sẽ không có như vậy tình huống phát sinh. Nhâm Phi Phàm vững vàng đứng tại chỗ, giống nhau đã biết Lão Hòa Thượng lo âu, ngón tay huyết nguyệt ánh sáng giống như một bình lưỡi dao sắc bén, qua lại hư không, thẳng ụp lên thần bí trên đá. Diệp Thần, mau áp chế đá lực lượng, Nhâm Phi Phàm vội vàng nói. Diệp Thần nghe vậy, vậy vội vàng vận tức, hồn thể đổi thành, định đem thần bí kia đá thu tay về bên trong. Trong nháy mắt, đá đưa tới tiếng động lạ đã bị Nhâm Phi Phàm áp chế, mà Diệp Thần cũng đem đá thu hồi. Lão Hòa Thượng diễn cảm vẫn như cũ thảm trắng, lẩm bẩm nói, không còn kịp rồi, như vậy dị tượng, bọn họ nhất định đã chú ý tới. Lão Hòa Thượng lần nữa nhìn về phía ánh mắt của hai người đã đổi được 10 phần quả quyết, nơi này giao cho ta. Các ngươi đi mau. Cùng lúc đó, Thái Thượng Thế Giới, một tòa cung điện bên trong. Phản âm chuông cổ từ từ gõ, phát ra thần thánh minh la âm. Trong cung điện có lòng một nơi to lớn vòng tròn không biết là làm bằng vật liệu gì, màu xích kim cái đế bên trên, một mặt to lớn cổ ngọc bày ra ở trên cao. Vậy cổ ngọc lên mạng văn cực kỳ phức tạp. Phảng phất là trận pháp vậy, tuyến điểm giao hợp chỗ là từng cái quang điện. Lúc này đang có một con cá hình bóng sáng ở cổ ngọc bên trên buôn bán. Người nào, vạn khư lồng giam cũng dám đụng chạm. Nửa nằm ở trên ngai và người chậm rãi mở ra hai tròng mắt. Hắn toàn thân có xích kim màu da, một tóc vàng lấp lánh rực rỡ, cùng toàn bộ đền hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh. Hắn nhỏ nhẹ lắc lư một tí cần cổ, đứng lên, chậm rãi đi về phía ở giữa vòng tròn. Mỗi một bước đạp, dưới chân cũng dâng lên một khối từ từ nở rộ kim liên.
Thiên nhân vực nhà tù, xem bộ dáng là người bạn cũ à. Vậy hình cá kim ảnh nơi chỉ hướng địa phương, bất ngờ chính là thiên nhân vực. Người đâu? Thoáng qua tới giữa người nọ đã lần nữa ngồi về trên ngai vàng, trong trẻo lạnh lùng thanh âm nháy mắt tức thì vang khắp toàn bộ đền. Tôn giả, có thuộc hạ. Ngay lập tức tới giữa, một vị thân hình cao lớn, quanh thân phù văn lưu chuyển người đàn ông, đã xuất hiện ở đây kim quang bảo điện bên trong. Thiên nhân vực bạn cũ, ngươi nên đi thăm hắn. Vậy hình cá kim ảnh sau đó liền nhảy lên một cái, trực tiếp nhảy đến cái này người đàn ông trong tay. Tuân lệnh. Bóng người hư hoảng, ngay tức thì biến mất lại tại chỗ. Hình ảnh quay về, cổ miếu. Tiền bối, vậy ngài. Diệp thần không hề muốn lúc này rời đi, hôm nay bởi vì hắn đã dẫn phát thiên địa dị tượng này, nếu như lúc này rời đi, vậy chờ đợi lão hòa thượng kết quả không cần nói cũng biết. Nhâm Phi Phàm, mang hắn đi. Lão hòa thượng gặp Diệp thần rất có chấp niệm, trực tiếp nhìn về phía Nhâm Phi Phàm. Chuyện năm đó bọn họ không giết ta, hôm nay càng sẽ không giết ta. Lão hòa thượng trên mặt đều là khẳng định cùng bể dâu, đối với hắn mà nói, ở nơi này vô tận trong năm tháng chịu hết hành hạ, thật không bằng lấy hắn chính là thân thể không lành lặn bảo vệ Diệp thần bọn họ. Nhâm Phi Phàm gật đầu, lúc này còn không phải là để cho Vạn Khư chú ý tới Diệp thần thời điểm. Phải lập tức rời đi. Được. Tay áo gió một quyển, chín bánh xe huyết nguyệt hiện lên, đã đem Diệp thần và huyết long mang nhập cuồn cuộn tường vân bên trong. Hư không đạp nứt ra, biến mất ở nơi này núi sâu bên trong. Lão hòa thượng nhìn bọn họ biến mất phương hướng, trên mặt đều là quả cảm cùng lớn không sợ. Hắn mấy năm sống, có thể được gặp cái này Diệt Vạn Khư hy vọng duy nhất, đã cuộc đời này không tiếc. Ung ung, hư không chấn động, tản ra từng cơn uy áp, bị tê liệt trong hư không, để lộ ra tí ti kim quang. Một vòng thân phù văn lưu chuyển người đàn ông bỗng nhiên xuất hiện. Lão hòa thượng thấy cái này người đàn ông, trên mặt tràn đầy chán ghét mà vứt bỏ căm hận, người này còn như năm đó như nhau, làm người ta vọng mà sống chán ghét. Minh Linh tôn giả, cái này vô tận trong năm tháng, ngươi lại còn không biết hối cải, muốn giày vò ra cái này Vạn Khư nhà tù sao? Vậy giọng đàn ông như sấm, xuyên thấu hư không đánh vào lão hòa thượng màng nhĩ bên trên. Lão tăng diện sắc đỏ ửng, lại trực tiếp bị thanh âm này áp chế cúi người xuống. Hai chân vẫn như cũ quật cường đứng, tuyệt không dưới quỳ. Hừ, người đàn ông khóe miệng nâng lên lau một cái mỉm cười giễu cợt, còn không nhận mệnh sao? Lão hòa thượng trên mặt tất cả đều là lớn không sợ vậy thản nhiên, hư vô này đời người, không có hiểu biết chính xác chỉ dẫn, hắn đã sớm chán nản, Diệp thần là hy vọng duy nhất của hắn tuyệt sẽ không bỏ rơi. Nhận mệnh, ta không giống ngươi, cam tâm làm Vạn Khư tay sai. Nhận mệnh. Ta không giống ngươi, cam tâm làm Vạn Khư tay sai. Người đàn ông nghe nói như vậy thốt nhiên giận dữ, tức giận toàn bộ viết ở trên mặt, năm ngón tay nắm chặt, một cây kim roi đã xuất hiện ở hắn lòng bàn tay bên trên. Vậy kim roi lấp lánh rực rỡ, mỗi một tấc cũng treo đổ gai, vậy cũng gai bạc câu, roi dài quang ra, loáng thoáng còn có thể thấy được vô tận biển máu lan. Lão hòa thượng trên mặt uy nghiêm lãnh ý, cái này roi dài mùi vị. Hắn đã hưởng qua không biết bao nhiêu lần. Bót! Lão hòa thượng thanh bào ở một kích này dưới ngay tức thì nứt ra, chảy ra rách thịt, máu tươi tung tóe ra. Nhưng mà, lão hòa thượng con người đông lại một cái, nhưng vẫn là nói, vô số thời gian đi qua, người lực lượng vẫn là như thế yếu sao. Trên mặt hắn mang thấy chết không sờn rõ vẻ mặt, nhưng, cái này làm cho người đàn ông tức giận hơn. Người vẫn là như vậy cố chấp. Giống như là trong cống ngầm con chuột, hồ đồ ngu xuẩn. Nam người trên tay kim roi lần nữa nhảy sôi động, mang lăng liệt gió lạnh, đem lão hòa thượng trực tiếp quét tượng Phật chân. Phốc! Lão hòa thượng định mạnh chống đỡ, nhưng hắn đã sớm không có tu vi hộ thân, lúc này cũng bất quá là nỏ hết đà, trong miệng ngay tức thì phun ra một hơi đen nhánh máu. Người đàn ông bước ra một bước, gần từng chữ, là ai mưu toan cứu ngươi? Mưu toan cùng Vạn Khư là địch. Đã nhiều năm như vậy, còn không người dám dung chuyển Vạn Khư địa vị, người đàn ông ánh mắt nhìn bằng nửa con mắt hướng bốn phương. Từ nơi này người đàn ông ấn đường, một cái đập hình cá bóng sáng chớp mắt ra. Vậy tiểu ngư giống như là thật như nhau, ở nơi này nhà tù bốn phía di động thăm dò, tựa hồ đang tìm dấu vết. Lão hòa thượng trong bụng căng thẳng, sắc mặt vẫn như cũ yên lặng như nước, lấy Nhâm Phi Phàm hình thức thủ đoạn, tất sẽ không lưu lại chút nào nhân quả.
Màu vàng kia nhỏ ngư vĩ ba kích động lên, giống như ở trong nước như nhau, cuối cùng dừng ở tượng đá trước. Ở chỗ này, người đàn ông liếc lão hòa thượng một mắt, trên mặt đều là khinh thường, hắn cho tới bây giờ không hối hận năm đó hành động đã thực hiện, nếu như cho hắn cơ hội, hắn như cũ sẽ không chút do dự đổ mâu mặt đối mặt. Không cùng bụi mù tiêu tán, vậy đuôi cá hình kim ảnh, đã xuyên thấu qua từ từ bụi bậm, dạo chơi ở tượng đá kia bên trên. Lão hòa thượng tứ chi co rúm, hiển nhiên thương thế tăng thêm, sâu đậm thở hổn hển, chỉ là ánh mắt như cũ không cam lòng hung hăng trợn mắt nhìn người đàn ông. Người đàn ông bàn chân nơi đạp chỗ, đều lưu lại nứt nẻ mặt đất dấu vết, lực lượng lớn, khủng bố như vậy. Vậy đuôi cá hình kim ảnh hướng người đàn ông không ngừng gật đầu, phảng phất là ở nói cho hắn chính là chỗ này. Thái thượng thiên nữ. Người đàn ông thấy vậy tôn nữ tượng đá, đột nhiên uốn gối quỳ xuống. May là hắn lúc này tu vi mở hết, vậy không chút nào từ nơi này nữ tượng đá trên mình xem xảy ra cái gì nhân quả. Hình cá kim ảnh phảng phất là nhìn ra hắn không thu hoạch được gì, lại để lộ ra một loại không tiếng động phúng gai, sau đó nghiêng đầu chớp mắt rồi biến mất. Ha ha ha! Lão hòa thượng thấy vậy, thoải mái cười to, liền con cá cũng xem thường ngươi, ở vạn khư làm chó ngày không tốt qua đi. Người đàn ông thẹn quá thành giận, đưa tay một cái. Lão hòa thượng thân thể đã không bị khống chế hướng hắn bay tới, to lớn kia tay bóp ở lão hòa thượng trên cổ. Một giây kế tiếp, tựa như thì phải đem hắn vẫn diệt. Nói, là ai muốn cùng vạn khư là địch? Nam trên mặt người uy nghiêm tức giận, khác một cái bàn tay lớn bên trên, đã thiêu đốt lên hừng hực lửa cháy bừng bừng. Lão hòa thượng đóng chặt môi mỏng, không nói một lời, hắn bình sanh đã tùy mình mà sống, lúc này chết đi. Cũng có thể hướng đi qua những cái kia người chết oan bạn già bồi tội. Nếu ngươi dẫu có chết bất khuất, vậy ta liền để cho ngươi cảm thụ đốt ý trời, đốt ngươi thần vận mệnh hồn. Người đàn ông đem bàn tay lớn trên ngọn lửa, toàn bộ úp ngược lên lão hòa thượng đỉnh đầu xây cốt. Tí tách, phảng phất là than nướng vậy, phát ra vang động, lão kia hòa thượng thân thể kịch liệt run rẩy, hiển nhiên không phải tầm thường ngọn lửa. Nam trên mặt người vẻ mặt kinh khủng dữ tợn. Tiếp tục nói, nếm thử một chút cái này thiêu hủy thần hồn cảm giác, có phải hay không giống như năm đó ta hủy ngươi tu vi như nhau. Ngươi, mơ đi. Lão hòa thượng một búng máu văng tung tóe, hắn không sợ chết, nhưng là chết tại đây dạng con kiến hôi trong tay, cũng rất không đáng giá. Nguyên bản đỏ thấm ngọn lửa, lúc này trong đó lại tản mát ra kim mang giống như từng luồng sợi tơ chui vào lão hòa thượng thân thể bên trong. Hắn thân thể giống như si lịch vậy. Cơ hồ muốn tránh thoát ra tay của đàn ông chỉ, miệng nhưng đóng được thật chặt. Thôi, người đàn ông hiển nhiên không hề dự định hoàn toàn đem lão hòa thượng vẫn diệt, lúc này gặp hắn cái này bức con vịt chết mạnh miệng thần thái, cũng chỉ có thể xóa bỏ. Trong tay liên quang lóe lên, cẩn thận thăm dò trước nhà tù mỗi một chỗ nhân quả dấu vết. Giờ phút này, lão hòa thượng đã ngất đi, vô tri vô giác nằm trên đất. Xem ra, những tên kia vẫn là có chút thủ đoạn. Bất quá nếu rình dập vạn khư, cuối cùng sẽ có trực diện một ngày. Bất kể là ai, ta chờ ngươi. Một giây kế tiếp, phía sau nam tử hư không biến dạng, hắn hai tay chắp sau lưng, ngay lập tức rời đi. Hình ảnh quay về. Một phiến vùng sa mạc. Nhâm Phi Phàm mang Diệp Thần và Huyết Long hai người, đột nhiên dừng lại. Nhâm Phi Phàm con người huyết nguyệt lưu chuyển, tựa như cảm ngộ được cái gì, thở ra một hơi, tên kia không có sao. Vạn khư người, cuối cùng bỏ qua hắn. Bất quá, lần này, nhưng là để cho hắn lột xác một lớp da. Diệp Thần nghe được câu này, trang nghiêm thần sắc dần dần khôi phục. Nếu như lão kia hòa thượng thật xảy ra chuyện, mình trong nội tâm vậy sẽ áy náy. Bất quá chuyện hôm nay, nhưng là nói cho hắn, vạn khư xa không có đơn giản như vậy. Mình thực lực vẫn là quá mức nhỏ bé. Có lẽ cần lịch luyện. Diệp Thần. Người thật dự định tiếp tục đối kháng vạn khư sao? Nhâm Phi Phàm đột nhiên hỏi. Diệp Thần ngẩn ra, nhưng rất nhanh hai tròng mắt chính là kiên nghị, nói tất nhiên. Nhâm Phi Phàm lộ ra một đạo nụ cười, bước lên trước, ngồi xuống, đem một nâng cá đá đưa cho Diệp Thần, để cho hắn cầm ở lòng bàn tay. Diệp Thần, một cát một thế giới, một hoa khuy thiên đường, lòng bàn tay cầm vô hạn, chốc lát nạp vĩnh hằng. Hôm nay... Người thần bí đá tựa như cùng cái này một nâng cá đá, đã tự thành thế giới, đây là người đại cơ duyên. Diệp Thần gật đầu một cái,
có thể làm cho luân hồi mộ địa hấp thu tinh thuần như vậy năng lực, cũng là bởi vì duyên tế hội, hắn trước xa xa không có nghĩ tới, nhưng lúc này, nghe Nhâm Phi Phàm nói như vậy, cũng biết trên người hắn gánh vác sứ mạng, đem càng gian nan hơn. Lúc này ngươi, vậy giống như cái này một nâng cá đá, tung ở vạn khư dưới chân, sẽ không đối với hắn có bất kỳ ảnh hưởng, thậm chí hắn đều sẽ không ngẩng đầu xem ngươi một mắt. Diệp Thần dĩ nhiên là rõ ràng Nhâm Phi Phàm mà nói, lãnh đạm gương mặt thêm mấy phần tâm trạng, cái này vạn khư vốn người người được mà giết, nhưng mình nhưng chỉ có thể trước tiên lui một bước. Trong lòng ít nhiều có chút rất nhiều tức giận. Nhưng là, làm cá đá chuyên trở ra vô số thế giới, làm chốc lát tích lũy trở thành vĩnh hằng, người muốn, khi đó, lại nên sẽ là như thế nào quang cảnh đâu. Nhâm Phi Phàm ngón tay động một cái, một đạo thương khung ánh sáng, giống như một bó ánh sáng chói mắt trụ, trực tiếp cuốn về phía xa xa hư không, thời gian ba quang lấp lánh, chính là Diệp Thần hai ngày này kiến thức. Lui một bước, có lúc là vì tiến hơn một bước. Diệp Thần rõ ràng liền cái gì, trong bụng một phiến thoải mái, nguyên bản hắn chau mày, bởi vì không yên lòng lão hòa thượng tình cảnh, mà có chút dẫn giận, lúc này nghe được Nhâm Phi Phàm khuyên giải, vậy hiểu không cần phải lẫn lộn đầu đuôi. Nếu hắn là luân hồi chuyển thế, bị thừa thiên mệnh, vậy hắn thì không nên oán trời trách người. Có lẽ vạn khư giờ phút này cường đại như cũ, nhưng hắn cuối cùng có một ngày, sẽ đem hắn dẫm ở dưới chân. Ta cũng nên rời đi, ngươi như cùng ta thân cận quá lâu, tất nhiên sẽ dính trên quá nhiều nhân quả, lúc này phân biệt đi, nhớ lấy không muốn quá độ lệ thuộc vào luân hồi mộ địa. Luân hồi mộ địa bên trong, vị kia thế gian cấm kỵ có lẽ muốn không được bao lâu thì cứ hỏi đời. Ta cũng không cách nào xác định, vậy sẽ là ngươi cướp, vẫn là ngươi ngút trời cơ duyên. Nhâm Phi Phàm nhàn nhạt nói. Đa tạ Nhâm tiền bối. Diệp Thần và Huyết Long cơ hồ đồng thời nói. Có thể một giây kế tiếp, bọn họ nhưng phát hiện Nhâm Phi Phàm bóng người đã biến mất. Tựa như thế gian lại cũng không có Nhâm Phi Phàm tồn tại qua. Tới cũng vội vã, cũng đi nhẹ nhàng. Cùng Nhâm Phi Phàm rời đi sau đó, Diệp Thần lúc này mới thần thức tiến vào luân hồi mộ địa. Cũng nên xem lần này luân hồi mộ địa đã như thế nào. Mới vừa một bước vào, Diệp Thần liền phát hiện luân hồi mộ địa bên trong phun trào ra cực mạnh linh khí. Không chỉ như vậy, luân hồi mộ địa bên trong lại là diễn hóa ra một phiến dị tượng. Dị tượng như tinh không mênh mông vậy. Bất quá, Diệp Thần ngược lại là không có phát hiện cái gì thực chất tính biến hóa. Chẳng lẽ còn phải đợi một đoạn thời gian? Diệp Thần vừa dứt lời, tầm mắt đột nhiên chú ý tới cái gì? Hắn phát hiện trăm tòa mộ bia ở giữa một tòa, lại có chút khác thường. Cái mộ này bia từ vừa mới bắt đầu liền không có động tĩnh. Thậm chí ở rất nhiều mộ bia bên trong là tầm thường nhất. Mà hiện tại, mộ bia bên trên lại xuất hiện một cái chữ viết cổ xưa. Cái này chữ viết toàn thân là màu đen, tựa như không có bất kỳ chỉ có thể chiếu sáng hắc. Mà đây cái chữ viết phần đáy, có một cái yếu ớt điểm sáng. Nhìn như, thật giống như điểm sáng có thể không đoạn lan tràn. Trọng yếu hơn chính là, chữ viết này mà lại ở hấp thu toàn bộ luân hồi mộ địa năng lượng. Chẳng lẽ làm cái này chữ viết bị quang hoàn toàn lan tràn, cái mộ này bia là có thể dẫn động. Tựa hồ và bất kỳ một vị đại năng bia đều không cùng. Cũng hoặc là nói, cái này mộ bia sau lưng đại năng chính là Nhâm tiền bối lần nữa cảnh cáo thế gian cấm kỵ. Diệp Thần nhìn chăm chú nửa ngày, vậy được không ra xác định tính kết luận, dứt khoát liền rời đi luân hồi mộ địa, trở về thực tế bên trong. Huyết Long gặp Diệp Thần phục hồi tinh thần lại, liền hỏi nói, chủ nhân, người tiếp theo định đi nơi đâu? Sẽ Bắc Lăng Thiên Điện vẫn là Thái Huyền Trận Môn. Diệp Thần thần sắc đông lại một cái, suy tư mấy giây, mở miệng nói, Huyết Long, người hồi Thái Huyền Trận Môn tiếp tục tiêu hóa hấp thu Hoang Long cổ đế cơ duyên đi, thuận tiện bảo vệ một tí Lạc Nhi. Mà ta, lần này, ta muốn một người lịch luyện một phen. Huyết Long ngẩn ra, nhưng yên lặng gật đầu, cũng không nói nhảm, hóa là thân rồng, hướng Thái Huyền Trận Môn phương hướng đi. Mà Diệp Thần bóng người cũng là bỗng nhiên biến mất. Hết thảy bình tĩnh. Cung trăng bên trong. Hạ Nhược Tuyết mái tóc dài buộc lên, đầu ngón tay trăng sáng lực minh mông vô biên. Minh Nguyệt Từ Ân Thánh Mẫu đang ngồi ở cây hoa quế xuống băng đá bên trên, một mặt tán thưởng nhìn nàng. Bất quá ngắn ngủi thời gian, Hạ Nhược Tuyết đã nắm giữ cái này trăng sáng lực tầng thứ 6 cảnh giới, thật sự là trẻ con dễ dạy. Hạ Nhược Tuyết vậy vô cùng vui vẻ,
kích động đi tới Từ Ân Thánh Mẫu trước mặt, nói, sư phụ, ta đã tu luyện tới tầng thứ 6 cảnh giới, ta muốn đi tìm Diệp Thần. Nguyên bản còn đeo đầy mỉm cười Từ Ân Thánh Mẫu, lúc này nghe được Diệp Thần tên chữ, sắc mặt ngay tức thì đổi được xanh mét. Cái đó rốt nát không sợ, mắt không tôn trưởng thiếu niên, để cho nàng trong đầu không thích. Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, hắn không xứng với ngươi. Hạ Nhược Tuyết vô cùng kiên định lắc đầu, sư phụ, nếu như không có hắn, căn bản cũng sẽ không có ta. Hơn nữa, chúng ta đều đã có quan hệ xác thịt. Minh Nguyệt Từ Ân Thánh Mẫu một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép diễn cảm, nàng có thích bao nhiêu Hạ Nhược Tuyết, liền ghét bao nhiêu Diệp Thần. Lúc này nghe được Hạ Nhược Tuyết nói như vậy, chỉ có thể nói thẳng ra hôm đó ở Tự Tại Thiên nàng cùng Diệp Thần đối chiến. Sư phụ, lúc ấy Diệp Thần trọng thương chưa lành, ngài làm sao có thể thừa dịp cháy nhà hôi của đâu? Hạ Nhược Tuyết có chút tức giận nói, nàng lại đối với lần này không biết chút nào tình. Ta cũng không toàn lực ra tay, hơn nữa còn là hắn cự tuyệt ta che chở. Minh Nguyệt Từ Ân Thánh Mẫu trên mặt tràn đầy không nén được, vậy thiếu niên lãnh đạm thần sắc, đến thời khắc này nàng còn trí nhớ như mới. Vậy hắn bị thương sao? Sư phụ, ngài nhanh lên một chút nói cho ta à? Hạ Nhược Tuyết sốt ruột hỏi, trên mặt tràn đầy quan tâm cùng lo âu. Không có, Từ Ân Thánh Mẫu lắc đầu, tóm lại, ta chẳng muốn sau này lại nghe được ngươi nhắc tới hắn bất kỳ sự việc, nếu như hắn muốn gặp ngươi. Liền nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp tới tìm ngươi. Dứt lời, đã phất tay áo đi. Hạ Nhược Tuyết dung nhan xinh đẹp tuyệt trần bên trên, trong con ngươi rưng rưng, nàng thật sự là có chút lo lắng Diệp Thần. Hơn nữa sư phó cái này nơi cung trăng, trên căn bản che giấu ở hư không ra, Diệp Thần coi như là muốn phải tìm, nơi nào có thể tìm được, trong chốc lát, vẻ lo lắng đeo đầy đúng khuôn mặt tươi cười. Cùng lúc đó, một tên thanh niên đi ở Thanh Sơn tới giữa, trầm ngâm nói, nếu là vì lịch luyện, vậy, liền tạm thời đem thiên nhân vực bên trong mấy đại tử địa, rất nhiều phúc địa, 13 tuyệt cảnh, 8 động thiên vân. Vân, thăm dò một lần đi, có lẽ, có thể có chút thu hoạch. Thanh niên này nhìn qua mặt mũi khá là tuấn tú, nhưng, cùng Diệp Thần không cùng, cho người một loại văn nhã cảm giác. Trên thực tế, hắn chính là Diệp Thần, bất quá, gò má trên nhưng là che một tầng lụa mỏng, cái này lụa mỏng chính là được từ huyền thiên bia bên trong quy luật thần khí một trong, tên là giao dịch hóa bảo sợi bông, một cái trong đó tác dụng chính là đổi thay đổi gương mặt hình dáng. Không chỉ là dung mạo, thậm chí liền cốt linh cũng có thể thay đổi. Quá chân cảnh cường giả cũng cha không xem được. Giờ phút này, Diệp Thần lấy ra bản đồ, hơi nhận phương hướng một chút, liền hướng 13 tuyệt cảnh bên trong, khoảng cách nơi đây gần đây huyền bí tuyệt cảnh đi, thân hình mấy cái chớp động liền dần dần không nhìn thấy ở cụm núi bên trong. Thời gian trôi qua, một tháng sau, một nơi trên hoang mạc phương, đột nhiên xuất hiện một đạo hình cầu tia chớp, cái này tia chớp xuất hiện ngay tức thì, toàn bộ hoang mạc linh khí cũng náo động, không gian ở điện quang lóe lên gian, đều bị đánh ra đạo đạo liệt ngân. Mà làm người không thể nào tin nổi chính là, giờ phút này, cái này tia chớp bên trong lại là tồn tại một bóng người. Bóng người kia tay cầm trường kiếm, chợt chém một cái, đem vậy điện cầu chém ra một đạo kẽ nứt, thân hình động một cái, liền từ điện cầu bên trong chạy ra khỏi, thanh niên kia giờ phút này cả người nám đen một phiến, nhưng là khẽ thở phào nhẹ nhõm. Còn không chờ hắn hoàn toàn buông lỏng, sau lưng điện cầu lại là chợt hướng hắn đánh tới. Thanh niên sắc mặt biến đổi, hét lớn một tiếng nói, Nguyệt Hồn Trảm. Một kiếm chém ra, kiếm quang giống như ánh trăng vậy trong sáng ngưng luyện, nhưng, kiếm quang này bên trên, nhưng là lượn lờ đạo đạo hỗn độn khí tức cùng hủy diệt lực. Một khắc sau, kiếm quang kia cùng điện cầu ầm ầm đụng nhau, vô tận năng lượng tràn ngập ra, ngay tức thì đem cái này một phiến hoang mạc bên trong hạt cát, hoàn toàn hòa tan. Ầm một tiếng vang thật lớn, thanh niên kia thân thể hung hăng đập vào mặt đất bên trên. Thanh niên nhìn qua tựa hồ có hơn 100 tuổi, diện mạo anh tuấn, khí chất văn nhã, nhưng, trong mắt nhưng thủy chung cho người một loại lãnh đạm cảm giác, người này, chính là Diệp Thần. Giờ phút này, Diệp Thần cắn răng chịu đựng nói, không nghĩ tới, cái này bôn lôi tuyệt cảnh bên trong, lại là cất giấu một đầu lớn mạnh như vậy lôi dao. Bất quá, rất nhanh, hắn chính là khẽ mỉm cười, lấy ra một quả màu xanh đen viên châu nói, nhưng là có thể có được cái này cái vạn lôi châu, cũng coi là đáng giá. Dứt lời, hắn chậm rãi đứng dậy, nhìn chung quanh, lẩm bẩm, nơi này, hẳn là chân mộc sa mạc, đi cái hướng kia đi,
chắc có một tòa tên là Thật thành phố Mộc Biên Thủy thành nhỏ, trước đi nơi đó tu dưỡng một phen tốt. Ngay lúc nói chuyện, Diệp Thần thương thế trên người, lấy tốc độ cực nhanh khôi phục. Đoạn thời gian này tới nay, Diệp Thần một mực độc tự tại thiên người vực các nơi du lịch, ra vào mỗi cái động thiên cùng tuyệt cảnh, có nhiều lần, thậm chí thiếu chút nữa chết ở một ít đất tuyệt hiểm, nhưng, lấy được chỗ tốt nhưng cũng không thiếu, thực lực, cũng là có tiến bộ không ít. Diệp Thần vừa đi, vừa nói tinh hồn chém đột phá trở thành nguyệt hồn trảm, võ kỹ uy lực, tăng lên 3 lần, tinh thiên luyện thể thần thông, lên cấp tinh thiên 2 chuyển, lấy được tất cả loại dị bảo, để cho cường độ thân thể tăng cao 50%, lần nữa luyện hóa huyền yêu tinh huyết 2%, huyền linh châu bên trong chuyển hóa huyền linh khí, càng ngày càng nhiều, cảnh giới cũng là đột phá đến càn khôn cảnh tầng 8 thiên. Huyền tiên tử trên mình xiềng xích, cũng chỉ còn dư lại cuối cùng một đạo không có chém tới. Bất quá, mấu chốt nhất vẫn là. Nói tới chỗ này, Diệp Thần trong mắt tinh quang chớp mắt nói, huyền thiên bia ở giữa thiên thư sách cổ. Lục lọi lâu như vậy, cuối cùng, có một ít thu hoạch. Hôm nay, Diệp Thần thực lực tổng hợp, đã có cực mạnh tăng lên. Không lâu lắm, Diệp Thần, liền đi tới Thật thành phố Mộc bên trong. Cái này Thật thành phố Mộc, ở vào thiên nhân vực Tây Phương, thuộc về Tây Cực Thiên Điện quản hạt bên trong, thiên nhân vực Tây Phương võ giả. Quần áo lối ăn mặc cùng những địa phương khác không cùng, phần lớn người khoác nón lá rộng vành, trên đầu bao quanh khăn trắng. Diệp Thần vậy không hợp nhau quần áo, ngược lại là hấp dẫn không thiếu Thật thành phố Mộc võ giả chú ý. Rất nhanh, Diệp Thần liền đi tới Thật Mộc bên trong thành một nhà trong lữ điếm, cái này Tây Phương không chỉ có ở trên quần áo, ăn uống trên, cũng có chỗ độc đáo, hương vị phong cách riêng. Diệp Thần đoạn thời gian này tới, đều bị vây ở bôn lôi tuyệt cảnh bên trong. Thật lâu không có ăn uống gì, đối với thức ăn ngược lại cũng khá là khát vọng. Ăn no một lần sau đó, hắn liền tiến vào gian phòng của mình bên trong. Diệp Thần ngồi xếp bằng trên giường, đột nhiên nghĩ tới cái gì, mở miệng nói, Tuyển Nhi. Cơ thể đồng hồ ánh lửa trước mắt, một tên lưng mọc hỏa dược bé gái, liền xuất hiện ở trước mặt hắn, hành lễ nói, công tử. Diệp Thần đối với Nhan Tuyển Nhi hỏi, Tuyển Nhi, nghe nói, chân mộc sa mạc chỗ sâu. Chính là bảy tử địa một trong, phần long tử địa vào miệng, cái này phần long tử địa, bị lửa cháy bừng bừng bao phủ, nhiệt độ cực cao, trong đó, có lẽ chỉ có thể làm cho ngươi lên cấp cơ duyên, ngươi ở chỗ này, có thể có cái gì cảm ứng. Nhan Tuyền Nhi nhắm lại mắt to, cảm ứng một lát sau, đối với Diệp Thần lắc đầu nói, công tử, ở vị trí này ta không cảm ứng được cái gì, bất quá, một cái hướng khác nguyên tố lửa, quả thật cực kỳ đậm đà. Diệp Thần sau một hồi trầm ngâm nói, nghe nói, người nơi này đối với ngọn lửa chống trả cực cao, vì vậy, có một số võ giả sẽ tiến vào phần long tử địa vòng ngoài, thu thập một ít thuộc tính lửa mỏ sắt, cái này Thật thành phố Mộc bên trong, chắc có bán ra, ngày mai, chúng ta đi ngay mỏ sắt cửa hàng bên trong đi dạo một chút, có lẽ có thể có phát hiện vậy không nhất định. Trước đây không lâu và Bắc Lăng Thiên Điện có qua một lần trao đổi, hôm nay khoảng cách năm phương loạn chiến, không có bao nhiêu thời gian. Nhưng ngược lại là đủ tìm tòi cái này phần long tử địa. Nhan Tuyền Nhi cung kính nói, đa tạ công tử. Dứt lời, liền lần nữa hóa là một đạo hỏa quang, sáp nhập vào Diệp Thần trong cơ thể. Tiếp theo, Diệp Thần không có tiếp tục tu luyện, mà là nằm ở trên giường, hô hô ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Thần liền rời đi lữ điếm, hướng Thật thành phố Mộc bên trong mỏ sắt cửa hàng đi. Rất nhanh. Diệp Thần liền đi tới một nhà tên là Viêm Thiên mỏ sắt trước tiệm. Trong tiệm kệ hàng trên, để nhiều loại mỏ sắt, bất quá, không một ngoại lệ, toàn bộ tản ra cực kỳ tinh thuần thuộc tính lửa linh lực, thiên nhân vực Tây Phương võ giả, không chỉ có ở ngọn lửa chống trả trên, siêu quần xuất chúng, đồng thời, tu luyện thuộc tính lửa công pháp cũng là chuyện đỡ tốn nửa công sức, những thứ này lửa mỏ sắt, có lúc đối với bọn họ mà nói so linh thạch thậm chí đạo tinh cũng dễ dùng hơn. Diệp Thần cầm lên một loại tên là hỏa bạc mỏ sắt, cảm thụ một phen, không khỏi được khẽ cau mày, lửa này bạc bên trong ẩn chứa nguyên tố lửa quả thật cực kỳ tinh thuần, đậm đà, nhưng lại không có phát hiện đặc biệt gì ngọn lửa năng lượng. Rất nhanh, hắn liền đem hơn nửa trong cửa hàng lửa mỏ sắt, cũng thử một lần, có thể kết quả lại để cho Diệp Thần có chút tuyệt vọng, toàn bộ Viêm Thiên mỏ sắt trong tiệm mỏ sắt, mặc dù không thiếu đều là nơi này đặc sản mỏ sắt, nhưng không có một cái hàm chứa có thể hấp dẫn hắn chú ý ngọn lửa chập chờn à. Bất quá, cái này cũng bình thường, dẫu sao, Nhan Tuyền Nhi chính là đạo linh lửa,
muốn tìm được có thể làm cho Nhan Tuyển Nhi có đột phá ngọn lửa, quá khó khăn. Nhưng vào lúc này, Nhan Tuyển Nhi nhưng là có chút kinh ngạc vui mừng nói, công tử, ta cảm ứng được một chút đặc biệt ngọn lửa hơi thở này để cho ta có một loại rất khát vọng cảm giác, chỉ là, hiển nhiên có người bày ra che giấu thủ đoạn, hơi thở kia vị trí cụ thể, ta không cách nào cảm giác được, nhưng, ta có thể xác định, hơi thở sẽ tới từ cửa hàng này bên trong. Diệp Thần nghe vậy vui mừng, hắn ánh mắt quét qua lửa này mỏ sắt cửa hàng, nếu ngọn lửa kia hơi thở bị người che đậy, tự nhiên không thể nào là đến từ bày đặt ở hàng trên kệ mỏ sắt bên trong, có khả năng nhất là. Rất nhanh, Diệp Thần ánh mắt liền rơi vào sau quầy một tên trên người lão giả, cái này ông già đôi mắt rũ thấp, ăn mặc một kiện cũ kỹ áo bào đen, đang đọc trước một bản cổ tịch, trên người tản ra hơi thở, cũng bất quá là còn thật cảnh sơ kỳ mà thôi, tựa hồ, cũng không có chỗ gì đặc biệt. Cho dù thi triển rút vân ba pháp, vậy không nhìn thấy gì. Nhưng, Diệp Thần nhìn cái này ông già, nhưng là ánh mắt nhỏ tránh, khó hiểu từ trên người lão giả cảm nhận được liền một loại khác thường hơi thở. Diệp Thần đối với Huyền Hàn Ngọc cùng Sóc Lão hỏi, Huyền tiên tử, Sóc Lão, cái này ông già. Có vấn đề. Huyền Hàn Ngọc không chút do dự nói, cẩn thận chút, cái này ông già không đơn giản. Diệp Thần trong mắt hiện lên vẻ ngưng trọng, hôm nay. Hắn toàn lực bùng nổ, kích hoạt huyết mạch, cũng vận dụng Sóc Lão cùng Huyền Hàn Ngọc lực lượng, hẳn đủ để đối mặt rất nhiều tình huống, có thể Huyền Hàn Ngọc lại để cho hắn chú ý ông cụ này. Không nghĩ tới, ở nơi này vắng vẻ thành nhỏ bên trong, lại là cất giấu như vậy một vị tồn tại. Diệp Thần tùy ý cầm lên một khối lửa mỏ sắt, chậm rãi hướng lão kia người đi tới, đối với lão kia người hỏi, tiền bối nhưng mà nhà này cửa hàng trưởng quỹ. Khối này lửa mỏ sắt có thể hay không rẻ một chút, bán cho ta. Lão kia người mí mắt vậy không mang địa đạo, không được. Diệp Thần ánh mắt nhỏ tránh, cái này ông già hiển nhiên không phải đứng đắn làm ăn hình dáng. Hắn không có nói gì nhiều, mà là buông xuống vậy mỏ sắt sau đó, liền rời đi cửa hàng. Tên kia ông già khẽ nâng lên mắt, nhìn một cái Diệp Thần hình bóng, cặp mắt khẽ híp một cái. Rất nhanh, màn đêm buông xuống. Trên đường phố cũng là vắng lạnh xuống, một tên mặc hắc bào ông già từ mỏ sắt cửa hàng bên trong đi ra, hướng trong thành nơi nào đó đi. Trở lại ở vào ngoại ô một gian sân sau đó, lão kia người ngồi ở trong phòng, mở ra một bình rượu, dưới ánh đèn tự rót tự uống trước, đột nhiên, hắn từ trong ngực móc ra một quả màu vàng đen hòn đá nhỏ ở trong tay thưởng thức trước. Giờ phút này, ông lão đỉnh đầu nhìn như không có một vật không gian bên trong, trên thực tế che giấu một đạo thân ảnh. Diệp Thần ngưng mắt nhìn vậy cái màu vàng đen đá, trong mắt hiện lên lau một cái đại hỉ vẻ, làm Nhan Tuyển Nhi khát vọng ngọn lửa hơi thở, chính là từ vậy màu vàng đen đá bên trong tản ra. Mặc dù tảng đá kia hơi thở bị phong ấn, có thể, dưới mắt ông già đem lấy ra sau đó, Nhan Tuyển Nhi vẫn là rõ ràng cảm ứng được. Có thể, ngay tại lúc này, tên kia tự rót uống ông già, đột nhiên mở miệng nói, xem ra, người đi theo lão phu lâu như vậy, chính là vì đá này. Đã như vậy, xuống ngay cùng lão phu uống một ly đi, có lẽ, lão phu mở một cái tim, liền đem đá này, đưa cho ngươi đâu. Diệp Thần nghe vậy, sắc mặt biến đổi, lại bị phát hiện. Phải biết, lấy hắn thần hồn mạnh, hơn nữa còn sử dụng một kiện tên là che trời bày quy luật thần khí dùng để ẩn giấu thân hình, cái này ông già cũng có thể đoán được. Không cùng Diệp Thần làm ra phản ứng, lão kia người nhưng là chợt đem rượu trong ly, hướng Diệp Thần hắt tới. Vậy nhìn như rượu thông thường nước, ở trên không khí bên trong nhưng là đột nhiên bành trướng lên, toàn bộ căn phòng nhỏ tựa như ngay tức thì biến thành một khối do rượu hình thành đại dương vậy, lấy Diệp Thần lực lượng, đều là cảm thấy thân ở cái này đại dương bên trong, thân thể vô cùng nặng nề. Liền liền luân hồi mộ địa tinh hải thần đều là lên tiếng cảnh cáo Diệp Thần, chú ý người này, tuyệt không bình thường. Diệp Thần ngẩn ra, trong mắt lóe lên một vẻ khiếp sợ vẻ nói, tự thành quy luật. Hắn tuyệt không phải còn thật cảnh, chỉ ít quá chân cảnh. Cái này ông già rốt cuộc lai lịch ra sao? Cái này mấy giọt rượu bên trong, hiển nhiên ẩn chứa loại nào đó cực kỳ lợi hại quy luật lực. Hơn nữa, cái này ông già tùy ý đem tự thân quy luật lực, thông qua mấy giọt rượu hiển hóa đi ra, cho dù là giống vậy còn thật cảnh hậu kỳ cường giả cũng không cách nào làm được chứ. Diệp Thần sắc mặt có chút khó coi, bất quá, hắn vẫn là ngay tức thì khẽ quát một tiếng. Hồn thể đổi thành thi triển, cả người cự lực cùng nhau, liền từ rượu kia biển trói buộc bên trong tránh thoát ra, thân hình động một cái, liền hướng nóc phòng phóng tới. Ồ!
Lão kia người gặp Diệp Thần lại có lực lượng tránh thoát mình trói buộc, không khỏi nhẹ di một tiếng, một khắc sau, hắn thân hình một cái chớp động, liền xuất hiện ở Diệp Thần phía trước, hướng Diệp Thần, một chưởng vỗ tới. Một chưởng này, nhìn như nhẹ bóng, có thể rơi vào Diệp Thần trong mắt nhưng phảng phất có một phiến trời, hướng mình nghiền ép tới. Hắn ánh mắt trầm xuống, hít sâu một hơi sau đó, lại là không tránh không tránh, hướng về phía tay của lão giả trưởng đánh ra một quyền. Một khắc sau, quyền trưởng giáp nhau, Diệp Thần cả người ngay tức thì biến thành một đạo tàn ảnh, lấy tốc độ cực nhanh, hướng xuống đất bay ngược, ngay tại hắn sắp cùng địa mặt, phát sinh va chạm lúc đó, nhà bên trong, ngay tức thì sáng lên một đạo trận pháp ánh sáng. Ầm một tiếng vang thật lớn, cả tòa nhà, hung hăng rung động một tí, nếu là không có vậy đạo trận pháp, sợ rằng cái này đập một cái, có thể trực tiếp đem cả tòa nhà chấn động thành phấn vụn. Mà lúc này, Diệp Thần quanh thân quấn vòng quanh đạo đạo phù văn liên, lại là bị giam cầm ở một tòa trong đại trận. Lão kia người mặc dù một chưởng đánh bay Diệp Thần, nhưng, gò má trên nhưng tràn đầy vẻ kinh ngạc, hắn nhìn xem bàn tay mình, lại là khẽ run, mới vừa, Diệp Thần một quyền kia bên trong ẩn chứa lực lượng, liền hắn đều cảm thấy một chút rung động. Ngay tại lúc này, Diệp Thần khẽ quát một tiếng, cuồn cuộn yêu khí từ trong cơ thể bùng nổ, thiên yêu thân thể vận chuyển tới liền trình độ cao nhất. Đồng thời, hủy diệt lực ở quanh thân lượn lờ, hắn chợt một kiếm, trực tiếp đem vậy quy luật liên kéo thành nghiền. Lão kia người ngưng mắt nhìn Diệp Thần, ánh mắt hơi lóe lên nói, ngược lại là lão phu, có chút nhỏ nhìn ngươi. Dứt lời, hắn quanh thân phun trào ra một cổ vô cùng là cường đại đạo vận, mà Diệp Thần cũng là nắm sát kiếm, sau lưng mơ hồ sinh ra một đạo hỏa diễm ảo ảnh, đem hết thảy thủ đoạn vận chuyển tới liền trình độ cao nhất. Ngay tại hai người chạm một cái liền bùng nổ, thì phải giao thủ lần nữa lúc đó, lão giả kia ánh mắt nhưng là chợt rơi vào Diệp Thần sau lưng ngọn lửa ảo ảnh bên trên, kinh hô một tiếng nói cái này. Đây là đạo linh lửa. Diệp Thần nghe vậy, sắc mặt biến đổi, cái này ông già lại là nhìn thấu mình ngọn lửa lai lịch. Hắn ánh mắt ngay tức thì băng hàn liền một phần, trong cơ thể linh khí chậm rãi phun trào, tựa hồ liền phải không tiếc bất cứ giá nào cùng ông già toàn lực đánh một trận. Nhưng vào lúc này, lão kia người nhưng là đột nhiên thu liễm hơi thở, lần nữa trở lại bên cạnh bàn, cho mình rót một ly rượu. Diệp Thần thấy một màn này, không khỏi được hơi sững sờ, cái này ông già đang làm gì? Ông già uống xong một ly rượu sau đó, liếc Diệp Thần một cái nói, thằng nhóc, ngớ ra làm gì, đi xào hai cái đổ nhắm rau, cùng lão đầu tử uống một ly. Trong chốc lát, Diệp Thần sắc mặt có chút cổ quái. Suy nghĩ cái này ông già rốt cuộc đang hát kia ra hí, đây là, ông già trừng mắt nói, ngươi còn muốn hay không muốn khối đá kia. Diệp Thần nghe vậy, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, lắc đầu một cái, liền đi tới phòng bếp bên trong, dùng để dành thịt yêu thú cùng một chút trái cây, đuổi mấy bàn hạ rượu rau, lần nữa trở lại trước bàn, ngồi ở ông lão đối diện. Lão kia người nhìn vậy mấy bàn hạ rượu rau, trước mắt sáng lên, hắn đem một ly rượu đưa cho Diệp Thần. Kẹp mấy hớp sau đưa vào trong miệng, trên mặt ngay tức thì hiện lên vẻ vui mừng nói, không nghĩ tới, thằng nhóc ngươi tay nghề, còn thật không tệ. Diệp Thần vậy không khách khí, trực tiếp rót một ly linh tử, ăn uống, vậy linh tử vừa xuống bụng, Diệp Thần cũng là thần sắc động một cái, có chút không tưởng tượng nổi nhìn rượu trong ly tương, cho dù lấy hắn thể chất đều là cảm giác linh tử này ngay tức thì biến thành một đoàn ngọn lửa, ở trong người đốt đốt, để cho hắn quanh thân một hồi thoải mái. Linh tử này tuyệt đối là cực phẩm bên trong cực phẩm, sợ rằng, so Bắc Lăng Thiên Điện bên trong cống rượu cao hơn cùng mấy cái phẩm cấp, có thể nói trong rượu truyền thuyết chứ. Mà trước mắt ông cụ này nhưng như thế lấy ra tùy ý uống. Người phần, rất có thể so mình tưởng tượng phải chả còn đáng sợ hơn được hơn. Đây là, ông già mở miệng nói, thằng nhóc, lão phu, tên là Bắc Lăng Ngộ Trời, ngươi, có thể gọi ta là trời lão, ngươi tên gọi là gì? Diệp Thần nghe vậy. Ngẩn người nói, tại hạ tên là Diệp Thần, Thiên Lão, ngươi cùng Bắc Lăng Thiên Điện có quan hệ thế nào? Bắc Lăng Mộ Thiên tùy ý nói, Lão Phu, đã từng là Bắc Lăng Thiên Điện đế quân, sau đó là truy tìm võ đạo mà truyền ngôi, hôm nay, mặc dù đã sớm không hỏi thế sự, nhưng, trên danh nghĩa, vẫn là Bắc Lăng Thiên Điện Thái Thượng Trưởng Lão. Trong chốc lát, Diệp Thần sắc mặt cổ quái, hắn đột nhiên đem một quả ngọc bội đưa cho Bắc Lăng Mộ Thiên Đạo, Thiên Lão, mời xem. Bắc Lăng Ngộ Thiên nhận lấy ngọc bội, cùng Diệp Thần đối mặt chốc lát, bỗng nhiên, hai người đều là ha ha phá lên cười.
Bọn họ đây cũng là lớn nước trôi Long Vương miếu. Bắc Lăng Mộ Thiên lắc đầu nói, thằng nhóc, nếu là ngươi sớm cầm vật này lấy ra, chúng ta cũng không cần ra tay, bất quá, Bắc Lăng Thiên Điện ra ngươi như thế cái yêu nghiệt, ngược lại để cho lão phu khá là vui vẻ yên tâm. Nói thật, cho dù là Bắc Lăng Mộ Thiên cái loại này đã không hỏi thế sự ẩn núp cường giả đều bị Diệp Thần rung động. Mới vừa rồi hắn mặc dù áp chế thực lực, nhưng Diệp Thần thực lực vậy chấn động hắn. Hơn 20 tuổi, liền có như thực lực này. Bắc Lăng Mộ Thiên thậm chí cảm giác mình có chút không theo kịp thời đại, người tuổi trẻ bây giờ cũng như thế biến thái. Diệp Thần có chút hiếu kỳ hỏi, Thiên Lão, ngươi là làm sao nhận ra ta đạo linh lửa? Hơn nữa, ngươi thực lực. Hắn rất rõ ràng, Thiên Lão nếu là Bắc Lăng Thiên Điện Thái Thượng Lão Tổ, chí ít cũng là quá chân cảnh cường giả, có thể, Thiên Lão hôm nay thực lực, nhìn như tựa hồ chỉ có căn nguyên đỉnh cấp dáng vẻ. Thiên Lão tùy ý nói, sở dĩ, có thể nhận ra ngươi đạo linh lửa, là bởi vì là nhiều năm qua như vậy, Lão Phu vẫn luôn tìm đạo linh lửa hoặc là có đạo linh lửa tồn tại, đã làm vô số nghiên cứu, còn như thực lực của Lão Phu, cái này cũng và Lão Phu tìm đạo linh lửa nguyên nhân có liên quan. Dứt lời, Thiên Lão chợt đem mình trường sam tháo ra, lộ ra hơi khô thân thể thon gầy. Diệp Thần nhìn trời lão ngực, nhưng là chợt con ngươi co rúm một cái, chỉ gặp, ở trên trời lão trên ngực, lại là nạm mấy quả đen nhánh móng tay, vậy móng tay cùng máu thịt dây dưa chung một chỗ, phảng phất có sinh mạng vậy. Đây là... Thiên Lão cười khổ nói, năm đó, ở nơi này phần Long Tử Địa bên trong, cùng Long Hoàng đánh một trận bên trong bị trọng thương, mặc dù giữ được tánh mạng. Nhưng vậy thực lực bạo hàng, nhiều năm qua như vậy, ta một mực tìm chữa thương thế phương pháp, rốt cuộc, ta thu được một tờ đan phương, chỉ tiếc. Muốn có được đan phương bên trong một mặt thuốc chủ yếu, liền phải đi sâu vào phần Long Tử Địa bên trong. Ngươi cũng biết, phần Long Tử Địa mặc dù bị gọi là tử địa, võ giả một khi đi sâu vào trong đó, trên căn bản liền không có sống sót có thể, cái này phần Long Tử Địa chỗ sâu nhiệt độ cao, đủ để tiêu diệt thiên nhân vực bên trong phần lớn sinh linh. Có thể tiến vào chỗ sâu, trừ một ít đặc thù chủng tộc, cùng với một ít thực lực kinh khủng quá chân cảnh cường giả bên ngoài, liền chỉ có đạo linh lửa tồn tại, mấu chốt nhất là, ta một khi đến gần vậy phần Long Tử Địa, vậy Long Hoàng phỏng đoán liền sẽ có phát giác, cho dù có biện pháp chống đỡ nhiệt độ cao, cũng không cách nào tiến vào trong đó. Mà ta ở nơi này thật thành phố Mộc ẩn núp lâu như vậy, một mặt là vì tìm được chủ kia thuốc cơ hội, một mặt, chính là muốn thử vận khí một chút. Xem có thể hay không gặp phải có đạo linh lửa võ giả. Hắn cười cười nói, đạo linh lửa người có, muốn tiến vào phần Long Tử Địa, phỏng đoán cũng là vì nhường đường linh lửa lên cấp, như vậy, rất có thể tới trước cái này mỏ sắt tiệm, khảo sát một tí phần Long Tử Địa vùng lân cận lửa mỏ sắt. Diệp Thần nghe vậy, gật đầu một cái, khó trách, Thiên Lão ở phát hiện hắn có đạo linh lửa sau đó, liền không có tiếp tục chiến đấu ý định, một cái có đạo linh lửa võ giả. Rất có thể là Thiên Lão khôi phục thực lực hy vọng duy nhất. Dẫu sao quá chân cảnh trung kỳ thực lực mạnh người, đều là tương tự Thiên Lão cái loại này lão quái vật, đừng nói hỗ trợ, nói không chừng biết Thiên Lão thực lực đại giảm tin tức sau đó, ngược lại muốn bỏ đá xuống giếng. Đây là, Thiên Lão lấy ra vậy cái màu vàng đen đá, ném cho Diệp Thần nói, ngươi là bị đá hơi thở hấp dẫn tới chứ. Diệp Thần nhận lấy đá, tỉ mỉ cảm ứng một phen, gật đầu nói, không sai, Thiên Lão. Có thể hay không nói cho ta, đá này ngươi là từ nơi nào lấy được? Thiên Lão nói, chính là ở đó phần Long Tử Địa chỗ sâu. Nếu như ta đoán không lầm, cái này cái đá nơi dính chính là đạo hỏa mồi lửa hơi thở. Diệp Thần ánh mắt sáng lên nói, đạo hỏa mồi lửa. Thiên Lão nói, chư thiên vạn giới bên trong, nhất cao đẳng ngọn lửa, không ai bằng đạo linh lửa, mà đạo hỏa, chính là ẩn chứa hỏa đạo quy luật lửa, nhưng, lại không có linh tính. So với đạo linh lửa, kém một ít, nhưng cũng vô cùng là mạnh mẽ. Cái gọi là đạo hỏa mồi lửa, chính là chưa chân chính lớn lên đạo hỏa, mà người đạo linh lửa, hôm nay, thật ra thì cũng thuộc về đạo linh lửa mồi lửa giai đoạn. Vừa nói, hắn khẽ mỉm cười nói, bất quá, đạo hỏa mồi lửa, có thể nói là đạo linh lửa thức ăn tốt nhất, nếu như đem cắn nuốt, có thể thật to tăng nhanh đạo linh lửa tốc độ trưởng thành. Diệp Thần nghe vậy. Trong mắt mơ hồ lóe lên lau một cái vẻ kích động. Sau đó, Thiên Lão vung tay lên, đem một cái ngọc giản đưa cho Diệp Thần nói, thằng nhóc, vốn là dự định cùng ngươi làm cái giao dịch, bất quá, nếu ngươi là Bắc Lăng Thiên Điện đệ tử, như vậy, cái này ghi lại vậy đá vị trí bản đồ, liền đưa cho ngươi.
Diệp Thần nhưng là không có lập tức nhận lấy bản đồ, mà là nghiêm túc nhìn trời lão đạo, thiên lão, đan phương lên thuốc chủ yếu, là cái gì? Thiên lão lắc đầu nói, thằng nhóc, nếu biết ngươi là Bắc Lăng Thiên Điện đệ tử, ta lại không thể để cho ngươi đi mạo hiểm, ta giàu gì cũng là trên danh nghĩa thái thượng trưởng lão, vẫn là phải là Bắc Lăng Thiên Điện không để cân nhắc. Diệp Thần nhưng là khẽ mỉm cười nói, thiên lão, chẳng lẽ ngươi cảm thấy Bắc Lăng Thiên Điện đệ tử liền yếu ớt như vậy sao? Ta là võ giả, cũng không phải là đóa hoa bên trong phòng ấm, hơn nữa, ta phải lấy được đạo hỏa mồi lửa, vốn là phải sâu nhập phần long tử địa bên trong. Thiên lão nghe vậy sửng sốt một chút, ngưng mắt nhìn Diệp Thần chỉ chốc lát sau, ánh mắt bộc phát thưởng thức, hắn hỏi, ngươi xác định, ngươi phải đi. Cái này phần long tử địa, nguy cơ trùng trùng, ở lâu một giây đều là cực lớn nguy hiểm. Diệp Thần duy trì mỉm cười nói, tu võ đường, vốn là hiện đầy bụi gai, không phải sao? Nếu không phải có thể nghênh khó khăn lên, làm sao truy tìm võ đạo đỉnh cấp? Thiên lão trong mắt sạch bóng lớn thả nói, được, tốt một câu võ đạo đỉnh cấp. Tiểu tử, nếu ngươi nói đến chỗ này phân thượng, lão phu vậy không có gì hay kiểu cách, ta yêu cầu thuốc chủ yếu, tên là phần thiên long quả, đây là liên quan tới phần thiên long quả tư liệu. Vừa nói, thiên lão lại là lấy ra một cái ngọc giản. Diệp Thần lúc này mới đem hai cái ngọc giản, cùng nhận lấy. Cái này một đêm, Diệp Thần cùng thiên lão vừa uống rượu, một bên tâm sự, trò chuyện cả đêm, rất có một loại hận gặp nhau trễ, anh em kết nghĩa vậy cảm giác. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Thần liền lên đường đi trước phần long tử địa, thiên lão đưa mắt nhìn Diệp Thần rời đi, mở miệng nói, thằng nhóc, dù sao cũng phải sống trở về à, lão đầu tử còn trông cậy vào ngươi giúp ta khôi phục thực lực đây. Diệp Thần cười nói, thiên lão, chuẩn bị linh tử tốt chờ ta là được. Rời đi thật thành phố Mộc sau đó, Diệp Thần liền một đầu chui vào sa mạc bên trong, theo hắn không ngừng đi sâu vào, sa mạc bên trong nhiệt độ vậy dần dần thăng cao lên. Một ngày sau, ở Diệp Thần cuối tầm mắt chỗ, xuất hiện một nơi bị cuồn cuộn khói đen cùng đỏ thẫm ánh lửa bao phủ dãy núi. Cho dù cách nhau còn có mấy vạn dặm xa, Diệp Thần nhưng vẫn có thể cảm nhận được từ dãy núi kia bên trong, thổi tới từng cơn nóng gió. Đây chính là phần long tử địa. Diệp Thần ánh mắt nhỏ tránh. Thân hình mấy cái chấp động sau đó, liền đi tới phần long tử địa nơi ranh giới. Làm hắn bất ngờ phải, cái này phần long tử địa bên bờ, lại là không hề thiếu võ giả đang thu thập một ít mỏ sắt. Những võ giả này trên thân hình, lượn lờ màu sắc khác nhau ánh lửa, hiển nhiên đều là lửa tu. Xem ra, bên này duyên khu vực nhiệt độ mặc dù vậy vượt xa tầm thường chi địa, nhưng, hiển nhiên và phần long tử địa khu vực nòng cốt không cách nào như nhau. Diệp Thần lấy ra thiên lão giao cho hắn bản đồ, hơi nhận rõ phương hướng một chút, một cái chớp động liền hướng phần long tử địa nội bộ đi. Có thể, hắn mới vừa bay ra không có xa lắm không, chính là sắc mặt biến đổi, cả người nhanh chóng hướng mặt đất rơi xuống đi. Ầm một tiếng vang thật lớn, Diệp Thần thân thể hung hãn đập ở trên mặt đất, đem lửa kia đỏ nóng bỏng mặt đất cũng đập ra một cái hố nhỏ. Chung quanh mấy tên đào mỏ võ giả thấy vậy, không khỏi ha ha phá lên cười. Diệp Thần có chút chật vật từ nhỏ cái hố bên trong, leo lên. Một tên trên đầu quấn màu trắng khăn lụa, lúa mì màu da, dung nhan đôi mi thanh tú thiếu nữ, hướng về phía trong cái hố sâu bên trong Diệp Thần, đưa ra một cái tay nói, ngươi không có sao chứ. Diệp Thần quét cô gái kia một mắt, nắm tay nàng, leo lên mặt đất nói, không có sao, cái này phần long tử địa, không cách nào phi hành. Thiếu nữ quan sát một tí Diệp Thần nói, ngươi là người ngoại lai chứ. Thua thiệt ngươi có thể chịu được nơi này nhiệt độ, không tệ, phần long tử địa trừ nhiệt độ cao ra, một cái khác đặc điểm, cũng không cách nào bay trên trời, ngươi liền điều này cũng không biết, cũng dám tới phần long tử địa khai thác quặng. Thiếu nữ theo bản năng cho rằng, Diệp Thần là tới phần long tử địa khai thác mỏ sắt, phần long tử địa bởi vì hoàn cảnh đặc thù, những cái kia cực phẩm thuộc tính lửa mỏ sắt có thể nói tùy ý có thể gặp, phần lớn từ bên ngoài đến lửa tu tiến vào nơi đây cũng là vì những quáng thạch này. Nếu không, ai sẽ đến cái loại này chỗ hiểm yếu đâu? Diệp Thần ánh mắt chớp mắt, đối với thiếu nữ hỏi, thì ra là như vậy, đa tạ cô nương. Dứt lời, thân hình hắn động một cái, liền phải tiếp tục hướng trong dãy núi bộ đi. Có thể, đây là phụ nữ kia nhưng là lần nữa mở miệng nói, hey, ngươi chờ một tí. Diệp Thần quay đầu lại nói, thế nào? Cô gái kia nói, ta xem ngươi tu vi cũng không cao. Liền cùng chúng ta cùng nhau ở bên này duyên chỗ khai thác quặng đi, nơi này, có
còn không coi là chân chính tiến vào phần long tử địa phạm vi, đi về trước nữa, nhiệt độ sẽ bỗng nhiên tăng lên, không chỉ có như vậy, còn có thể gặp phần long tộc. Phần long tộc, cô gái nói, phần long tộc là cuộc sống ở cái này phần long tử địa bên trong chủng tộc, bọn họ có máu rồng, trời xanh có thể chịu đựng phần long tử địa nhiệt độ cao, coi như là có một nửa long tộc huyết mạch, nhưng, cái này phần long tộc vô cùng là xếp bên ngoài, bọn họ đem phần long tử địa làm lãnh thổ của mình, nếu như phát hiện người ngoại lai, bình thường cũng sẽ tiến hành công kích. Phần long tộc thực lực cường đại, nếu như gặp bọn họ, có thể sẽ không có kết quả gì tốt. Diệp thần đối với phụ nữ kia cười nói, đa tạ nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận. Dứt lời, hắn liền phải tiếp tục hướng phần long tử địa bên trong tiến về trước. Phụ nữ kia tựa hồ còn muốn nói gì, nhưng, bên người một tên màu da đen thui thanh niên hừ lạnh một tiếng nói, hắn nếu muốn tìm chết, sẽ để cho hắn đi đi, quản hắn làm gì. Cô gái do dự chốc lát, cuối cùng, lắc đầu một cái, không có tiếp tục khuyên can Diệp thần. Tiến vào phần long tử địa sau đó, Diệp thần liền dựa theo bản đồ chỉ dẫn, một đường hướng phần long tử địa chỗ sâu đi, cái này phần long tử địa bên trong, đối với thần niệm lực cũng có cực lớn áp chế, nếu là không có thiên lão chuẩn bị bản đồ, cho dù hắn có đạo linh lửa, muốn đi vào khu vực nòng cốt cũng không phải một chuyện dễ dàng. Cái này phần long tử địa, nhìn qua giống như là một nơi núi lửa vùng, khắp nơi đều là màu đỏ thẫm nham thạch, không khí bên trong là vô cùng đậm đà nguyên tố lửa. Thậm chí rất nhiều địa phương cũng bao phủ ở một phiến trong biển lửa, thỉnh thoảng, có thể thấy nham thạch bề ngoài nạm đủ loại mỏ sắt. Gần nửa ngày sau, đang nhanh chóng chạy Diệp thần đột nhiên thần sắc động một cái, hướng một cái hướng khác nhìn, chỉ gặp, nơi đó lại là xuất hiện một bóng người. Diệp thần trong mắt lóe lên một vẻ ngoài ý muốn, nơi này, mặc dù vẫn còn phần long tử địa vòng ngoài, nhưng, cũng là vòng ngoài bên trong, khá sâu khu vực, cho dù là giống vậy lửa tu. Muốn phải chịu đựng nơi này nhiệt độ đều không phải là một chuyện dễ dàng chuyện. Hơn nữa, thân ảnh kia nhìn như, lảo đảo lắc lư, hiển nhiên, không phải trạng thái bình thường. Đây là, đạo thân ảnh kia tựa hồ cũng nhìn thấy Diệp thần, lại là hướng Diệp thần bên này đi tới, nhưng, không đi hai bước, chính là nặng nề té ngã trên đất. Diệp thần nhướng mày một cái, thân hình chấp động một tí, liền xuất hiện ở đạo thân ảnh kia cách đó không xa. Chỉ gặp đỏ thẫm đất đá bên trên nằm một tên cả người nhuốm máu cô gái, mà người đàn bà này, dung mạo đẹp bên trong, lộ ra một cổ yêu dị, một đầu loãng tóc dài màu tím, càng mấu chốt là trong cơ thể thậm chí có nồng đậm yêu khí. Diệp thần trong mắt lóe lên vẻ kinh dị nói, yêu tộc. Đây là, vậy yêu tộc cô gái có chút khó khăn ngẩng đầu lên, hướng Diệp thần nhìn, thở hào hển nói, vị này. Công tử, ta đồng bạn thân vùi lấp hiểm cảnh, làm phiền ngươi giúp ta đi chỗ này cầu viện. Vừa nói, nàng lấy ra một cái ngọc giản. Diệp thần nghe vậy, ánh mắt lóe lên một tí, hắn đem một chai đan dược ném cho phụ nữ kia sau đó, chính là nhàn nhạt nói, thật xin lỗi, ta bây giờ không có thời gian. Hắn cũng không phải là cái gì nát vụn người tốt, ở nơi này phần long tử địa bên trong tràn đầy tất cả loại nguy hiểm, giúp người khác đưa tin, cũng không phải là một cái sáng suốt lựa chọn. Dẫu sao, cái này yêu tộc cô gái và hắn không quen không biết. Diệp thần không sợ khó khăn, nhưng cũng không có nghĩa là hắn thích tự tìm phiền toái. Phụ nữ kia gặp Diệp thần thật phải rời khỏi, có chút lo lắng nói, ta kêu Chu Tử Lăng, đến từ huyền yêu chân giới, là Thắng Long Thánh Tử dưới quyền, người hẳn cũng đã nghe nói qua Thắng Long Thánh Tử chứ. Nếu như người có thể đem tin tức mang tới chúng ta trụ sở, ta bảo đảm Thắng Long Thánh Tử, nhất định có thể đưa ra để cho ngươi hài lòng thù lao. Hôm nay Diệp thần đã luyện hóa 2% tả hữu huyền yêu tinh huyết, ở cô gái này xem ra, Diệp thần mặc dù không phải là thuần loại yêu tộc, nhưng, chí ít cũng là có yêu tộc huyết mạch, chỉ cần là người yêu tộc, cũng hẳn nghe nói qua Thắng Long Thánh Tử mới được. Nguyên bản, đang chuẩn bị rời đi Diệp thần, đột nhiên ánh mắt chớp mắt, quay đầu nhìn về phía Chu Tử Lăng hỏi, Thắng Long Thánh Tử. Cái này Thắng Long Thánh Tử, nhưng mà họ Từ. Phụ nữ kia nghe vậy, hơi sững sờ. Gật đầu một cái nói, không sai, ngươi là làm sao biết. Vậy yêu tộc, có thể sẽ không biết thánh tử họ. Diệp thần nghe vậy, mặt hiện bất ngờ cùng vẻ vui mừng, Thắng Long tên kia, lại thành huyền yêu thánh tử. Hơn nữa, nhìn như ở huyền yêu chân giới bên trong, địa vị dáng vẻ còn không thấp. Trước mắt người đàn bà này, chính là còn thật cảnh 6 tầng thiên tu vi, đặt ở thiên điện bên trong, vậy là có thể miễn cưỡng leo lên thiên bảng tồn tại.
nhưng cũng chỉ có thể trở thành thắng long dưới quyền, cũng đủ để thuyết minh hết thảy. Bất quá, Xích Nguyệt Hổ Vương huyết mạch, vốn là yêu tộc bên trong cao cấp huyết mạch, cái này ngược lại vậy hợp lý. Lúc này, Diệp Thần đi tới vậy bên người đàn bà, đưa tay một cái đem nàng thân thể mềm mại trực tiếp bế lên. Chu Tử Lăng giờ phút này bị thương rất nặng, căn bản không cách nào vùng vẫy, nàng có chút bối rối địa đạo, người phải làm gì? Chẳng lẽ, tên này muốn phải thừa dịp mình không có sức phản kháng, chiếm mình tiện nghi? Diệp Thần tiện tay đem một quả đan dược cực phẩm, đưa vào Chu Tử Lăng trong miệng, mở miệng nói, thật tốt luyện hóa dược lực, các ngươi ở nơi nào gặp nguy hiểm gì, nói cho ta. Nói chuyện đồng thời, Diệp Thần âm thầm thả ra một món mình yêu khí, hôm nay hắn yêu khí đủ để trấn nhiếp phần lớn yêu tộc. Cho dù cái này Chu Tử Lăng đến từ huyền yêu chân giới, huyết mạch bản thân chính là bất phàm, cũng không ngoại lệ. Chu Tử Lăng nghe vậy, chẳng biết tại sao, lại là theo bản năng thuận theo Diệp Thần, trả lời, chúng ta ở cách nơi đây mặt tây trăm dặm vị trí, gặp phải một đám phần long tộc tập kích. Diệp Thần gật đầu một cái, tùy ý đảo qua Chu Tử Lăng trong tay vậy cái ngọc giản, liền trực tiếp ôm trước nàng, hướng một phương hướng đi. Chu Tử Lăng sắc mặt biến đổi, có chút kinh hoàng nói, người đang làm gì? Nơi đó cũng không phải là chúng ta doanh trại chỗ. Những đồng bạn nhưng mà thật vất vả mới là nàng sáng lập trốn ra được cầu viện cơ hội, Diệp Thần hiện tại sao lại mang nàng đi trở về à? Trong chốc lát, cho dù bị thương trên người, Chu Tử Lăng cũng không nhịn được đấu tranh. Diệp Thần nhướng mày một cái, nạt nhỏ, chớ lộn xộn. Chu Tử Lăng nghe vậy, thân thể mềm mại lại là run run một tí, nhìn trước mắt tên này bất quá trăm tuổi, càn khôn cảnh nam tử, trong lòng lại là hơi sợ đứng lên. Nàng thật là không hiểu nổi, mình đây là thế nào, nàng bình thường cũng không phải là cái bộ dáng này. Bất quá, Chu Tử Lăng mặc dù không dám vùng vẫy, nhưng như cũ vô cùng là lo lắng mở miệng nói, những cái kia phần long tộc thực lực mạnh nhất, ngay lập tức tới giữa có thể chém chết còn thật cảnh, người ta đi qua như vậy, chỉ là tự tìm cái chết mà thôi, vẫn là đi nhanh doanh trại tìm kiếm cứu viện đi. Diệp Thần nhàn nhạt nói, chỗ kia doanh trại, quá xa, tới một cái một lần, người những đồng bạn rất có thể đều đã chết sạch. Chu Tử Lăng mắt thấy Diệp Thần mang nàng, cùng gặp gỡ phần long tộc địa điểm càng ngày càng gần, cấp được cũng mau khóc lên vậy, mở miệng nói, có thể, chỉ ít còn có một chút hy vọng, chúng ta bây giờ đi qua, lại có thể làm gì chứ? Không phải nàng xem thường Diệp Thần, có thể, Diệp Thần chỉ là một tên càn khôn cảnh tồn tại à? Diệp Thần tùy ý nói, rất nhanh, người thì sẽ biết. Chu Tử Lăng nghe vậy, màu tím mắt đẹp hoàn toàn phai nhạt xuống, nàng cũng có chút hối hận và Diệp Thần mở miệng cầu cứu, ai có thể nghĩ tới, mình lại gặp một cái người điên đâu. Không lâu lắm, từng trận tiếng la giết, liền truyền đến hai người trong tai. Diệp Thần ánh mắt chớp mắt, phong tỏa một nơi gò núi, nơi đó tản ra từng cơn chiến đấu chập chờn. Một khắc sau, Diệp Thần liền xuất hiện ở núi trên gò đất, ở hắn trước mắt, 4-5 tên yêu tộc, đang cùng 3 tên phần long tộc chiến đấu kịch liệt trước. Nhưng, yêu tộc một khối hiển nhiên rơi xuống hạ phong, vậy 4-5 mọi người trên mình mang thương, mắt thấy liền muốn thua. Diệp Thần hướng phần long tộc nhìn, cái này 3 tên phần long tộc, đều là giống đực, từng cái thân hình cao lớn, cả người khoác xích lân bên trên, tản ra nhàn nhạt ánh lửa. Giờ phút này, trong đó một tên trán có màu đỏ thấm phù ấn phần long tộc, mặt lộ vẻ cười gằn, hướng về phía hai người khác hô lớn, những thứ này ngoại tộc, không nhanh được. Các ngươi hai cái thời điểm xuất thủ, chú ý một chút, người phụ nữ kia đừng giết chết. Cái này trán màu đỏ thấm phù ấn phần long tộc lè lưỡi liếm môi một cái nói, thật lâu không nếm thử một chút ngoại tộc người phụ nữ mùi vị. Đây là, hai bên tựa hồ cũng cảm ứng được cái gì, đột nhiên dừng tay. Hướng Diệp Thần chỗ ở phương hướng xem ra. Trong chốc lát, vậy mấy tên yêu tộc đều là thần sắc đại biến nói, Tử Lăng. Ngươi làm sao, lại trở về liền à? Chu Tử Lăng nghe vậy, mang nức nỡ nói, ta vốn là muốn phải đi về cầu cứu, có thể. Nhưng mà, hắn cầm ta mang về. Vậy 5 tên yêu tộc bên trong, 4 nam 1 nữ, lấy cô gái kia thực lực mạnh nhất. Mấy tên yêu tộc nghe vậy đều là sửng sốt một chút. Sắc mặt khó coi nhìn Diệp Thần một mắt, thằng nhóc này nổi điên làm gì, tới tự sát sao? Hắn tự sát không sao cả, đừng mang Chu Tử Lăng cùng nhau à. Như vậy thứ nhất, bọn họ không phải hoàn toàn không có hy vọng còn sống liền sao? Trong đó một tên thần sắc thâm độc nam tử,
mặt đầy sát khí nhìn chằm chằm Diệp Thần, gào thét nói, thằng nhóc, ngươi tới làm gì, mang Chu Tử Lăng, cho ta cút. Mấy người còn lại cũng là rối rít mặt hiện vẻ lo lắng, không đi nữa, liền không cơ hội liền à. Vậy mấy tên phần long tộc, nguyên bản phát hiện có người, trong mắt còn lóe lên lau một cái vẻ cảnh giác, nhưng, khi bọn hắn thấy rõ tới chỉ là mới vừa bị thương người phụ nữ kia cùng với một cái yếu nhỏ đến đáng thương tiểu tử ngoài ra, rối rít lộ ra một cái khinh thường cười nhạt. Có thể, ngay tại lúc này, Diệp Thần lại là trực tiếp ôm trước Chu Tử Lăng, tung người nhảy một cái, liền rơi vào mấy tên yêu tộc bên người. Vậy mấy tên yêu tộc, thấy một màn này, cằm đều phải rớt xuống đất. Thằng nhóc này đang làm gì à? Lần này hoàn toàn không đi được. Mà vậy mấy tên phần long tộc chính là ha ha phá lên cười nói, xem ra, cái này thức ăn rất tự giác, đưa mình tới cửa. Diệp Thần đem Chu Tử Lăng đặt ở mấy tên yêu tộc bên trong sau đó, liền ở bọn họ ánh mắt không dám tin tưởng bên trong, từng bước đi tới mấy tên phần long tộc trước người. Chu Tử Lăng các người hoàn toàn trợn tròn mắt, thằng nhóc này sẽ không thật là muốn đưa tới cửa cho phần long tộc giữa trưa bữa ăn chứ. Liền ở tất cả mọi người đều không rõ ràng Diệp Thần rốt cuộc muốn làm gì lúc. Chỉ gặp, Diệp Thần nhìn vậy mấy tên phần long tộc, nhàn nhạt nói, ta cho các người đi một lần mở cơ hội, đi, hoặc là, chết. Hắn cùng những thứ này phần long tộc không thù không oán, bất quá, nếu là từ thắng long dưới quyền gặp phải nguy hiểm, hắn tự nhiên sẽ không đem những người này, bỏ qua không để ý. Có thể, những người khác cũng không biết Diệp Thần ý tưởng à. Toàn bộ phần long tử địa tựa như đều yên tĩnh lại. Chu Tử Lăng các người, mỗi một người đều là tựa như mất hồn vậy nhìn Diệp Thần, không tin mình lỗ tai. Chu Tử Lăng lại là tức giận đến thiếu chút nữa đều phải hộc máu. Diệp Thần cầm nàng mang về nơi này, chính là vì tới phô trương thanh thế sao? Không thể không nói, Diệp Thần biểu diễn kỹ xảo quả thật rất khá, như vậy lãnh đạm khí chất, biểu hiện được tinh tế. Nếu không phải bọn họ đem Diệp Thần tu vi thấy rất rõ ràng mà nói, có lẽ, thật vẫn sẽ cảm thấy Diệp Thần là cao thủ gì. Có thể sự thật đâu. Diệp Thần, chẳng qua là càn khôn cảnh tu vi à. Chỉ bằng hắn thực lực, cũng muốn dọa chạy phần long tộc, làm phần long tộc là ngu si sao. Vậy mấy tên yêu tộc sắc mặt hoàn toàn âm trầm xuống, nếu không phải Diệp Thần coi như là bất chấp nguy hiểm tánh mạng ở giúp bọn họ nói, đều phải không nhịn được tức miệng mắng to. Vậy hai người phần long tộc nghe vậy, lúc này cuồng cười lên nói, dị tộc này tiểu tử, là đang nói gì chê cười sao? Ta làm sao cảm giác, phần long tử địa đều phải tuyết rơi à? Dị tộc người trước khi chết, đều thích khôi hài sao? Có thể, ngay tại lúc này, vậy màu đỏ thấm phù ấn phần long tộc, nhưng là đột nhiên nghiêm túc quát một tiếng nói, tất cả im miệng cho ta. Vậy hai người phần long tộc thân thể run rẩy một tí, vội vàng im miệng. Có chút không hiểu nhìn về phía xích sừng phần long tộc. Đội trưởng đây là thế nào? Vậy màu đỏ thấm phù ấn phần long tộc ngưng mắt nhìn Diệp Thần, đột nhiên hướng về phía Diệp Thần cúi đầu một cái, vô cùng là cung kính nói, thật xin lỗi, cái vị công tử này, chúng ta cái này liền rời đi. Trong chốc lát, tất cả mọi người đều là khó có thể tin nhìn vị kia màu đỏ thấm phù ấn phần long tộc. Đặc biệt là mấy tên yêu tộc. Bọn họ từng cái rối rít mặt lộ vẻ vui mừng. Kích động được đều phải nhảy cờn lên à. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ, kỳ tích thật xảy ra, vậy màu đỏ thấm phù ấn phần long tộc, bị thằng nhóc này hù dọa ở. Nhưng vào lúc này, vậy màu đỏ thấm phù ấn phần long tộc, nhưng là đột nhiên phá lên cười nói, các ngươi lấy là ta sẽ nói như vậy sao? Ha ha ha, thằng nhóc, bản long biểu diễn kỹ xảo không thể so với ngươi kém chứ. Mới vừa rồi, ngươi có phải hay không len lén vui vẻ đâu? Những lời này thật là giống như là một hồi hàn như gió, thổi vào mấy tên yêu tộc đáy lòng, để cho bọn họ ở nơi này nóng bức vô cùng phần long tử địa bên trong, đều cảm thấy thấu xương băng hàn. Xong rồi, hoàn toàn xong rồi. Xích hồng phù ấn phần long tộc, tiếng cười bỗng nhiên vừa thu lại, nhìn Diệp Thần nói, nếu vui vẻ qua, vậy, đi ngay chết đi. Tiếng nói vừa dứt, xích hồng phù ấn phần long tộc liền dương lên long chảo, hướng về phía Diệp Thần, một móng bắt đi. Cuồn cuộn ngọn lửa ở long chảo bên trên ngưng tụ, biến thành một đạo nham thạch nóng chảy vậy ngọn lửa tinh hoa, bọc lại toàn bộ long chảo, nháy mắt tức thì, Diệp Thần thân ở vậy một khối không gian, bị con rồng này móng hoàn toàn phong tỏa. Vậy mấy tên yêu tộc đều là ánh mắt ảm đạm, cái này xích hồng phù ấn phần long tộc, thực lực mạnh nhất,
liền bọn họ cũng không có tự tin có thể đơn độc chống cự đối phương nhất kích, chớ nói chi là Diệp Thần. Mà Diệp Thần, đối mặt cái này phần long tộc chộp tới đỏ thẫm long chảo, nhưng chỉ là tùy ý giơ lên quả đấm, một quyền đánh ra. Mấy tên yêu tộc nhắm hai mắt lại, yêu tộc từ trước đến giờ trọng tình cảm, Diệp Thần mặc dù ngu xuẩn được có thể, nhưng, dầu gì là liều chết tới giúp bọn họ, cho dù giúp đổ bận bịu, bọn họ cũng không nở nhìn Diệp Thần bị sống đốt là cho tàn. Mà vậy hai người cái khác phần long tộc, đã bắt đầu quan sát Chu Tử Lăng cùng khác một cô gái, trong mắt lộ ra dâm tà ánh sáng. Một khắc sau, Diệp Thần quyền cùng xích hồng phù ấn phần long tộc móng vuốt, ngay tức thì phát sinh va chạm. Bành một tiếng vang nhỏ, một hồi xương máu bạo tán ra, biến thành mưa máu, vung rác vào phần long tử địa bên trên. Mấy tên yêu tộc đánh hơi được vậy mùi máu tanh, không khỏi nhướng mày một cái, phần long tộc công kích mang hỏa lực cường đại, Diệp Thần hẳn trực tiếp bị đốt chết mới đúng a. Làm sao có mùi máu? Bọn họ theo bản năng mở hai mắt ra, nhưng là rối rít thân thể run lên, bị một màn trước mắt hoàn toàn rung động. Chỉ gặp, Diệp Thần, giờ phút này đang hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở trước mặt bọn họ, trong quả đấm còn mang một chút vết máu, mà vậy tu vi vô cùng cường đại xích hồng phù ấn phần long tộc, giờ phút này, đã là tựa như nhân gian bốc hơi vậy, hoàn toàn không gặp bóng dáng. Bọn họ óc nhanh chóng vận chuyển, suy đoán trước mới vừa mình nhắm mắt lúc đó, kết quả chuyện gì xảy ra. Có thể, cuối cùng bọn họ nhưng chỉ có thể cho ra một cái không có chút nào thông thường có thể nói, không thể tưởng tượng nổi kết luận. Chu Tử Lăng trợn mắt nhìn một đôi mắt đẹp, có chút cả lăm địa đạo, hắn. Hắn có phải hay không, một quyền đem vậy phần long tộc trực tiếp đánh giết. Tựa như ở chứng thật Chu Tử Lăng nói vậy, vậy hai người còn dư lại phần long tộc, giờ phút này, cũng giống như là thấy quỷ vậy, phát ra một tiếng kêu sợ hãi, liền trực tiếp hướng phương xa bỏ chạy, bọn họ lưỡng long, thực lực so với xích hồng phù ấn phần long tộc rất kém xa. Mà Diệp Thần, một quyền đem vậy xích hồng phù ấn phần long tộc đánh chết một màn, đã ở bọn họ trong lòng để lại sâu đậm bóng mờ. Diệp Thần nhìn vậy hai người phần long tộc hình bóng, trong mắt sắc bén chớp mắt, nhàn nhạt nói, phệ hồn thông thiên. Một khắc sau, hồn lực chập chờn cùng nhau, vậy hai người phần long tộc phát ra một tiếng hét thảm, liền rối rít chồng đổ cách không xa, thân thể lại cũng không có một chút sức sống tản ra. Nếu giết một tên phần long tộc, Diệp Thần tự nhiên sẽ không bỏ qua còn dư lại hai cái, nếu không, vô cùng hậu hoạn. Mà giờ khắc này, vậy mấy tên yêu tộc đã hoàn toàn thấy đờ ra. Bọn họ nhìn Diệp Thần đã bắt đầu hoài nghi, Diệp Thần có phải hay không cái gì che giấu tu vi siêu cấp cường giả. Nếu không, một tên càn khôn cảnh tồn tại, lúc nào có thể tùy tiện nghiền ép những cường giả này liền à. Hơn nữa, phần long tộc ở phần long tử địa cái loại này nguyên tố lửa cực kỳ đậm đà chi địa, thực lực còn sẽ có tăng lên không nhỏ. Diệp Thần bắn ra hai viên sao hỏa, đem vậy hai người phần long tộc thi thể hóa đi sau đó, liền quay đầu lại nhìn về phía mấy tên yêu tộc, ánh mắt nhỏ tránh. Những thứ này yêu tộc huyết mạch cũng coi như vô cùng là mạnh mẽ, hơn nữa, đều là có thuộc tính lửa thần thông chủng tộc, nếu không, đừng nói là ở cảnh giới cao với mình phần long tộc đưa tay bên trong, kiên trì lâu như vậy, chỉ là nơi này nhiệt độ, bọn họ cũng không chịu nổi. Đây là, yêu tộc bên trong tên kia thực lực mạnh nhất cô gái, trước nhất kịp phản ứng, sắc mặt cung kính hướng về phía Diệp Thần thi lễ một cái nói, tại hạ Lam Tuyết Linh, đa tạ cái vị công tử này, xuất thủ cứu giúp. Cái khác mấy người, cũng ở đây cô gái thanh âm bên trong phục hồi tinh thần lại, rối rít hành lễ nói, đa tạ công tử, xuất thủ cứu giúp. Diệp Thần hướng phụ nữ kia nhìn một cái, cô gái này màu da vô cùng là trắng nõn, một đầu tóc xanh, đan mắt phượng, dung nhan coi như vô cùng đẹp. Hắn đối với đám người nhàn nhạt nói, ta kêu Diệp Thần, không cần đa lễ, các ngươi hiện tại phải về doanh trại sao? Lam Tuyết Linh gật đầu nói, không bằng Diệp công tử theo chúng ta cùng nhau trở về, công tử cứu chúng ta, thắng long thánh tử cần phải sẽ cho công tử thích hợp thù lao. Diệp Thần cười gật đầu một cái nói, cũng tốt. Nếu ở chỗ này đụng phải, dĩ nhiên là muốn gặp thắng long tên này một mặt. Diệp Thần đầu óc bên trong, không khỏi xuất hiện năm đó hắn ở Tinh Nguyệt Cung cùng Tử Thắng Long gặp nhau, cùng với sau đó cùng đi ám vực một màn, khóe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười. Không biết thằng nhóc này, hiện tại còn có giống hay không ban đầu như vậy kẻ dở hơi. Đám người đơn giản chữa thương sau đó, liền hướng bọn họ doanh trại chỗ tiến về trước. Đi nửa giờ sau đó, một tòa diện tích bát ngát doanh trại,
liền xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Cái này doanh trại bên trong, xây dựng rất nhiều lều vải, nhìn như ngược lại là rất có một loại dị vực phong tình. Diệp Thần tiến vào cái này doanh trại sau đó, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, đi tới nơi này phần long tử địa bên trong yêu tộc, lại có mấy chục người nhiều, hơn nữa, tu vi thấp nhất cũng ở đây còn chân cảnh 5 tầng thiên bên trên. Chu Tử Lăng các người đem Diệp Thần mang nhập đỉnh đầu lều vải bên trong sau đó, liền đi từ Thắng Long chỗ chỗ, tiến hành nhiệm vụ báo cáo. Giờ phút này, doanh trại bên trong, lớn nhất đỉnh đầu lều vải bên trong. Lam Tuyết Linh hướng về phía bên trong lều cỏ, duy nhất ngồi một tên chàng thanh niên hồi báo cái gì. Tên thanh niên kia nam tử, sinh một đầu tóc đỏ, khí chất uy nghiêm, mắt hổ bên trong, sạch bóng chớp động, chính là Từ Thắng Long. Bất quá, lúc này Từ Thắng Long cùng ban đầu vậy kẻ dở hơi vậy tồn tại, hiển nhiên, đã có vô cùng biến hóa lớn. Lam Tuyết Linh nói, chính là như vậy, vị này tên là Diệp Thần người tuổi trẻ ra tay. Chúng ta mới may mắn giữ được một cái mạng. Nguyên bản, còn duy trì bình tĩnh Từ Thắng Long, nghe được câu này sau đó, lại là dọn ra một tiếng, đứng lên, có chút thất thố địa đạo, Tuyết Linh, người nói thế nào tên người tuổi trẻ tên gì? Lam Tuyết Linh có chút không hiểu nhìn Từ Thắng Long, nàng không biết trong ngày thường vô cùng trầm ổn Thắng Long Thánh Tử, tại sao sẽ kích động như vậy? Bất quá, nàng vẫn là cung kính đáp, tên kia người tuổi trẻ, tên là Diệp Thần, hắn yêu khí rất mạnh. Nhưng, toàn thể hơi thở nhưng có chút kỳ dị, hỗn tạp, hẳn không phải là thuần túy yêu tộc. Từ Thắng Long nghe vậy, trong mắt tràn đầy vẻ kích động, thân thể cũng có chút hơi run liền đứng lên, hắn hít sâu một hơi, bình phục một tí tâm tình, đối với Lam Tuyết Linh hỏi, Diệp đại ca, hiện tại ở địa phương nào? Lam Tuyết Linh nghe vậy sửng sốt một chút, có chút ngơ ngác nhìn Từ Thắng Lợi nói, ở số 17 trong lều. Nàng không có nghe lầm chớ. Thắng Long Thánh Tử. Lại gọi Diệp Thần là, Diệp Đại Ca. Phải biết, Thắng Long Thánh Tử hiện tại ở huyền yêu chân giới bên trong địa vị, có thể nói là siêu nhiên vậy tồn tại à. Toàn bộ thiên nhân vực, cũng không có mấy cái trẻ tuổi đồng lứa có tư cách để cho hắn gọi vì Đại Ca đi. Giữa lúc Lam Tuyết Linh chuẩn bị hỏi một chút Từ Thắng Long và Diệp Thần quan hệ lúc đó, Từ Thắng Long cũng đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Diệp Thần ngồi ở lều vải bên trong. Thưởng thức một ly nơi này đặc thù thức uống, cái này thức uống, là dùng linh sữa cùng linh trà điều chế mà thành, cùng trái đất trà sữa khá làm tướng tựa như. Ngay tại lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở lều vải bên trong, chính là Từ Thắng Long. Từ Thắng Long nhìn Diệp Thần, đôi mắt kịch chấn, vô cùng kích động hô, Diệp đại ca. Thật sự là ngươi. Diệp Thần đứng lên, mỉm cười nói, Thắng Long, thật lâu không gặp. Hai người đối mặt chốc lát. Cười ha ha một tiếng, ngay sau đó, ngồi xuống. Diệp Thần có chút hiếu kỳ hỏi, Thắng Long, nghe nói ngươi trở thành huyền yêu thánh tử. Đây là chuyện gì? Từ Thắng Long nói, ban đầu ta ở Nguyệt Hồn vực bên trong, lầm lấy vì đại ca bỏ mình, liền hạ định quyết tâm muốn vì đại ca trả thù. Vì vậy, ta rời đi luyện thần đỉnh, ở Nguyệt Hồn vực bên trong tìm đột phá cơ duyên. Một lần trùng hợp dưới, huyền yêu chân giới sứ giả phát hiện ta, đem ta mang về huyền yêu chân giới. Tiến vào huyền yêu chân giới sau đó, ta kỳ ngộ không thiếu, thực lực đột nhiên tăng mạnh, liền trở thành huyền yêu thánh tử. Diệp Thần gật đầu một cái, Từ Thắng Long tốc độ tiến bộ, có thể nói cũng là nghịch thiên cực kỳ. Hôm nay Từ Thắng Long, tu là nhiều, hoàn toàn không thua một ít ngày điện cực kỳ yêu nghiệt. Mà thông qua chuyện trò, Diệp Thần cũng biết huyền yêu chân giới bên trong, cũng không phải tất cả mọi người đều có thể bị gọi là huyền yêu thánh tử, chỉ có ưu tú nhất yêu tộc. Mới có tư cách gánh nổi cái danh hiệu này, tương tự Bắc Lăng Thiên Điện Thiên Bảng. Diệp Thần lại hỏi nói, các ngươi làm sao đi tới cái này phần long tử địa? Từ Thắng Long cười khổ nói, chúng ta lần này đến chỗ này tới, là vì hoàn thành huyền yêu chân giới một lần thực tập, Diệp đại ca, ngươi lại là vì sao tới? Diệp Thần nói, cái này phần long tử địa bên trong, tựa hồ có đạo hỏa mồi lửa tồn tại, ta tới đây, chính là vì tìm lửa kia loại. Đối với Từ Thắng Long, hắn ngược lại là không có gì giấu giếm. Từ Thắng Long ánh mắt sáng lên nói, đây cũng là đúng dịp, chúng ta tới nơi này, là vì truyền thuyết bên trong lửa mỏ sắt, nếu quả thật có đạo hỏa mồi lửa tồn tại, lửa kia mỏ sắt, rất có thể liền sinh trưởng ở đạo hỏa mồi lửa vùng lân cận. Diệp Thần nghe vậy cười một tiếng, tiện tay đem một cái ngọc giản, ném cho Từ Thắng Long nói, đây là đạo hỏa mồi lửa khả năng tồn tại vị trí, ngươi xem.
Từ Thắng Long thần niệm đảo qua, nhưng là khẽ nhíu mày nói, mà lại ở vào sâu như vậy phần long tử địa chỗ. Diệp thần nói, các ngươi muốn tìm là vì sao loại mỏ sắt, nếu như ta có phát hiện, có thể giúp các ngươi mang đến. Từ Thắng Long lấy ra một khối mỏ sắt mảnh vỡ, đưa cho Diệp thần. Vậy mỏ sắt mảnh vỡ, ánh sáng màu rõ sắc, đá thể bên trong phảng phất có vô số xanh lửa tím tinh đang không ngừng bay lượn vậy, nhìn như, vô cùng là rực rỡ tươi đẹp. Diệp thần nhìn xem vậy mỏ sắt, lúc này, đứng lên nói, được, hiện tại, ta cũng nên lên đường. Từ Thắng Long có chút kinh ngạc nói, nhanh như vậy. Diệp đại ca, không bằng nhiều ở cái này doanh trại bên trong nghỉ ngơi mấy ngày, trên thực tế, nếu là chuẩn bị mấy ngày nói, chúng ta muốn đi vào trên bản đồ cái vị trí kia cũng không phải không làm được, không bằng, đến lúc đó chúng ta cùng nhau đi cho thỏa đáng. Diệp thần cười nói, không cần. Chờ ta tìm được đạo hỏa mồi lửa sau đó, lại tới cùng ngươi nói chuyện cũ là được. Từ Thắng Long nói, Diệp đại ca, nếu như gặp phiền toái gì, nhất định phải tới tìm ta, lần này chúng ta tới phần long tử địa, mang tới rất nhiều năng lực khác nhau đồng bạn, chắc hẳn, nhất định có thể giúp được đại ca địa phương. Diệp thần gật đầu nói, được. Huynh đệ tới giữa, không có cần gì khách khí địa phương. Rất nhanh, Diệp thần liền rời đi chỗ này doanh trại. Tiếp tục hướng phần long tử địa chỗ sâu đi. Lại qua nửa ngày, một đạo thân ảnh ở đỏ thẫm dãy núi tới giữa lao vụt, đột nhiên dừng bước. Hắn nhìn trước mắt một đạo do hỏa khí hình thành thiên nhiên phân giới tuyến, không khỏi được khẽ cau mày. Ở hắn trước mắt, xuất hiện là một nơi tựa như hoàn toàn đắm chìm trong một phiến trong biển lửa không gian, không khí bên trong, vô tận hỏa khí mãnh liệt, đem trong suốt không khí cũng dính vào đỏ thẫm vẻ. Thỉnh thoảng có một đóa đóa ngọn lửa ở nơi này màu đỏ thẫm trong không khí tự đi bốc cháy. Tới gần nơi này, cho dù là Diệp thần cũng cảm nhận được từng cơn nóng bỏng, trong cơ thể máu đều phải sôi trào vậy. Xem ra, đây chính là khu vực nòng cốt. Dựa theo Bắc Lăng Mộ Thiên mà nói, muốn tiến vào khu vực nòng cốt, trừ một ít đặc thù chủng tộc ra, cũng chỉ có quá chân cảnh trên cường giả, cùng với có đạo linh lửa tồn tại. Lúc này, Diệp thần ở trong lòng kêu một tiếng nói, Tuyển Nhi. Một đạo bé gái thanh âm ở hắn đầu óc bên trong vang lên nói, công tử. Một khắc sau, một tầng vàng bạc xen nhau ngọn lửa y, liền xuất hiện ở Diệp thần bề mặt bên trên, ngọn lửa này y xuất hiện sau đó, vậy khu vực nòng cốt mang tới khó chịu, ngay tức thì biến mất. Diệp thần khẽ mỉm cười, thân hình động một cái, liền trực tiếp tiến vào trong đó. Lại chạy mấy giờ sau đó, Diệp thần rốt cuộc đã tới trên bản đồ Bắc Lăng Mộ Thiên sở tiêu kỳ vị trí. Hắn ánh mắt, bốn phía đảo qua, chỉ gặp, nơi này nhìn ngược lại giống như một phiến đỏ thẫm đất cát. Ở nơi này đất cát bên trên, di động một lát sau, hắn ánh mắt chính là khẽ hơi trầm xuống một cái, đối với Nhan Tuyển Nhi hỏi, Tuyển Nhi, có thể có phát hiện gì? Nhan Tuyển Nhi có chút do dự nói, như có như không, ta rất khó xác định nơi này rốt cuộc là hay không tồn tại đạo hỏa mồi lửa hơi thở. Tỉ mỉ ở chỗ này tìm tòi một phen sau đó, Diệp thần chân mày hoàn toàn nhíu lại. Chỗ này lại là căn bản không tìm được chút nào đạo hỏa mồi lửa tung tích. Hơn nữa, hắn thần niệm bị áp chế vậy phái không được quá lớn công dụng. Cái này nên làm cái gì? Chẳng lẽ đạo hỏa mồi lửa, đã sớm không ở nơi này? Đây là, Sóc Lão mở miệng nói, thằng nhóc, không bằng, tìm ngươi vị bằng hữu kia hỗ trợ. Thắng Long. Không sai. Sóc Lão nói, bọn họ tìm kiếm mỏ sắt, ngược lại cũng quả thật vô cùng là chân quý. Tên là Úy Linh Hỏa Thạch, vật này, cũng không phải là tốt như vậy tìm kiếm, chắc hẳn, bọn họ có ở nơi này phần long tử địa bên trong tìm vật thủ đoạn. Hơn nữa, người rời đi sau đó, vậy nhỏ hổ cũng nói, nếu để cho bọn họ mấy thiên thời gian chuẩn bị, cũng có tiến vào phần long tử địa chỗ sâu biện pháp. Diệp thần trầm mặc chốc lát, cuối cùng gật đầu nói, xem ra, chỉ có thể làm như vậy. Lúc này, Diệp thần liền lần nữa hướng Từ Thắng Long chỗ ở doanh trại đi. Làm Diệp thần lần nữa trở lại vậy phiến doanh trại lúc đó, Từ Thắng Long lập tức ra đón, có chút bất ngờ nói, Diệp đại ca, nhanh như vậy, có được vậy đạo hỏa mồi lửa liền sao? Diệp thần lắc đầu nói, Thắng Long, các ngươi nhưng có ở nơi này tử địa bên trong tìm vật thủ đoạn. Ta ở chỗ đó, không có phát hiện gì, sợ rằng được dựa vào ngươi hỗ trợ. Từ Thắng Long nghe vậy cười một tiếng nói, dĩ nhiên, đại ca yên tâm, chuyện này quấn ở chúng ta trên mình. Diệp thần hỏi, các ngươi thật có thể tiến vào phần long tử địa chỗ sâu. Ta nghe nói, chỉ có một ít đặc thù chủng tộc,
hoặc là thái chân cảnh hoặc là có đạo linh lửa tồn tại, mới có cơ hội tiến vào trong đó. Tự Thắng Long cổ tay lộn một cái, lấy ra một viên thuốc, đưa cho Diệp Thần. Đây là... Diệp Thần trong mắt, lóe lên lau một cái kinh ngạc vẻ, đan dược này ánh sáng màu xanh trắng, mà trong đó lại là tản ra một chút cực kỳ yếu ớt đạo linh lửa hơi thở. Tự Thắng Long nói, đây là đạo linh hỏa đan, truyền thừa từ thời đại thái cổ, hôm nay, đã sớm mất đi phương pháp luyện chế, vậy coi như chí bảo, muốn luyện hóa cái này đạo linh hỏa đan, phải có nhất định cường độ thân thể, cùng với ngọn lửa loại thần thông, sau khi luyện hóa, tự thân ngọn lửa bên trong sẽ tạm thời mang theo một chút đạo linh lửa hơi thở, uy năng bạo tăng, có thể trợ giúp chúng ta chống đỡ cao hơn nhiệt độ, bất quá. Tự Thắng Long mang Diệp Thần, hướng một gian lều vải đi tới. Vừa nói, chỉ là có cái này đạo linh hỏa đan, còn chưa đủ, chúng ta có thể đi vào phần long tử địa chỗ sâu một cái nguyên nhân khác, là bởi vì là hắn. Vừa nói, hắn đem trước mặt đỉnh đầu màn lều vải vải kéo ra, ngay tức thì, máu tanh nồng nặc vị bồng bềnh ra. Thấy lều vải sau một màn, Diệp Thần không khỏi con ngươi co rúm một cái. Chỉ gặp, ở lều vải bên trong, đầy đất máu tươi, một tên nhìn như vô cùng là gầy đét nam tử. Đang điên cuồng gặm cắn một ít máu thịt. Mà những máu kia thịt, bất ngờ đến từ một cái phần long tộc thi thể. Tự Thắng Long nói, những thứ này đều là trên đường công kích chúng ta phần long tộc, mà lều vải bên trong người nọ, bản thể chính là một loại tên làm thức ăn huyết thú yêu tộc. Cái này thực huyết thú vô cùng là thưa thớt, bọn họ không tính là đặc biệt mạnh mẽ, nhưng, có một cái năng lực chính là thông qua chiếm đoạt, tạm thời đạt được đối phương huyết mạch bên trong bộ phần năng lực. Mấu chốt nhất là, hắn còn có thể đem năng lực này dành cho người khác. Diệp Thần ánh mắt nhỏ tránh nói, cho nên, hắn là đang đoạt lấy phần long tộc chống đỡ nhiệt độ cao năng lực thiên phú. Tự Thắng Long gật gật đầu nói, không sai, mấy ngày sau đó, thực huyết thú thì có thể đạt được phần này năng lực, thông qua nữ hắn thần thông, chia sẻ cho chúng ta, bất quá, thực huyết thú cũng không thể hoàn mỹ sao chép đối phương năng lực, cho nên, còn muốn cộng thêm đạo linh hỏa đan. Như vậy thứ nhất, chúng ta liền có thể ở phần long tử địa khu vực nòng cốt hành động. Diệp Thần gật gật đầu nói, đã như vậy, ta ở nơi này doanh trại bên trong, nghỉ ngơi một chút. Tự Thắng Long nghe vậy, mặt lộ vẻ vui mừng, mang Diệp Thần đi tới doanh trại trên quảng trường, quát to tất cả người, tập trung. Trong chốc lát, toàn bộ doanh trại yêu tộc đều tụ tập ở Tự Thắng Long trước mặt, không ít người cũng là tò mò nhìn Diệp Thần. Tự Thắng Long chỉ một cái Diệp Thần nói, hắn gọi là Diệp Thần, là ta Tự Thắng Long đại ca, mấy ngày nay, đại ca ta muốn ở tại chúng ta doanh trại bên trong, người bất kỳ thấy đại ca, liền giống như thấy ta, không thể đối hắn chút nào bất kính, nếu không. Nói tới chỗ này, Tự Thắng Long trong mắt, hiện lên lau một cái vô cùng là âm lãnh thần sắc, vậy một đám yêu tộc đều là không nhịn được dùng mình một cái. Tự Thắng Long nghiêm túc quát một tiếng nói, trả lời đây. Vậy một đám yêu tộc, cùng kêu lên kêu gào, Tự Thắng Long gật đầu một cái nói, giải tán. Sau đó, hắn đối với Diệp Thần cười nói, đại ca, ta mang ngươi đi ở tạm chỗ. Diệp Thần nhìn Tự Thắng Long trong mắt lóe lên lau một cái vẻ tán thưởng, tên này ngược lại là lớn lên không ít. Đám người rời đi sau đó, hai người yêu tộc đứng ở tại chỗ, trong đó một tên đầu đầy tóc xanh nam tử, khẽ cau mày nói, vị kia Diệp công tử. Không là thuần túy yêu tộc chứ. Thắng Long thánh tử và yêu tộc như vậy xưng huynh gọi đệ, biết hay không khiến người ta mượn cớ. Ở hắn bên người, chính là một tên vóc người nóng bỏng, dung nhan tuyệt đẹp bên trong, lộ ra một vẻ yêu dị cô gái. Cô gái này xinh sóng vậy tóc vàng, bề mặt một kiện màu vàng váy đầm dài bên trên, mang đạo đạo màu đen ban văn, khẽ nhếch môi anh đào bên trong, đối với hổ nha lóe lên sắc bén. Mắt dọc bên trong, mang loại nào đó làm người sợ hãi uy thế. Nàng bản thể hiển nhiên cũng là loại nào đó cường đại tộc hổ. Mà hắn tu vi cũng là không kém. Trừ Tự Thắng Long, toàn bộ doanh trại không có tu vi ở trên tồn tại. Giờ phút này, cái này hổ tộc nữ tử nhưng là ánh mắt lạnh lùng địa đạo, Thắng Long đại nhân là muốn thành là cao nhất yêu hoàng tồn tại, một cái huyết mạch không thuần, thực lực lại là rác dưới được tên đáng thương. Cũng xứng để cho Thắng Long đại nhân gọi vì đại ca. Tên này không có tư cách xuất hiện ở Thắng Long đại nhân bên người, hắn tồn tại chỉ cho Thắng Long đại nhân đối thủ chính trị cửa công kích lý do. Vậy tóc xanh nam tử có chút kinh hoàng nhìn chung quanh nói, Bạch Dĩnh, nhỏ tiếng một chút, Thắng Long thánh tử mới vừa mới nói qua, không thể đối Diệp công tử chút nào bất kính,
tình cảm của bọn họ nhìn như rất tốt. Cái này hồ tộc nữ tử nghe vậy, mắt dọc bên trong lửa giận, hơn nữa nồng nặc một phần nói, hừ, chắc hẳn, lại là một cái lợi dụng thắng long đại nhân đơn thuần, lừa gạt hắn, muốn mượn thắng long đại nhân lên trước tiểu nhân, ta tuyệt không cho phép người như vậy được như ý. Nàng vừa quay người hướng mình lều vải đi tới, âm thầm cắn răng nói, chỉ có ta, mới là cái đó hẳn đứng ở thắng long bên người đại nhân người. Sáng sớm ngày thứ hai, đang tu luyện bên trong Diệp Thần, đột nhiên thần sắc động một cái, mở hai mắt ra, chỉ gặp, một cô thiếu nữ bưng một bàn thức ăn cúi đầu đi vào nói, công tử, mời dùng cơm. Cô gái này tướng mạo làm người hài lòng, lộ ra một vẻ dị tộc phong tình, tóc đỏ đỏ mâu, vóc người cao gầy, eo thon nhỏ hết sức. Yêu tộc võ giả cho dù thực lực cường đại, nhưng cũng duy trì mỗi ngày vào bữa ăn thói quen. Diệp Thần nhìn trước mắt người đàn bà này, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, cô gái này tựa hồ là một tên càn khôn cảnh tồn tại. Hắn hơi thở quá mịt mờ, thần niệm bị chế dưới tình huống, hắn ngày hôm qua cũng không có phát hiện. Nơi này nhiệt độ nếu như đổi thành liền người bình thường tộc, cho dù thủy nguyên cảnh cường giả sợ rằng đều không cách nào nhận chịu, có thể cô gái này lấy càn khôn cảnh tu vi, lại là đối với phần long tử địa nhiệt độ cao, thì làm như không thấy. Hơn nữa, hắn hơi thở cũng là khá là hỗn tạp, hiển nhiên không phải thuần huyết yêu tộc. Diệp Thần có chút hiếu kỳ hỏi, ngươi là? Cô gái kia nói, công tử, ta gọi là Long Yên Nhi, là doanh trại bên trong tỷ nữ, thắng long thánh tử phân phó ta, cái này mấy ngày thiếp thân hầu hạ công tử. Vừa nói, Long Yên Nhi đem thực bàn đặt ở Diệp Thần trước người, mà hắn cúi người lúc đó, cổ áo hơi mở, Diệp Thần ánh mắt chớp mắt, chỉ gặp Long Yên Nhi da thịt trắng như tuyết bên trên, lại là sinh mấy đạo màu đỏ thẫm miếng vảy. Vậy vảy hình dáng, Diệp Thần rất quen thuộc, là vảy rồng. Hơn nữa, không phải thông thường long tộc. Long Yên Nhi thấy vậy, khẽ hô một tiếng, vội vàng đè xuống cổ áo, có chút sợ hãi quỳ xuống ở Diệp Thần trước mặt nói, thật xin lỗi công tử, để cho ngươi xem cái này vật dơ bẩn, nô tỳ đáng chết. Nàng thân thể mềm mại khẽ run, sắc mặt cũng bởi vì kinh hoàng mà thảm trắng đi. Diệp Thần ánh mắt chớp mắt, thầm thở dài một tiếng. Vậy vảy rồng cùng phần long tộc vảy rồng, độc nhất vô nhị, Long Yên Nhi chính là phần long tộc cùng yêu tộc lai. Long tính bản dâm, phần long tộc thường xuyên cột đi vào nhập phần long tử địa ngoại tộc cô gái vui đùa, chơi đã sau đó, nếu như tâm tình tốt, có thể thả qua vậy ngoại tộc cô gái, đem nàng ném ở phần long tử địa bên bờ, mà những cô gái này thì có một chút khả năng, có bầu phần long tộc đứa nhỏ. Bất quá, bởi vì phần long tộc vô cùng là xếp bên ngoài nguyên nhân, các tộc cùng phần long tộc quan hệ, có thể nói đều là lẫn nhau cừu hận. Cho nên, lai cửa cho dù bị sinh xuống, thường thường cũng là ở kỳ thị bên trong lớn lên. Hơn nữa những thứ này mẹ đứa nhỏ lại là bởi vì bị vũ nhục mới mang bầu bọn họ, thậm chí liền cái này duy nhất người thân cũng sẽ căm thù, cừu hận bọn họ. Diệp Thần rất rõ ràng bị vạn người miệt thị, không chỗ nương tựa, chúng bạn xa lánh cảm giác, vì vậy, đối với Long Yên Nhi nhiều một phần thương tiếc, bất luận phần long tộc biết bao đáng ghét, Long Yên Nhi ít nhất là vô tội. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy quỷ dưới đất Long Yên Nhi, ôn nhu nói, con rồng này lân lấp lánh rực rỡ, tại sao dơ bẩn nói đến. Long Yên Nhi, ngươi không cần là máu ngươi thống mà trước bất kỳ ai nói xin lỗi. Long Yên Nhi nghe vậy, thân thể mềm mại run lên, nàng chặt chẽ cắn môi, hồng ngọc vậy mắt đẹp bên trong, lăn xuống hai hàng nước mắt. Đây là nàng từ lúc sanh ra tới nay, lần đầu tiên có người khen nàng vảy rồng, cũng là lần đầu tiên có người nói cho nàng, không cần là nàng huyết thống mà nói xin lỗi. Diệp Thần tùy ý ăn sáng xong sau đó, liền đối với Long Yên Nhi cười nói, cùng ta ở doanh trại bên trong đi một chút đi. Long Yên Nhi cúi đầu, có chút do dự nói, công tử, và ta cùng nhau, sợ rằng. Nàng lo lắng, Diệp Thần bởi vì nàng vậy bị cái khác yêu tộc kỳ thị, dẫu sao, Diệp Thần hơi thở nhìn như cũng là hỗn huyết yêu tộc. Diệp Thần đột nhiên đưa tay một cái, nắm Long Yên Nhi cầm, đem mặt đẹp nâng lên, cùng mình đối mặt, lộ ra một cái nụ cười ấm áp nói, ta nói qua, ngươi không cần vì mình huyết thống trước bất kỳ ai nói xin lỗi, hơn nữa, đây là chủ nhân yêu cầu, ngươi không thể cự tuyệt, không phải sao. Long Yên Nhi nghe vậy, mím một cái đôi môi, ngay sau đó khẽ cười nói, công tử. Nụ cười này, lại là để cho Diệp Thần xem được hơi có chút thất thần, hắn không biết Long Yên Nhi cười lên lại đẹp như vậy. Lúc đầu, Long Yên Nhi là không cười,
cho dù cười cũng là vì để cho người khác hài lòng, có thể, và Diệp Thần thời điểm ở chung với nhau, lòng Yên Nhi cảm giác được mình có thể phát ra từ nội tâm lộ ra nụ cười. Diệp Thần cùng Long Yên Nhi ở doanh trại bên trong đi chậm rãi, dọc theo đường đi không thiếu yêu tộc đều là đối với Long Yên Nhi lộ ra khinh bỉ ánh mắt. Yêu tộc bản thân đối với huyết mạch tinh khiết liền khá là coi trọng, lai thường thường đều là bị kỳ thị, huống chi, Long Yên Nhi vẫn là cùng phần Long tộc hỗn huyết. Huyền yêu chân giới, ở vào thiên nhân vực Tây Phương, cùng Tây Cực Thiên Điện có muôn hình vạn trạng liên hệ, yêu tộc yêu hoàng thậm chí có thể cùng Tây Cực Đế Quân ngồi ngang hàng. Mà yêu tộc thể chất mạnh mẽ, không thiếu yêu tộc lại là sở trường ngọn lửa loại thần thông, trời xanh liền có cường đại bổn mạng chân hỏa, bọn họ tiến vào cái này phần Long tử địa lấy được một ít lửa mỏ sắt, nhưng mà một khoản to lớn tài sản. Có thể như vậy tiến vào, liền khó tránh khỏi cùng phần Long tộc phát sinh mâu thuẫn, không thiếu yêu tộc đều có đi phần Long tử địa đào mỏ bằng hữu, người thân, chết ở phần Long tộc đưa tay bên trong. Vì vậy, thiên nhân vực yêu tộc, có thể nói là cùng phần Long tộc. Mâu thuẫn sâu nhất một cái chủng tộc. Long Yên Nhi mặc dù sớm thành thói quen liền cái loại này tràn đầy ánh mắt cừu hận, nhưng, vẫn là theo bản năng nhích tới gần Diệp Thần một phần. Đây là, một tiếng cô gái cười nhạt đột nhiên ở doanh trại bên trong vang lên nói, ha ha, lúc nào, một cái hèn mọn hỗn huyết tạp chủng, cũng có thể như thế đường hoàng đi ở chúng ta trước mặt. Thật là dơ bẩn bổn cô nương ánh mắt. Long Yên Nhi nghe vậy tựa như gặp phải điện giật vậy, sắc mặt biến. Nhanh chóng cúi đầu xuống. Diệp Thần ánh mắt hơi trầm xuống, hướng thanh âm truyền ra phương hướng nhìn lướt qua, chỉ gặp một tên cô gái tóc vàng chậm rãi đi tới trước mặt bọn họ, chính là Bạch Dĩnh. Bạch Dĩnh khóe miệng lộ ra một vẻ nụ cười châm chọc, cân nhắc quan sát một chút Diệp Thần cùng Long Yên Nhi, sau đó, nàng đi tới Long Yên Nhi trước mặt, lạnh lùng nói, ngẩng đầu lên, làm sao bổn cô nương nói với ngươi, ngươi, xem đều không liếc mắt nhìn. Xem thường bổn cô nương sao? Long Yên Nhi nghe vậy, hoảng hốt vội nói, nô tỳ không dám, vừa nói, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn Bạch Dĩnh ánh mắt bên trong, tràn đầy sợ hãi. Bạch Dĩnh trong ngày thường không thiếu khi dễ nàng. Bạch Dĩnh ngưng mắt nhìn Long Yên Nhi, trong mắt lóe lên lau một cái lệ khí, giơ tay lên chính là một cái tát hướng Long Yên Nhi mặt đẹp quạt đi. Nàng hôm nay chính là muốn mượn cái này hèn mọn người phụ nữ, nói cho Diệp Thần. Hắn thân phận có bao nhiêu không chịu nổi, cây vốn không nên xuất hiện ở Thắng Long đại nhân bên người. Long Yên Nhi thật chặt nhắm hai mắt lại, đã làm xong chịu đựng một tát này chuẩn bị. Có thể, vậy chàng pháo tay nhưng chậm chạp không có vang lên, trên gương mặt chỗ đau cũng không có xuất hiện. Long Yên Nhi dè dặt mở hai mắt ra, nhưng là không khỏi được sửng sốt một chút. Chỉ gặp, Bạch Dĩnh cổ tay giờ phút này lại là bị một cái tay vững vàng nắm, mà chủ nhân của cái tay kia. Chính là nàng bên cạnh Diệp Thần. Long Yên Nhi mắt đẹp bên trong lần nữa dâng lên một hồi hơi nước, lần đầu tiên trong đời có người duy trì nàng. Ngươi! Bạch Dĩnh mặt đẹp bên trên, thoáng qua vẻ giận dữ, có thể trong mắt nhưng mang nồng nặc vẻ khiếp sợ. Nàng giờ phút này lại là căn bản không cách nào đưa tay cổ tay từ Diệp Thần trong lòng bàn tay tránh thoát được. Thậm chí, bất luận nàng dùng lực như thế nào, Diệp Thần tay nhưng tựa như hàn ở tay nàng trên cổ tay vậy. Không nhúc nhích tí nào. Một cái càn khôn cảnh người, tại sao có khí lực lớn như vậy? Diệp Thần mặt không thay đổi nhìn Bạch Dĩnh, mở miệng nói, hướng Yên Nhi nói xin lỗi. Trong chốc lát, chung quanh một đám yêu tộc đều là hơi biến sắc mặt, Bạch Dĩnh cho dù ở huyền yêu chân giới bên trong đều là thân phận cao quý tồn tại à. Có thể hiện tại, Diệp Thần lại để cho nàng và một tên hèn mọn phần Long tộc lai nói xin lỗi. Nếu như truyền về huyền yêu chân giới, Bạch Dĩnh mặt mũi đều phải mất hết, thành là trò cười liền chứ. Bạch Dĩnh tự nhiên cũng biết đạo lý này, hắn mặt đẹp bên trên ngay tức thì hiện lên vô cùng xấu hổ, thâm độc thần sắc, quát to, ngươi để cho ta và nàng nói xin lỗi. Nàng bất quá là, có thể, không cùng Bạch Dĩnh nói hết lời, bót một tiếng giòn giã, liền ở doanh trại bên trong vang vọng liền mở. Tất cả người, đều là trợn mắt há mồm nhìn một màn này, Diệp Thần lại là trực tiếp quạt Bạch Dĩnh một cái tát à. Bạch Dĩnh lớn như vậy, cho tới bây giờ không người nào dám phiến nàng chứ. Liền liền Bạch Dĩnh mình đều có chút khó có thể tin che đau đớn sưng lên mặt đẹp, ngơ ngác nhìn Diệp Thần nói, ngươi đánh ta. Diệp Thần nhàn nhạt nói xin lỗi. Bạch Dĩnh nghe vậy óc phù vù một tiếng, lửa giận cơ hồ phải đem thần hồn thiêu, đều phải mất lý trí.
Nàng cả người yêu khí lao nhanh, tựa hồ ngay tại ranh giới bùng nổ, giận dữ hét ta. Có thể, lời còn chưa nói hết, lại bị bót một tiếng giòn giã cắt đứt. Một đám yêu tộc, lần này ngay cả hô hấp cũng bình ở, Diệp Thần lại là trở tay lại cho Bạch Dĩnh một cái tát. Giờ phút này, Bạch Dĩnh ngây ngốc đứng tại chỗ, hai bên gò má đều là sưng lên thật cao, mắt đẹp bên trong mang nồng nặc ủy khuất cùng vẻ phẫn hận nhìn Diệp Thần, nàng từ nhỏ đến lớn, cũng chưa có bị qua nhục nhã như vậy à. Ngay tại nàng chuẩn bị không để ý hết thảy cùng Diệp Thần lúc động thủ, Diệp Thần trên mình nhưng là bỗng nhiên bạo phát ra một loại làm người ta sợ hãi uy thế, trầm giọng quát lên ta lệnh ngươi, nói xin lỗi. Trong chốc lát, ở uy thế này bên trong, một đám yêu tộc đều là tâm thần run lên, theo bản năng không dám không vâng lời Diệp Thần. Đồng thời, bọn họ ở uy thế này bên trong rối rít nhớ lại Từ Thắng Long mệnh lệnh. Giờ phút này, Diệp Thần thân phận là giống như là Từ Thắng Long tồn tại, cãi lại Diệp Thần chính là cãi lại Từ Thắng Long. Ở yêu tộc bên trong, kỷ luật nghiêm minh, cãi lại Từ Thắng Long đây chính là phải bị phạt nặng à. Cho dù là Bạch Dĩnh cũng không khỏi được thân thể mềm mại run lên, ở Diệp Thần huyết mạch dưới sự uy áp lại là theo bản năng dâng lên một loại sợ hãi, hoàn toàn khôi phục bình tĩnh. Mặt nàng bàng trên hiện lên vô cùng là vẻ không cam lòng, nhưng, sau một hồi trầm mặc, ở Diệp Thần mang tới áp lực cùng Từ Thắng Long mệnh lệnh dưới, rốt cuộc, vẫn là cúi đầu, đối với Long Yên Nhi mở miệng nói, thật xin lỗi. Long Yên Nhi che cái miệng nhỏ nhắn, thật là không dám tin tưởng mình trải qua hết thảy, cho tới nay khi dễ nàng Bạch Dĩnh, lại. Hướng nàng nói xin lỗi. Trong chốc lát, vẻ đẹp của nàng mâu bên trong tràn đầy vẻ cảm kích, cái này nói một tiếng xin lỗi tuy nhiên đối với Bạch Dĩnh mà nói là bị cưỡng bức nói ra, nhưng, đối với Long Yên Nhi mà nói như cụ ý nghĩa trọng đại. Nguyên bản đã sớm bể tan tành tự ái, tựa hồ vậy bắt đầu lại, gom góp liền đứng lên. Diệp Thần nhìn Long Yên Nhi thần sắc, khẽ mỉm cười, buông ra Bạch Dĩnh, mà Bạch Dĩnh còn đang cố gắng vùng vẫy muốn thoát khỏi Diệp Thần nắm trong tay. Lúc này, không kịp thu lực, liền lui lại mấy bước, đặt mông rất ngồi trên mặt đất. Mọi người thấy một màn này, thần sắc đều có chút phức tạp, Bạch Dĩnh thân là yêu tộc cường giả, giống như là sẽ không thất thố như vậy, có thể gặp, mới vừa Diệp Thần để cho nó nói xin lỗi đối với nàng tâm thần đã kích có bao nhiêu to lớn, phỏng đoán đều lưu lại tâm lý bóng mờ, cho nên, giờ phút này mới sẽ như vậy chật vật. Diệp Thần quét Bạch Dĩnh một mắt, liền trực tiếp mang Long Yên Nhi, rời đi nơi đây. Mà mọi người chung quanh vậy tự giác tản ra, chỉ để lại Bạch Dĩnh một người cúi đầu ngồi dưới đất. Đây là, tên kia tóc xanh nam tử có chút lo âu đi lên nói, Bạch Dĩnh, ngươi không có sao chứ? Bạch Dĩnh chậm rãi ngẩng đầu lên, trong mắt là vô cùng căm hận cùng sát ý, nàng cơ hồ phải đem một hơi hàm răng cắn nát vậy nói, Diệp Thần, ngươi nhớ cho ta, cái thù này, ta Bạch Dĩnh không báo, thề không lại yêu. Tóc xanh nam tử cau mày nói, Bạch Dĩnh, đừng quên hắn thân phận bây giờ. Bạch Dĩnh hừ lạnh một tiếng nói, hai ngày sau, dựa theo lệ cũ, doanh trại bên trong có một chàng thao luyện, khi đó, cho dù là Thắng Long đại nhân, vậy phải tiếp nhận người khác khiêu chiến. Nàng trong mắt bạo phát ra một đạo hàn mang nói, ngày hôm đó, ta phải đem hôm nay bị khuất nhục, toàn bộ đòi lại. Cái này đáng chết phế vật đang thao luyện bên trên, nàng nhất định phải thật tốt lăng nhục hắn, để cho hắn biết đắc tội mình giá phải trả. Mặc dù, Diệp Thần lực lượng mạnh, để cho Bạch Dĩnh cảm thấy không tưởng tượng nổi, quỷ dị được dọa người, nhưng, Bạch Dĩnh ngược lại cũng không cho rằng Diệp Thần thực lực liền có thể thắng được mình. Dẫu sao, cảnh giới chênh lệch bầy ở nơi đó. Yêu tộc bên trong, cũng có không thiếu thần lực trời xanh chủng tộc, nhưng, cái này cũng không có thể đại biểu, bọn họ chân thực chiến lực có cường đại dường nào. Bạch Dĩnh tin tưởng, nếu như ngày hôm nay không có bị Diệp Thần vậy khí tức quỷ dị áp chế tâm cảnh nói. Mình nếu là toàn lực ra tay, nhất định có thể bại trong chớp mắt Diệp Thần. Hai ngày sau, đang tu luyện bên trong Diệp Thần mở hai mắt ra, mặt lộ bất ngờ vẻ, hôm nay doanh trại tựa hồ vô cùng náo nhiệt. Đây là, Long Yên Nhi bưng điểm tâm đi vào lều vải, mặt lộ vẻ nụ cười đối với Diệp Thần nói, công tử, mau ăn điểm tâm đi, hôm nay, là doanh trại thao luyện ngày, các yêu tộc lẫn nhau cũng trong buổi họp đài chiến đấu, có thể náo nhiệt đâu, công tử vừa vặn đi xem. Vậy dễ dàng rõ ràng doanh trại bên trong các yêu tộc thủ đoạn, dẫu sao, không lâu sau, công tử thì phải và mọi người cùng nhau đi phần long tử địa chỗ sâu. Diệp Thần nghe vậy, ánh mắt chớp mắt, gật đầu một cái, hắn đối với những thứ này yêu tộc thủ đoạn quả thật có chút tò mò,
Ăn rồi sau bữa ăn sáng, Diệp Thần liền đi tới doanh trại bên trong trên quảng trường, giờ phút này, nơi này đã dựng lên một tòa diễn võ đài. Diễn võ trên đài, đang có hai người yêu tộc ở kịch liệt đánh nhau, cái này hai người yêu tộc quanh thân đều là ánh lửa lượn lờ, hiển nhiên am hiểu đều là ngọn lửa loại thần thông. Bất quá, bọn họ một người khiến ngọn lửa màu xanh ra trời, một người khiến ngọn lửa màu trắng, cái này hai loại ngọn lửa thuộc tính, lại là hoàn toàn không cùng. Diệp Thần quan sát những thứ này các yêu tộc chiến đấu, trong mắt thành tựu xuất sắc liền liền, các yêu tộc quả thật có không thiếu thần thông kỳ dị. Ngay tại lúc này, trên đài hai người yêu tộc phân ra được thắng bại, ở một hồi tiếng ủng hộ bên trong, thắng lợi yêu tộc mỉm cười kéo lên té xuống đất đối thủ, cùng đi xuống liền lôi đài. Từ Thắng Long trên mình chớp mắt, rơi vào trên lôi đài, khẽ mỉm cười nói, còn có người, muốn lên đài diễn võ sao? Hắn tiếng nói vừa dứt, một đạo thơm gió liền phất qua liền lôi đài, chỉ gặp, từ thắng lợi bên người xuất hiện một tên một đầu màu vàng kim cô gái xinh đẹp, chính là Bạch Dĩnh. Từ Thắng Long có chút bất ngờ nhìn Bạch Dĩnh, ngày xưa thao luyện, Bạch Dĩnh nhưng mà vậy sẽ không lên đài, dẫu sao, Bạch Dĩnh ở doanh trại bên trong, trừ hắn ngoài ra, cơ hồ không có đối thủ. Nghĩ tới đây, từ Thắng Long hoạt động một tí bả vai, cười nói, Bạch Dĩnh, ngươi nhưng là phải khiêu chiến ta. Xem ra, lần trước bị đánh bại ta, ngươi cũng không phục à? Bạch Dĩnh nghe vậy, nhưng là lắc đầu nói, Thắng Long đại nhân, Bạch Dĩnh muốn khiêu chiến cũng không phải là ngài. Không phải ta. Từ Thắng Long có chút bất ngờ nói, vậy, ngươi muốn khiêu chiến ai? Bạch Dĩnh mắt dọc, bỗng nhiên đông lại một cái, nhìn về phía dưới đài đang cùng Long Yên Nhi đứng chung một chỗ Diệp Thần nói, ta muốn khiêu chiến Diệp công tử. Trong chốc lát, một đám yêu tộc đều là hơi xôn xao. Diệp Thần dẫu sao thuộc về Từ Thắng Long quý khách, hơn nữa còn là thân phận vô cùng là tôn quý như vậy, Bạch Dĩnh khiêu chiến Diệp Thần ít nhiều có chút không lễ phép. Bất quá, trong mắt của bọn họ cũng là hiện lên vẻ chờ mong, liên quan tới hai ngày trước Diệp Thần cùng Bạch Dĩnh mâu thuẫn, không ít người đều có nghe thấy, Diệp Thần bắt được Bạch Dĩnh cổ tay chuyện, để cho bọn họ có chút không dám tin tưởng, đồng thời, cũng đúng Diệp Thần thực lực tò mò. Từ Thắng Long nghe vậy nhưng là khẽ cau mày, khóe miệng mang theo vẻ cười khổ nói, Bạch Dĩnh, ta khuyên ngươi không nên làm như vậy. Hắn nhưng mà rất rõ ràng, Diệp đại ca có bao nhiêu yêu nghiệt, đừng nói là Bạch Dĩnh, ngay cả mình khiêu chiến Diệp đại ca cũng chỉ có thể bị bại trong chớp mắt chứ. Căn bản không ở một tầng thứ lên, trừ mất thể diện ra không có bất kỳ ý nghĩa gì. Giống như, con kiến tới giữa đánh nhau, có lẽ có thể nâng cao tranh đấu kỹ xảo, nhưng... Con kiến và rồng thần đánh nhau, trừ bị nghiền ép, có thể có cái gì thu hoạch? Có thể, những lời này rơi vào Bạch Dĩnh trong lỗ tai, mùi vị nhưng không giống nhau. Vẻ đẹp của nàng mâu bên trong hiện lên vẻ vui mừng, nhìn Diệp Thần nhếch miệng lên, nụ cười bên trong mang tàn nhẫn ý. Ở nàng nhìn lại, Thắng Long Thánh Tử khuyên can mình không muốn khiêu chiến Diệp Thần hơn nữa nói rõ Diệp Thần thực lực không chịu nổi một kích. Như vậy thứ nhất. Nàng thì càng có lòng tin ở chàng tỷ đấu này bên trong thật tốt làm nhục Diệp Thần. Bạch Dĩnh kiên trì nói, Thắng Long đại nhân, ta nhớ thao luyện quy củ, là có thể khiêu chiến trong doanh trại tất cả người, cho dù Diệp công tử là quý khách, cũng giống vậy, dĩ nhiên, nếu như Diệp công tử sợ bị thương, cự tuyệt, như vậy ta có thể tiếp thụ. Nàng nhìn Diệp Thần trong mắt hiện lên vẻ châm chọc, nếu như Diệp Thần ở chỗ này rút lui, như vậy, tất cả yêu tộc đều sẽ không để mắt hắn. Cái này, Từ Thắng Long có chút khó xử nhìn Diệp Thần một mắt, hắn biết Diệp Thần tính cách không thích chuyện phiền phức, càng không thích cùng đối thủ nhỏ yếu chiến đấu, cho nên, hắn không muốn để cho Bạch Dĩnh quấy nhiễu Diệp Thần, có thể, quy củ quả thật như vậy. Diệp Thần nhàn nhạt nói, đã như vậy, ta tiếp nhận ngươi khiêu chiến chính là, đối với Bạch cô nương thủ đoạn, Diệp mỗ cũng là rất là tò mò. Lời vừa nói ra, tại chỗ yêu tộc rối rít phát ra một tiếng hoan hô. Nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt cũng càng là thân thiện liền đứng lên. Mà Long Yên Nhi chính là lo lắng nói, công tử. Bạch cô nương bản thể chính là Hoàng Kim Đế Vương Hổ, rất lợi hại. Diệp Thần đối với nàng mỉm cười nói, đừng lo lắng, người ra công tử lợi hại hơn. Long Yên Nhi nghe vậy, mặt đẹp hơi ửng đỏ, nhưng là nghiêm túc gật đầu một cái. Trong đầu nàng có một loại vô hình thanh âm nói cho nàng, Diệp Thần viễn so nhìn bề ngoài, mạnh mẽ được hơn. Mà Diệp Thần câu kia ngươi ra công tử càng làm cho Long Yên Nhi tâm hồn thiếu nữ dạo dực, Diệp công tử. Đây là đem ta làm người mình sao?
khóe miệng của nàng theo bản năng toát ra nụ cười ngọt ngào. Một khắc sau, Diệp Thần thân hình chớp mắt liền rơi vào diễn võ trên đài. Từ Thắng Long có chút bất đắc dĩ nói, Diệp đại ca, lãng phí người thời gian, xin lỗi. Diệp Thần cười một tiếng nói, không sao, quy củ như vậy. Bạch Dĩnh nghe vậy nhưng là hơn nữa khó chịu, lãng phí Diệp Thần thời gian. Làm sao nói thật giống như mình cũng không xứng cùng Diệp Thần động thủ tựa như. Nàng chân thực muốn không rõ ràng, Thắng Long đại nhân tại sao cao như vậy xem cái này càn khôn cảnh, huyết mạch không thuần tiểu tử. Bạch Dĩnh ánh mắt trầm ngưng, âm thầm quyết định, ngày hôm nay nhất định phải để cho Thắng Long đại nhân nhận rõ sở tên lường gạt này bộ mặt thật. Diệp Thần nhìn về phía Bạch Dĩnh, nhàn nhạt nói, người xuất thủ trước đi. Bạch Dĩnh nghe vậy cười lạnh một tiếng nói, người xác định để cho ta xuất thủ trước. Thằng nhóc này ngược lại là đủ có thể chứa. Diệp Thần có chút cân nhắc nói, nếu không, ngươi liền xuất thủ cơ hội cũng không có, làm sao coi như chiến đấu đâu. Tất cả mọi người là mặt lộ vẻ cười trên sự đau khổ của người khác nụ cười, nhìn Diệp Thần, bọn họ cảm thấy Diệp Thần khinh thường. Bạch Dĩnh bản thể là Hoàng Kim Đế Vương Hổ, ra tay một cái liền như mãnh hổ xuống núi thế, cùng Bạch Dĩnh giao thủ trọng yếu nhất chính là chiếm đoạt tiên cơ, không để cho nàng lực lượng hoàn toàn phát huy được. Nếu để cho nàng đi trước ra tay, hoàn mỹ bùng nổ thực lực, cho dù là một ít ngày điện thiên tài, cũng rất có thể không có sức ngăn cản. Diệp Thần, sợ rằng phải bởi vì mình kiêu ngạo mà bị thua thiệt. Bạch Dĩnh nghe vậy, xinh đẹp trên gương mặt lộ ra một cái là nụ cười máu nói, hy vọng ngươi không nên hối hận. Một khắc sau, một đạo vô cùng bá đạo yêu khí liền từ Bạch Dĩnh trong cơ thể, bộc phát ra, chung quanh không thiếu yêu tộc đều là tròng mắt run lên, lui về phía sau mấy bước. Có thể đi tới nơi này phần long tử địa yêu tộc, huyết mạch cũng coi như cường đại, có thể, dù vậy, vẫn là có chút không cách nào chịu đựng Hoàng Kim Đế Vương Hổ huyết mạch uy áp. Cái này Hoàng Kim Đế Vương Hổ, cho dù ở huyền yêu chân giới đều là cao cấp yêu tộc. Bạch Dĩnh trong tay nhiều hơn một chuôi trường kiếm màu vàng, một đạo kim sắc mãnh hổ hư ảnh ở sau lưng hiện lên, nàng một đôi mắt dọc bên trong hàn mang bạo tránh, trong cơ thể yêu lực không giữ lại chút nào dốc vào đến trường kiếm bên trong. Trường kiếm kia ngay tức thì bạo phát ra một đạo chói mắt kiếm quang, quy luật liên lượn lờ thân kiếm, cái này lại là một chuôi quy luật thần khí. Bạch Dĩnh chặt chẽ nhìn chằm chằm Diệp Thần, trong miệng bỗng nhiên phát ra một tiếng hổ gầm, đi đôi với sau lưng hổ khổng lồ hư ảnh, lôi cuốn ngút trời uy thế, cầm kiếm hướng Diệp Thần nhào tới, nghiêm túc quát một tiếng nói, vương hổ tấn công thiên kiếm. Đứng ở Diệp Thần sau lưng các yêu tộc thấy vậy, đều là hơi biến sắc mặt, tiếp liền lui về phía sau mấy bước. Trong mắt hiện lên vẻ khiếp sợ, một kiếm này uy thế cùng Hoàng Kim Đế Vương Hổ tự thân yêu khí hoàn mỹ phù hợp, trong chốc lát lại là để cho bọn họ có một loại mãnh hổ nhào tới, phải đem cái này phiến trời dẫm ở dưới vuốt. Còn có như vậy ngăn ở trước người của nó người đem sẽ hài cốt không còn ảo giác, bọn họ theo bản năng liền cảm thấy sợ hãi, không nhịn được tránh lui. Bạch Dĩnh trong mắt hung quang bạo tránh, nàng rất rõ ràng, sư tử vồ thỏ cần đem hết toàn lực đạo lý, mãnh hổ xuống núi. Giống như vậy, một kích này, nàng không có chút nào cất giữ, cho dù là vậy thiên điện thiên bảng đệ tử tồn tại, nàng cũng có lòng tin, nhào lên mất. Một cái huyết mạch bác tạp càn khôn cảnh tiểu tử tuyệt không có bất kỳ có thể chống đỡ mình một kích này. Thậm chí, liền đánh trả cũng không làm được. Chỉ gặp, Diệp Thần đối mặt Bạch Dĩnh cái này kinh thiên một kiếm, nhưng là đứng tại chỗ, không có chút nào động tác, tựa như thật đã bị khí thế nơi chân áp, sợ choáng váng, sẽ không nhúc nhích. Bạch Dĩnh thấy vậy, trên mặt hung quang hơn nữa nóng rực, nàng đoán được quả nhiên không sai, Diệp Thần chính là một phô trương thanh thế tên lường gạt thôi, căn bản không có thật tài thực liệu. Cuộc chiến đấu này, nàng đã thắng. Long Yên Nhi thấy vậy, không nhịn được kêu lên một tiếng nói, công tử. Mà cái khác một đám yêu tộc cũng là khẽ cau mày, mặt lộ vẻ thất vọng, bị thắng Long Thánh Tử đều gọi hô vì đại ca tồn tại, chính là loại hóa sắc này. Liền chống cự cũng không làm được. Hoàn toàn bị nghiền ép. Bọn họ nghĩ tới Diệp Thần thất bại, nhưng, không nghĩ tới thất bại được khó như vậy xem à. Trong chốc lát, rất nhiều người nhìn Diệp Thần ánh mắt cũng lạnh xuống. Yêu tộc theo đuổi luật rừng, người mạnh là vua, nếu như Diệp Thần là cái phế vật, mặc dù có thắng Long Thánh Tử mệnh lệnh, bọn họ vậy sẽ không tiếp tục tôn trọng Diệp Thần. Mà Chu Tử Lăng Lam Linh Nhi cùng mấy người, chính là mặt lộ vẻ không hiểu. Diệp Thần thực lực coi như không bằng Bạch Dĩnh, cũng không nên như thế không chịu nổi à.
Phải biết, ngày đó Diệp Thần trong nháy mắt giết vậy mấy tên phần long tộc, và bóp chết côn trùng cũng không có bao lớn khác biệt, tại sao giờ phút này sẽ như vậy? Chỉ có Từ Thắng Long còn duy trì ổn định, cười lắc đầu một cái. Sẽ ở đó một kiếm, cơ hồ muốn chạm được Diệp Thần thân thể lúc đó, Diệp Thần nhưng là chậm rãi nâng lên một cái tay, sau đó, làm ra một người để cho tất cả mọi người đều là trợn mắt hốc mồm cử động. Chỉ gặp, Diệp Thần ngón giữa cùng ngón cái hơi co lại, rồi sau đó, hướng về phía Bạch Dĩnh chém tới trường kiếm, nhẹ nhàng đánh ra. Một kiếm này bên trong, nhưng mà hàm chứa có thể đánh bại rất nhiều còn thật cảnh võ giả lực lượng à, Diệp Thần phản kích chính là cong ngón tay bắn ra. Đây là nói đùa sao? Bọn họ cơ hồ đã thấy Diệp Thần đúng cánh tay đều ở đây Bạch Dĩnh kiếm quang bên trong tan vỡ một màn. Mà Bạch Dĩnh nụ cười càng thêm khinh thường một phần, ở nàng nhìn lại, Diệp Thần bất quá là ở lòe thiên hạ thôi. Ngay tại lúc này, Diệp Thần ngón tay chạm tới Bạch Dĩnh mũi kiếm. Đinh một tiếng giòn vang, đang lúc mọi người trong tai vang vọng, bọn họ ánh mắt cũng đang nhanh chóng mở to trước, hô hấp cũng dừng lại. Trong mắt hiện lên khiếp sợ tới cực điểm thần sắc. Dự đoán bên trong, Diệp Thần cánh tay bạo liệt một màn cũng không có xuất hiện, không chỉ có như vậy, Bạch Dĩnh kiếm quang lại là khoảnh khắc tới giữa liền phá bể thành hư không. Bạch Dĩnh con người có giúp một cái, mặt đẹp bên trên hiện lên lau một cái không cách nào tiếp nhận vẻ, nhưng, rất nhanh, vậy không cách nào tiếp nhận vẻ liền biến thành nồng đậm sợ hãi. Một cổ ngút trời cự lực, theo trường kiếm màu vàng tràn vào nàng thân thể bên trong, một khắc sau, Bạch Dĩnh thân thể mềm mại lại là ngay tức thì đổ bay ra, hung hãn đụng vào diễn võ đài bốn phía phòng vệ màn sáng bên trên. Ầm một tiếng vang thật lớn, toàn bộ phòng vệ màn sáng đều là ở một cái đụng này dưới trải rộng đạo đạo liệt ngân. Mà Bạch Dĩnh cũng là phát ra một tiếng rên thống khổ, thân thể từ trên màn sáng chậm rãi tuột xuống, sụi lơ ở diễn võ trên đài. Trong chốc lát, toàn bộ doanh trại đều là lâm vào tĩnh mịch bên trong. Bạch Dĩnh toàn lực một kiếm, lại liền bị Diệp Thần trong nháy mắt trực tiếp nghiền ép. Kết quả này là hạng tầng thứ thực lực à? Liền thắng liên tiếp Long Thánh Tử đều không cách nào làm được chứ? Bọn họ tựa hồ có chút rõ ràng, Diệp Thần tại sao bị thắng Long Thánh Tử gọi là Diệp Đại Ca? Mà Bạch Dĩnh mặt đẹp bên trên, giờ phút này đã là một phiến đờ đẫn, đạo tâm đều bị dao động, nàng lần đầu tiên trong đời bại được thê thảm như vậy. Vẫn là thua ở nàng nguyên bản xem thường người bên trong. Loại đả kích này, có bao nhiêu to lớn, có thể tưởng tượng được. Từ Thắng Long nhìn Bạch Dĩnh, lắc đầu một cái, cười khổ nói, Bạch Dĩnh, ta đã nhắc nhở qua ngươi. Hắn chậm rãi kéo lên Bạch Dĩnh nói, đi xuống đi, thua ở Diệp Đại Ca, ngươi cũng không coi là mất mặt. Nguyên bản cao ngạo vô cùng Bạch Dĩnh, hôm nay nhưng là một bộ thất hồn lạc phách hình dáng, chậm rãi đi xuống diễn võ đài. Cùng lúc đó, toàn bộ doanh trại bên trong cũng vang lên một hồi tiếng vỗ tay cùng hoan hô, Diệp Thần thực lực giành được tôn trọng của mọi người. Thậm chí, đều đã vượt qua tôn trọng, mà là sùng bái. Diệp Thần cười nhạt, trở lại Long Yên Nhi bên cạnh nói, ta nói không sai chứ. Long Yên Nhi mặt đẹp bên trên tràn đầy vẻ kích động, nói đều không nói ra được, chỉ có thể không ngừng gật đầu. Trong doanh trại lớn nhất đỉnh đầu lều vải bên trong, Diệp Thần cùng Từ Thắng Long ngồi đối diện trong đó. Diệp Thần ánh mắt chớp mắt nói, như thế nói, ngày mai liền có thể lên đường. Từ Thắng Long gật gật đầu nói, không sai, thực máu tên kia đã đem phần long huyết mạch bên trong lửa kháng thuộc tính chia lìa được xong hết rồi. Diệp đại ca, bản đồ kia lại cho ta xem, nếu ngày mai phải lên đường, chúng ta cũng nên thật tốt hoạch định một tí hành động. Diệp Thần tiện tay đem địa đồ đưa cho Từ Thắng Long. Từ Thắng Long thần niệm đảo qua, chân mày hơi nhíu lên nói, nơi này ở vào phần long tử địa khu vực nồng cốt Tây Nam vị trí, người chúng ta, ở nơi này phần long tử địa bên trong, ngây ngô thời gian vậy không ngắn, mặc dù không có tiến vào phần long tử địa khu vực nồng cốt, nhưng, vậy đang một mực chú ý quan sát nơi đó, tựa hồ, không có ở nơi này phát hiện qua cái gì dị tượng. Phải biết, nếu như chỗ này thật sự có đạo hỏa mồi lửa tồn tại nói, như vậy, thông thường mà nói nhiều hơn thiếu thiếu sẽ có dị tượng hiện ra. Diệp Thần nghe vậy, ánh mắt cũng không khỏi có chút trầm ngưng liền đứng lên. Ngay tại lúc này, đang là hai người châm trà Long Yên Nhi, nhưng là mắt đẹp sáng lên, bất quá, sắc mặt nhưng có chút do dự. Diệp Thần quét nàng một cái nói, Yên Nhi, thế nào? Long Yên Nhi không quá chắc chắn nói, Diệp công tử, Thắng Long Thánh tử,
ở các ngươi nói cái vị trí kia, có một buổi tối, ta từng cảm ứng được một loại đặc thù hơi thở, bất quá, ta vậy không dám khẳng định. Diệp Thần cùng Từ Thắng Long nhìn nhau một cái, đều là thần sắc động một cái. Diệp Thần hỏi, không sao, ngươi cụ thể nói một chút, ở nơi này phần Long Tử Địa, thần niệm bị áp chế, ngươi là như thế nào cảm ứng được cổ khí tức kia? Long Yên Nhi nghe vậy, mặt đẹp bên trên hiện lên lau một cái vẻ nghi hoặc nói, hơi thở kia tựa hồ cùng ta huyết mạch có một loại mơ hồ tương liên cảm giác, cho nên, ta mới có thể cảm giác được hơi thở kia tồn tại, hơi thở chủ nhân từng ở cái vị trí kia dừng lại ngay ngắn một cái đêm, hơn nữa. Nàng trong mắt, hiện lên nồng nặc kính sợ nói, hơi thở chủ nhân hẳn vô cùng là mạnh mẽ. So công tử và thánh tử đại nhân, có thể, mạnh hơn. Diệp Thần cặp mắt híp lại, Yên Nhi cảm ứng được rốt cuộc là cái gì? Bất quá, bỏ mặc nói thế nào, xem ra trên bản đồ này vị trí quả thật có chỗ dị thường. Nếu không, một tên mạnh mẽ tồn tại cũng không sẽ vô duyên vô cớ ở nơi đó dừng lại một đêm. Từ Thắng Long đối với Long Yên Nhi cười nói, Yên Nhi, cảm ơn ngươi tin tức, đối với chúng ta trợ giúp rất lớn. Đây là, Long Yên Nhi lấy dũng khí nói, công tử, thánh tử đại nhân, mời. Xin cho ta, đi theo đội ngũ, cùng nhau tiến vào khu vực nòng cốt, ta hẳn có thể giúp. Từ Thắng Long cùng Diệp Thần trong mắt sáng lên, Long Yên Nhi nếu có thể cảm ứng được vậy không biết hơi thở, có lẽ, thật có thể trở thành tìm đạo hỏa mồi lửa một lớn trợ lực. Bất quá, Diệp Thần lại không có lập tức đáp ứng, mà là nghiêm túc nói, Yên Nhi, người có thể chịu đựng nổi khu vực nồng cốt nhiệt độ sao? Long Yên Nhi dẫu sao chỉ là hỗn huyết, hắn không muốn để cho Long Yên Nhi mạo hiểm. Long Yên Nhi mặt hiện kiên quyết vẻ nói, công tử, ta muốn phải thử một chút. Diệp Thần trầm mặc chốc lát, cuối cùng gật đầu một cái nói, được, bất quá, nếu như khu vực nồng cốt nhiệt độ, đối với ngươi tạo thành tổn thương, ta sẽ lập tức để cho người đưa ngươi trở về. Một đám yêu tộc, tụ tập ở doanh trại trên quảng trường, trên mặt đều mang vẻ ngưng trọng, vẻ hưng phấn, bọn họ trong tay đều cầm một quả xanh trắng đan dược, một khắc sau, liền đem đan dược này đưa vào trong miệng. Nháy mắt tức thì, tất cả yêu tộc quanh thân đều là bạo phát ra một hồi nóng rực ánh lửa. Một cổ cường đại vô cùng ngọn lửa hơi thở, ẩn chứa ở hỏa quang kia bên trong, nguyên bản nóng bức phần Long Tử Địa, đối với bọn họ mà nói, tựa như cũng mát đứng lên. Những cái kia yêu tộc rối rít mặt hiện vui mừng, bọn họ có thể cảm nhận được, giờ phút này mình ngọn lửa ủng có kinh khủng dường nào uy năng. Đây là, một tên gầy đét nam tử đi tới trước người bọn họ, chính là vậy bản thể làm thức ăn huyết thú yêu tộc. Thực huyết thú hít sâu một hơi, chợt há miệng. Phun ra một đoàn xương máu, máu kia xương mù nhanh chóng lan truyền, sáp nhập vào tất cả mọi người thân thể bên trong, những cái kia yêu tộc tròng mắt sáng lên, máu này xương mù vào cơ thể sau đó, thể chất của bọn họ tựa hồ mơ hồ xảy ra một chút thay đổi, đối với ngọn lửa cùng nóng bức chống trả, tăng lên thật nhiều. Diệp Thần vậy hấp thu những huyết phụ này, mặc dù hắn có đạo linh lửa, không cần như vậy, nhưng, tin tức này còn chưa muốn cho quá nhiều người biết thật tốt. Làm xong hết thảy các thứ này sau đó, Từ Thắng Long ngưng mắt nhìn vậy một đám yêu tộc nói, lập tức, chúng ta liền muốn đi vào cái này phần Long Tử Địa vị trí nòng cốt, các ngươi cũng biết, cơ hồ không có người đã từng tiến vào qua nơi đó, hết thảy đều là không biết, cho nên, cũng cho ta nhắc tới 12 phần tinh thần, không được thư giãn chút nào. Tiếng nói vừa dứt, đoàn người liền ào ào hướng phần Long Tử Địa chỗ sâu đi. Đám người đi lại hơn nửa ngày sau. Vậy đạo màu đỏ thấm phân giới tuyến liền xuất hiện ở trước mắt, thấy một màn kỳ dị này, không thiếu yêu tộc đều là không nhịn được phát ra một tiếng thán phục. Từ Thắng Long vung tay lên, dừng lại đội ngũ, hắn trong mắt hiện lên vẻ ngưng trọng, khẽ quát một tiếng, quanh thân xuất hiện một tầng màu máu đỏ ngọn lửa, sau đó, dè dặt hướng vậy phân giới tuyến đi tới. Một đám yêu tộc đều là có chút khẩn trương nhìn một màn này. Từ Thắng Long bản thể chính là Xích Nguyệt Hổ Vương. Bổn mạng linh hỏa tên là Xích Nguyệt Thần Lửa, cái này Xích Nguyệt Thần Lửa, cũng là giữa trời đất vô cùng là cường đại ngọn lửa một trong, nếu như liền Từ Thắng Long ở đạo linh hỏa đan cùng với phần long thuộc tính ra chỉ xuống, như cũng không cách nào chịu đựng ở đây khu vực nồng cốt nhiệt độ cao nói, vậy, bọn họ cũng không có bất kỳ hy vọng nào có thể tiến vào khu vực nồng cốt, đành phải đi trở về phủ. Một khắc sau, Từ Thắng Long đem một cánh tay chậm rãi đưa vào phân giới tuyến bên trong. Một cổ lửa đốt cảm giác nóng ngay tức thì bao phủ đúng cánh tay, bất quá, Từ Thắng Long chân mày nhưng là hơi buông lỏng một chút, quay đầu hướng về phía đám người cười một tiếng nói, tiếp tục tiến về trước.
Loại trình độ này nóng bỏng, còn ở phạm vi thừa nhận bên trong. Những cái kia yêu tộc đều là phát ra một tiếng hoan hô. Bọn họ đã ở vòng ngoài khu vực tìm rất lâu rồi, từ đầu đến cuối không có phát hiện vậy úy linh hỏa thạch, cho dù không phải là vì trợ giúp Diệp Thần, chắc hẳn không lâu sau, bọn họ vậy phải tiến vào khu vực nòng cốt tìm. Diệp Thần thấy vậy cũng là lộ ra một nụ cười. Lúc này đám người liền vượt qua khu vực nòng cốt phân giới tuyến. Tiến vào khu vực nòng cốt sau đó, vậy màu đỏ thấm không khí giống như biển lửa vậy hoàn cảnh, để cho một đám yêu tộc đều là mặt hiện một chút khó chịu vẻ. Nhưng, ở phần long thuộc tính cùng đạo linh hỏa đan ra chỉ dưới, coi như có thể chịu đựng, ngược lại thì thực lực yếu nhất Long Yên Nhi, một bộ dáng vẻ người không có sao. Đám người một đường tiến về trước, rất nhanh sẽ đến trên bản đồ sở tiêu kỳ vị trí. Từ Thắng Long quét mắt một lần khu vực này, ánh mắt nhỏ tránh, đối với Diệp Thần nói, cái này một phiến khu vực tầm mắt rộng rãi, không có phát hiện bất kỳ chỗ đặc biệt, như vậy cho dù vậy đạo hỏa mồi lửa tồn tại, cũng chỉ có thể là. Hắn đưa mắt rời về phía dưới chân, dừng một chút túc đạo, nơi này. Diệp Thần đồng ý gật đầu nói, không sai, đất này để, có lẽ mới có thể có phát hiện. Nói thật, nếu không phải cái này phần long tử địa mặt đất hàng năm bị ngọn lửa nung, quá là vững chắc, Diệp Thần cũng muốn trực tiếp đào 3.000 xích, tìm tòi kết quả. Từ Thắng Long lúc này mở miệng nói, tất cả người ở khu vực này đem hết toàn lực tìm và đạo hỏa mồi lửa cùng úy linh hỏa thạch có liên quan hết thảy tin tức. Chú trọng đối với lòng đất dò xét, không được thả qua dấu vết nào. Lúc này những thứ này yêu tộc bên trong, không ít người cũng lấy ra một loại côn trạng, thủ bưng nạm một quả đá quý, giống như máy thăm dò giống vậy pháp khí đặc biệt, cái loại này pháp khí có thể phạm vi nhỏ tiến hành dò xét, lấy được tình báo. Vậy dưới tình huống, pháp khí này không có bất kỳ chỗ dùng nào, xa xa không bằng võ giả thần niệm, nhưng, ở nơi này loại thần niệm bị áp chế chi địa, liền có thể phải sử dụng. Đây cũng là cần nhiều người như vậy cùng tới trước nguyên nhân, dẫu sao, lớn như vậy một phiến khu vực, nếu như chỉ có mấy người mà nói, cho dù có pháp khí này cũng không có bất kỳ tác dụng. Đây là, Diệp Thần ánh mắt chớp mắt, thấy được một đạo quen thuộc cô gái bóng người, không khỏi có chút bật cười nói, Tử Lăng, người đang làm gì? Giờ phút này, một tên xinh đẹp thiếu nữ tóc tím đang nằm trên mặt đất, giống như là cún con như nhau một bên co rúm cái mũi nhỏ, ngửi mặt đất. Chu Tử Lăng ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên lau một cái thần sắc kiêu ngạo nói, Diệp công tử, đây là thiên phú ta thần thông một trong, có thể thông qua việc vị cảm giác sâu trong lòng đất hết thảy, người có thể đừng xem nhẹ ta, lần này tìm đạo hỏa mồi lửa cùng úy linh hỏa thạch, ta mới là chủ lực đâu. Từ Thắng Long cười gật đầu nói, Diệp đại ca, Tử Lăng nói có thể một chút đều không sai. Diệp thần mặt hiện bất ngờ vẻ, cái này yêu tộc thần thông thật đúng là quái lạ à. Chu Tử Lăng thấy vậy, đắc ý hất đầu, tiếp tục ngửi mặt đất, hướng trước mặt leo đi. Đây là Lam Tuyết Linh đi tới Diệp Thần cùng Từ Thắng Long bên người, sắc mặt có chút ngưng trọng nói, Thắng Long Thánh Tử, lần này, chúng ta như vậy giống trống khua chiêng tiến vào khu vực nòng cốt, chắc hẳn, Thanh Hoàng Thánh Tử đã lấy được tin tức, hôm nay, vậy đang chuẩn bị tiến vào khu vực nòng cốt đâu, nếu như 2-3 ngày bên trong, chúng ta không thể có thu hoạch, sợ rằng. Từ Thắng Long nghe vậy, sắc mặt cũng có chút âm trầm xuống nói, nếu như Thanh Hoàng Thánh Tử thật tới và chúng ta làm khó, nói không chừng, muốn cùng hắn đối với một phen. Diệp Thần hỏi, cái này Thanh Hoàng Thánh Tử là người nào? Vì sao bọn họ vậy muốn đi vào khu vực nòng cốt? Từ Thắng Long mặt lộ cười khổ nói, trên thực tế, lần này tìm úy linh hỏa thạch, cũng không phải là thông thường nhiệm vụ. Hắn đôi mắt bên trong dâng lên lau một cái hơi chói mắt thần mang nói, huyền yêu chân giới Thánh Tử. Trên thực tế chính là yêu hoàng dự khuyết, mà muốn phải thừa kế yêu hoàng vị, liền phải thông qua những lão gia hỏa đó bày ra trùng trùng khảo nghiệm. Lần này tìm úy linh hỏa thạch, chính là huyền yêu chân giới các lão gia khảo nghiệm một trong, mà tiến vào phần long tử địa thánh tử, vượt quá ta một người, còn có một vị thanh hoàng thánh tử. Vừa nói, hắn nhìn về phía Diệp Thần, ánh mắt bên trong đột nhiên lóe lên một đạo trung thành vẻ. Ban đầu, Từ Thắng Long sở dĩ truy tìm Diệp Thần, chính là cho rằng, Diệp Thần mới là nhất có tư cách trở thành yêu hoàng tồn tại, cho đến hiện tại, hắn ý tưởng vẫn không có thay đổi. Bất quá, hắn rất rõ ràng, cho dù huyền yêu chân giới đồng ý, Diệp Thần chỉ sợ cũng sẽ không tiếp nhận vị trí này, cho nên. Mình nhất định phải đoạt được yêu hoàng vị. Ở Từ Thắng Long trong lòng, leo lên yêu hoàng vị, cũng không phải là vì mình,
mà là vì Diệp Thần. Chỉ cần Diệp Thần một tiếng hiệu lệnh, vô số yêu tộc đại quân, đem đạo nghĩa không cho phép chùn bước là hắn liều chết xung phong. Diệp Thần cũng không biết Từ Thắng Long ý nghĩ trong lòng, hắn ánh mắt động một cái, nói cách khác, lần này nhiệm vụ là Từ Thắng Long cùng vậy Thanh Hoàng Thánh Tử tới giữa cạnh tranh. Ngay sau đó, Diệp Thần nói, cùng ta nói một chút vậy Thanh Hoàng Thánh Tử. Từ Thắng Long ánh mắt có chút ngưng trọng nói, Thanh Hoàng Thánh Tử, bản thể chính là Thanh Huyền Sư Vương, huyết mạch mặc dù không như ta, nhưng, chênh lệch không hề coi là quá lớn. Hơn nữa, hắn tu vi và thực lực, xa trên ta xa. Bất quá, vậy Thanh Hoàng Thánh Tử lãnh đạo yêu tộc, tổng thể thực lực cũng không như chúng ta, thật hợp lại đấu mà nói, đối phương vậy sẽ gặp phải đả kích khổng lồ, cũng chính là vì vậy. Chúng ta hai bên mới tạm thời ở phần Long Tử Địa bên trong duy trì sống yên ổn với nhau vô sự trạng thái. Bất quá, nếu như hắn biết chúng ta đã tới đến khu vực nòng cốt, sợ rằng, sẽ có chút không kiềm chế được. Diệp Thần nghe vậy, khẽ mỉm cười nói, người có biết vậy Thanh Hoàng Thánh Tử doanh trại chỗ? Từ Thắng Long gật đầu nói, biết, Diệp Đại Ca, chẳng lẽ ngươi muốn? Diệp Thần trong mắt lóe lên một món sạch bóng nói, ngươi chỉ để ý yên tâm dò xét nơi đây chính là... Cái này Thanh Hoàng Thánh Tử, giao cho ta xử lý. Từ Thắng Long sắc mặt có chút ngưng trọng nói, Diệp Đại Ca, cái này Thanh Hoàng Thánh Tử thực lực rất mạnh, biết hay không, có chút mạo hiểm. Cho dù Từ Thắng Long, đối với Diệp Thần thực lực vô cùng là tín nhiệm, cũng không miễn có chút lo lắng. Diệp Thần cười nói, yên tâm, người này không đủ gây sợ hãi, hắn nếu không phải nhúng tay chuyện này ngược lại thì thôi, nếu như nhúng tay. Hắn ánh mắt hơi rét nói, ta không ngại. Cho hắn một cái dạy bảo. Mọi người đang cái này khu vực nòng cốt, tìm hai ngày hai đêm sau đó, đây là, mấy đạo nhân ảnh nhưng là đột nhiên vượt qua vậy khu vực nòng cốt phân giới tuyến hướng mấy người đi tới. Từ Thắng Long các người đều là con người co giúp một cái, hướng vậy mấy đạo thân ảnh nhìn. Chỉ gặp, xuất hiện ở trước mặt bọn họ, là mấy tên yêu tộc, người cầm đầu, cặp mắt nhỏ dài, mặt mũi âm lãnh, trên cổ mơ hồ xinh xanh biếc miếng vảy. Quanh thân lượn lờ màu xanh độc lửa, tựa hồ là một tên xã yêu. Từ Thắng Long tiến ra đón, mặt không thay đổi nói, tất độc, chúng ta ở chỗ này, có chuyện quan trọng xử lý, mời ngươi trở về. Tất độc nghe vậy nhưng là nghiền ngẫm cười một tiếng, đối với Từ Thắng Long chút nào không tôn kính địa đạo, trở về. Từ Thắng Long, người khác bưng ngươi, ta tất độc cũng không sẽ, ngươi kêu ta trở về, ta đi trở về. Ngươi lấy là lên làm thánh tử. Thì thật dưới một người trên vạn người. Ha ha, bất luận người thân ở vị trí nào, vẫn là không thay đổi được, người đến từ Nguyệt Hồn vực như vậy rác dưới địa phương xuất thân à. Hắn lời nói bên trong, đối với Từ Thắng Long không có chút nào tôn trọng. Từ Thắng Long trong mắt sát khí một thịnh nói, tất độc, người biết ta có thể ở chỗ này giết ngươi. Tất độc nhưng là không có sợ hãi cười một tiếng nói, giết ta. Ngươi giết ta. Thanh Hoàng Thánh Tử liền sẽ giết ngươi tất cả dưới quyền. Từ Thắng Long, ta hiện tại nói cho ngươi, địa phương này chúng ta Thanh Hoàng Thánh Tử muốn, nếu không, ngày mai, Thánh Tử liền sẽ xuất bộ đám người tới, đến lúc đó, các ngươi muốn đi, cũng không có đơn giản như vậy. Từ Thắng Long mặt hiện vẻ giận dữ, cái này tất độc lấn hiếp người quá đáng. Ngay tại lúc này, một đạo nhàn nhạt thanh âm nam tử, đột nhiên ở trong sân vang lên nói dùm cho ta Thanh Hoàng Thánh Tử. Ta khuyên hắn, không nên làm như vậy, nếu không, hắn sẽ hối hận. Tất độc nhướng mày một cái, hướng thanh âm truyền tới phương hướng, vào mắt chỗ, là một tên cực kỳ trẻ tuổi, thần sắc lãnh đạm thanh niên. Tất độc thấy vậy, mặt hiện vẻ khinh bỉ, vô cùng là khinh thường hừ lạnh một tiếng nói, một cái huyết mạch không thuần, thực lực rác dưới tiểu tử, cũng xứng hướng Thanh Hoàng Thánh Tử truyền lời. Ngươi lấy vì mình coi là cái thứ gì, tạp. Có thể hắn lời còn chưa nói hết. Từ Thắng Long chính là hoàn toàn bùng nổ, hắn trong mắt ý định giết người cuồng trào, một tiếng hổ gầm vang khắp thiên địa, Xích Nguyệt Hổ Vương uy thế tràn ngập ra, chợt hướng về phía Tất Độc, một trường đánh ra. Vậy Tất Độc thấy vậy sửng sốt một chút, ngay sau đó trong mắt hiện lên vô cùng hoảng sợ thần sắc, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Từ Thắng Long lại thật dám trực tiếp động thủ à. Tất Độc chợt nắm một quả ngọc bội này chung quanh lượn lờ một đạo quy luật liên. Ngọc bội xuất hiện ngay tức thì, bạo phát ra một hồi màu vàng ánh sáng rực rỡ, đem tất độc hoàn toàn bao bọc ở trong đó. Một khắc sau, ầm một tiếng vang thật lớn, vậy mang móng hổ hư ảnh một trường, liền hung hăng đánh vào liền màu vàng màn sáng bên trên, chỉ gặp,
nhìn như ngưng luyện vô cùng màu vàng màn sáng, lại là ở một trường này dưới, điên cuồng nổ tung. Cùng lúc đó, tất độc thân thể cũng là đổ bay ra, trên ngực xuất hiện ba đạo vết máu thật sâu, đem xương sườn, nội tạng, cũng bóp nát, miệng của hắn trung lập tức phun ra búng máu tươi lớn, hơi thở cũng uể oải đi xuống. Nếu không phải vậy kiện Thanh Hoàng Thánh Tử giao cho hắn bảo vệ tánh mạng thần khí, giờ phút này hắn đã là một người chết gà. Có thể hiện tại, hắn đã trọng thương, liền điều khiển thần khí lực lượng, cũng không có. Hắn trong mắt run rẩy nhìn đang mặt đầy sát khí, từng bước hướng mình đi tới Tử Thắng Long, hoảng sợ thét to Tử Thắng Long. Ngươi điên rồi, ngươi không sợ Thanh Hoàng Thánh Tử trả thù sao? Tử Thắng Long, giờ phút này nhìn như thật là giống như là địa ngục bên trong bò ra ngoài, cắn người khác hổ ma vậy, cùng ngày xưa thật là chừng như hai người. Giờ phút này, Tử Thắng Long cặp mắt đỏ tươi một phiến, trong mắt, không có vật gì khác nữa, thanh âm khàn khàn gào thét nói, xúc phạm Diệp đại ca người, giết không tha. Diệp thần, chính là hắn trong suy nghĩ tín ngưỡng, chí tôn vương giả, hắn không cho phép người bất kỳ, xúc phạm Diệp thần. Cho dù buông tha cái này thánh tử vị, thậm chí còn hắn tánh mạng, thì như thế nào? Xúc phạm Diệp thần người, đều phải chết. Giờ khắc này, tất độc thật sự là sợ choáng váng à, đạo tâm cũng muốn sụp đổ, hắn không rõ ràng, bất quá là châm chọc thực lực kia thấp kém tiểu tử một câu, Tử Thắng Long làm sao liền cùng nổi điên như nhau. Nhưng vào lúc này, một cái tay nhưng là đè ở Tử Thắng Long trên bả vai nói, Thắng Long, bình tĩnh một chút, người vẫn không đổi được thích xung động bệnh cũ, con kiến hôi kêu gào, há có thể nhập ta tai. Tử Thắng Long nghe vậy, ánh mắt chớp động một tí, hít sâu một hơi nói, Diệp đại ca. Diệp thần nhàn nhạt liếc vậy tất độc một cái nói, còn chưa cút. Vậy tất độc vô cùng là oán hận nhìn Tử Thắng Long cùng Diệp thần một mắt, lúc này, mang đám người rời đi cái này khu vực nòng cốt. Ban đêm, phần long tử địa bên trong một nơi lồng chảo bên trong, xây dựng rất nhiều lều vải. Giờ phút này, trong đó đỉnh đầu bên trong lều cỏ. Tất độc đứng ở một tên chàng trai trước người, trên mặt, mang vô cùng là thần sắc cung kính. Mà ở trước mặt hắn nam tử, phương diện tròn thủ, dung mạo uy nghiêm, vóc người to con, một đầu màu xanh đen lông, tản ra bốn phía, giống như sư tông vậy. Người này quanh thân tản ra vô cùng nồng nặc yêu khí, hắn, chính là Thanh Hoàng Thánh Tử. Giờ phút này, vậy Thanh Hoàng Thánh Tử, sắc mặt âm trầm nói, Tử Thắng Long, thật ra tay tổn thương ngươi. Vậy tất độc gật đầu nói, không sai, Thánh Tử đại nhân, thằng nhóc này tổn thương ta chuyện nhỏ. Có thể đây cũng là đối với ngài thật to bất kính à. Hơn nữa, ta xem tiểu tử này thái độ, vậy khu vực nòng cốt bên trong tất nhiên cất giấu cái gì đại bí mật, rất có thể chính là vậy Úy Linh Hỏa Thạch chỗ. Nếu là bị bọn họ lấy được Úy Linh Hỏa Thạch, chúng ta dựa theo cạnh tranh quy tắc, cũng chỉ không thể xuất thủ tranh đoạt, như vậy thứ nhất, tiểu tử này địa vị, sợ rằng lại sẽ có đề cao. Qua không được bao lâu, cạnh tranh yêu hoàng bên trên, sợ rằng liền sẽ uy hiếp được thánh tử đại nhân địa vị. Thanh Hoàng Thánh Tử nghe vậy, con người lập tức co rút lại. Hắn trên mặt tàn khốc chớp mắt nói, phân phó, để cho tất cả người chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta lập tức lên đường, đi khu vực nòng cốt, giết hắn trở tay không kịp. Cái này Tử Thắng Long, không phải phách lối sao? Không là thích tổn thương người sao? Bổn công tử thì phải xem, hắn ở bổn công tử trước mặt, còn có thể hay không như thế phách lối? Còn có thể hay không tổn thương người. Hắn là Thanh Huyền Sư Vương, chí cao vô thượng tồn tại, Tử Thắng Long lại dám tổn thương thủ hạ hắn, không đem hắn coi vào đâu. Càng làm cho hắn kiêng kỵ phải, Tử Thắng Long huyết mạch quả thật có cùng hắn tranh đoạt yêu hoàng vị tư cách. Hắn tuyệt không cho phép như vậy sự việc phát sinh, phải không tiếc giá phải trả, bóp chết ở manh nha bên trong. Lần này, tuyệt không thể để cho Tử Thắng Long đạt được Úy Linh Hỏa Thạch. Tất độc trong mắt lóe lên lau một cái sảng khoái vẻ, đáng chết Tử Thắng Long, dám đả thương lão tử. Lão tử, người nhất định phải trả giá thật lớn. Có thể, ngay tại lúc này, một đạo chàng trai thanh âm nhưng bỗng nhiên ở lều vải bên trong vang lên nói, Thanh Hoàng Thánh Tử, nếu như có người, không cho phép ngươi làm như vậy đâu. Thanh Hoàng Thánh Tử cùng tất độc, đều là con ngươi co giúp một cái, hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn. Lại có người có thể im hơi lặng tiếng xuất hiện ở đây lều vải bên trong. Chỉ gặp, một tên mặt mỉm cười thanh niên, đang đứng ở xó xỉnh bên trong. Tất độc kêu lên một tiếng nói, là ngươi. Người này dĩ nhiên là Diệp thần.
Thanh Hoàng Thánh Tử mặt mũi trầm xuống, một cái càn khôn cảnh tiểu tử là vào bằng cách nào? Hắn không khỏi phải hỏi nói, người nói ai không cho phép? Diệp Thần một mực mình nói ta. Ngươi. Thanh Hoàng Thánh Tử khóe miệng dương lên vẻ chế nhạo ý nói, ngươi là người phương nào? Bổn công tử dựa vào cái gì nghe ngươi? Đây là, vậy Tất Độc cười lạnh nói, Thánh Tử, thằng nhóc này thật giống như và Tử Thắng Long quan hệ rất tốt dáng vẻ. Căn cứ quy tắc, ngài không thể đối với Tử Thắng Long trực tiếp ra tay, nhưng, ngược lại là có thể cầm thằng nhóc này bắt lại, uy hiếp Tử Thắng Long, không phải sao? Thanh Hoàng Thánh Tử nghe vậy, nhìn Diệp Thần ánh mắt, dần dần lạnh như băng.